Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 401, yêu cầu gì đều có thể đáp ứng ngươi. Bạch Tuyết Linh lập tức lau khô nước mắt, nàng nhìn thấy hy vọng, dù cho biết gia gia của nàng mắc là ác tính màn cuối u, nàng như cũng muốn đi tìm Diệp Thần Phong thử một lần, vội vàng mở miệng nói, gia gia, ba, hay là có một có thể trị liệu tốt gia gia bệnh của ngài cũng không nói nhất định, ta bây giờ là điều không phải lập tức thỉnh người kia qua đây. Tuyết Linh, người cũng không cần an ủi Gia Gia, dùng hiện tại y học kỹ thuật, Gia Gia bệnh của ta chỉ có thể kéo ít ngày. Bạch Lão Gia Tử nhận định Bạch Tuyết Linh là đang an ủi hắn, hắn mắc thế nhưng màn cuối u ác tính, đây cũng không phải là cảm mạo nóng sốt, nói chữa cho tốt là có thể trị. Gia Gia, ta không có ở an ủi ngài, ta đang cùng ngài nói nghiêm túc ni. Ta cũng vậy đột nhiên tài muốn khởi cái này người, hay là cái này người không thể đủ trị liệu tốt bệnh của ngài. Nhưng là y thuật của hắn phải rất cao cực kỳ, không bằng chúng ta để hắn tới thử một lần đi. Bạch Tuyết Linh cực kỳ nói thật. Tuyết Linh, người thật nhận thức như vậy từ cao nhân. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi đối phương là thế nào một người, nếu như hắn thật có thể đủ trị liệu tốt ra ra người bệnh, Bạch gia chúng ta nhất định hội thâm tạ hắn. Bạch Nham Tân biết hắn con gái của mình tuyệt đối không hội cầm chuyện như vậy nói đùa, cho nên hắn trong lòng cũng không nén nổi bốc lên ra một tia hy vọng. Gia Gia, ba, kỳ thực cái này người các ngươi đều biết. Bạch Tuyết Linh nhìn Bạch Lão Gia Tử cùng Bạch Nham Tân nói rằng. Chúng ta đều biết, hai cha con này không hẹn mà cùng người nghi vấn hỏi, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Bạch Tuyết Linh, đợi được đối phương công bố đáp án. Ân, Bạch Tuyết Linh chỉnh trọng điểm gật đầu, hồi đáp ta trong miệng theo như lời người chính là Diệp Gia Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong. Bạch Lão Gia Tử cùng Bạch Nham Tân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn họ không rõ Bạch Tuyết Linh cái này là hát kia nhất ra. Bây giờ Diệp Thần Phong tuy rằng không phải người ngu, thế nhưng Diệp Thần Phong cái này nhân hòa y thuật một điểm đều treo không mắc câu đi. Bạch Tuyết Linh làm sao sẽ nói Diệp Thần Phong là một cái y thuật cao siêu người đâu. Tuyết Linh, bây giờ không phải là nói đùa thời gian, Diệp Thần Phong tiểu tử kia biết cái gì y thuật. Bạch Nham Tân không vui nói. Nguyên bản trong lòng sinh ra nhất chút hy vọng lần thứ hai tan vỡ. Tuyết Linh, Gia Gia biết ngươi là vì tốt cho ta, ngươi là vì đậu ta hài lòng đi. Nói thật ra Diệp Thần Phong tiểu tử kia kỳ thực thật không tệ, ta thật đúng là hối hận trước đây đem hai người các ngươi hôn ước cấp giải trừ, đối với chuyện này là Bạch gia chúng ta thua thiệt Diệp gia a. Sau đó nếu như Diệp gia gặp phải phiền toái, Bạch gia chúng ta nhất định muốn tận lực đi giúp thượng một bà. Bạch Lão Gia Tử thanh âm vô lực nói rằng, nhìn đến cha của mình cùng Gia Gia cũng không tin, Bạch Tuyết Linh là cấp, Gia Gia, ba, ta đều không phải đang nói đùa. Trước đây phụ thân của Huyền Đình hôn mê mấy tháng, Thiên Hải rất nhiều quyền uy bác sĩ đều thúc thủ vô sách, cuối cùng là bị Diệp Thần Phong cấp cứu tỉnh, với lại ta còn đã từng kiến thức qua Diệp Thần Phong ghim kim cứu người, chúng ta để Diệp Thần Phong tới thử một lần đi. Thiên Hải Triệu gia cùng kinh thành Bạch gia là có một chút quan hệ thân thích, trước đây Triệu Khải Hoa hôn mê bất tỉnh, Bạch gia còn đặc biệt bang Triệu gia xem xét y học quyền uy. Đáng tiếc này y học quyền uy đối với Triệu Khải Hoa hôn mê đều không có biện pháp chút nào, sau lại Bạch gia cũng biết Triệu Khải Hoa từ hôn mê thanh tỉnh, bất quá, Triệu gia tỉnh không có nói với Bạch gia qua là Diệp Thần Phong cứu tỉnh Triệu Khải Hoa. Đồng dạng Bạch Tuyết Linh tuy rằng đã sớm biết được Diệp Thần Phong tài nghệ y thuật, thế nhưng nàng cũng không có tướng Diệp Thần Phong sự tình nói cho Bạch Lão Gia Tử, nếu như trước đây Bạch Lão Gia Tử sớm một bước biết Diệp Thần Phong y thuật cao siêu. Diệp Thần Phong cũng không là một cái kẻ ngu si lời nói, sợ rằng Bạch Tuyết Linh cùng Diệp Thần Phong môn này hôn sự, hắn là tuyệt đối không hội giải trừ. Nghe được Bạch Tuyết Linh một loạt kiên nhẫn sau khi giải thích, Bạch Lão Gia Tử cùng Bạch Nham Tân quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Cái này Diệp Thần Phong thật chẳng lẽ là một cái y thuật cao siêu người sao? Nhìn đến Bạch Tuyết Linh nói có bài bản hẳn hoi, tuyệt đối không tưởng là đang nói dối, cho nên đây hết thảy đều là thật. Đây cũng quá không thể nghĩ đi. Tuyết Linh, thì là Diệp Thần Phong y thuật cao siêu, lẽ nào hắn vẫn có thể trị liệu tốt màn cuối u ác tính sao? Huống hồ trước Bạch gia chúng ta có thẹn cùng Diệp gia a. Ta thế nào có mặt thỉnh Diệp Thần Phong tới cấp xem bệnh ni? Bạch Lão Gia Tử thật sâu thở dài một hơi. Gia Gia, thì là chỉ có bách phân chi nhất hy vọng, ta cũng nhất định muốn đem Diệp Thần Phong tìm tới cho ngài trị liệu, chuyện này tự tốt cấp ta tốt. Bạch Tuyết Linh mân mân môi đỏ mọng,
kiên định nói rằng. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong đẳng người ngồi thương vụ xe Mercedes mới vừa tiến vào kinh thành địa giới, Diệp Thần Phong chuông điện thoại di động liền vang lên, vừa chuyển được, bên đầu điện thoại kia tự truyền đến Bạch Tuyết Linh thanh âm, Diệp Thần Phong, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi có thể không có thể cùng ta thấy một mặt, ta có chuyện rất trọng yếu muốn xin ngươi hỗ trợ. Diệp Thần Phong ngược lại cũng nghe được Bạch Tuyết Linh thanh âm, thuận miệng nói rằng, có chuyện gì tại trong điện thoại nói xong rồi, chúng ta cũng không cần phải gặp mặt. Ai biết đạo Diệp Thần Phong vừa dứt lời, trong điện thoại tự truyền đến nghẹn ngào thấp giọng nức nở, rất hiển nhiên Bạch Tuyết Linh là chảy nước mắt, Diệp Thần Phong, lần này ta van ngươi, còn không được sao? Ngươi bây giờ đi ra cùng ta thấy một mặt đi. Kỳ thực Diệp Thần Phong ngược lại cũng tịnh không ghét Bạch Tuyết Linh. Bạch Tuyết Linh mặc dù là một người nữ nhân cao ngạo, nhưng là của nàng tâm địa vẫn là vô cùng hiền lành. Mặc dù nói Bạch gia đối Diệp gia từ hôn, Diệp gia mặt thượng hay là có chút khó coi, nhưng cái này loại đại gia tộc đám hỏi, nguyên bản chính là song phương lợi ích kết hợp, thì là Bạch gia không đề cập tới gia từ hôn, cuối cùng Diệp Thần Phong vậy cũng hội đưa gia từ hôn. Được rồi, ngươi nói địa phương, ta lập tức qua đây. Đối mặt khóc sướt mướt nữ nhân, Diệp Thần Phong còn thật là có chút đau đầu. Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Bạch Tuyết Linh tràn ngập cảm kích nói rằng. Tại Bạch Tuyết Linh nói một chỗ địa chỉ sau, Diệp Thần Phong liền nhường điều khiển thương vụ Mercedes-Benz tài xế sang bên xe đỗ, nhường Diệp Đông Kiện bọn họ về trước đi, hắn còn lại là gọi một chiếc xe taxi chạy tới Bạch Tuyết Linh nói địa phương. Bạch Tuyết Linh ước Diệp Thần Phong tại một nhà đặc biệt xa hoa tiệm cà phê gặp mặt. Diệp Thần Phong vừa đi vào tiệm cà phê, một gã nữ phục vụ viên tựu đi lên, lộ ra một cái nụ cười điềm mỹ, hỏi tiên sinh, xin hỏi vài vị. Có người ở chờ ta. Diệp Thần Phong hồi đáp, hắn đã tại tiệm cà phê trong nhìn đến Bạch Tuyết Linh thân ảnh, trực tiếp hướng Bạch Tuyết Linh đi tới, ngồi ở Bạch Tuyết Linh đối diện tốt, hiện tại chúng ta đã tới, ngươi thì nói mau đi. Kỳ thực hai chúng ta cũng không là rất quen thuộc, nếu là ngươi đưa ra một ít ta không làm được sự tình. Ta có thể cũng chỉ có thể đủ nói một tiếng xin lỗi. Bạch Tuyết Linh cũng không có bởi vì Diệp Thần Phong lời nói mà tức giận, nếu như đổi lại là dĩ vãng nàng, phỏng chừng nàng đã sớm cùng Diệp Thần Phong tranh luận, thế nhưng lúc này trong lòng nàng chỉ có lo lắng ra ra an nguy, mân mân môi đỏ mọng, nói rằng, Diệp Thần Phong, nhưng thật ra là ra ra ta mắc phải màn cuối u ác tính, ta muốn mời ngươi xuất thủ trị liệu ra ra ta bệnh. Bạch Tuyết Linh, ngươi là không là tìm lộn người. Ra ra ngươi ngã bệnh, nên đến trong bệnh viện đi trị liệu đi. Ngươi tìm tới ta làm gì? Diệp Thần Phong uống một ngụm cà phê trước mặt hỏi. Trong bệnh viện bác sĩ đều không thể ra sức, ta biết y thuật của ngươi cao siêu, phụ thân của Uyển Đình cũng là ngươi chữa xong, chỉ cần ngươi chịu ra tay trị liệu ra ra ta bệnh, ta yêu cầu gì đều có thể đủ đáp ứng ngươi, ta Bạch Tuyết Linh nói được thì làm được. Bạch Tuyết Linh trong lòng làm rất lớn một phen đấu tranh sau. Tài có dũng khí nói ra những lời này. Diệp Thần Phong nhìn Bạch Tuyết Linh bộ dáng nghiêm túc, cùng với viền mắt trung tùy thời cũng có thể rơi xuống nước mắt, hắn hay là thật quá mềm lòng, trị liệu màn cuối u ác tính đối với Diệp Thần Phong mà nói là một bữa ăn sáng sự tình. Bất quá, tuy rằng hắn quyết định xuất thủ, thế nhưng cũng không thể đủ tiện nghi Bạch Tuyết Linh, khuôn mặt cố ý lộ ra một bộ đắm đuối biểu tình, hỏi, ngươi nói là sự thật. Nếu như ta xuất thủ trị liệu ra ra ngươi bệnh, ngươi tự yêu cầu gì đều đáp ứng ta. Ta không thể bảo đảm có thể trị liệu tốt ra ra ngươi bệnh. Bạch Tuyết Linh liền vội vàng gật đầu thật, ta nói đều là thật, bất kể ngươi có thể không thể đủ trị liệu tốt ra ra ta bệnh, chỉ cần ngươi chịu ra tay, kết quả cuối cùng đến cùng làm sao. Ta đều có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Tốt, ta đây liền theo ngươi đi một chuyến, bất quá, ta không hy vọng có người biết, ta đi vì ra ra ngươi trị liệu sự tình. Cho nên vẫn là chờ đến bầu trời tối đen lại nói, hiện tại chúng ta tự từ từ chờ xem. Nếu không ngươi trước đem đáp ứng chuyện của ta thực hiện. Chúng ta bây giờ có thể lập tức đi mở một gian phòng, ta muốn những chuyện ngươi làm chính là, ngươi phải hiểu đi. Diệp Thần Phong thuận miệng trêu đùa, hắn kỳ thực đối Bạch Tuyết Linh cũng không việc gì hứng thú, hắn Diệp Thần Phong có thể đều không phải nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp chân tự không nhúc nhích nguyên liệu. Bạch Tuyết Linh cố nén trong lòng bùng nổ xung động, miễn cưỡng cười nói, chờ ngươi bang ra ra ta trị liệu xong, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều không phản đối. Chương 402, đem cái này trương mặt mò bất cứ giá nào. Màn đêm dần dần chậm lại,
Bạch gia trong đại sảnh ngoại trừ Bạch Nham Tân bên ngoài, lại không người khác, Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân chính vội vàng trưởng khống Bạch gia thế lực. Tại Diệp Thần Phong đáp ứng tới trị liệu Bạch lão gia tử sau, Bạch Tuyết Linh tại trước tiên đánh cái một chiếc điện thoại cấp Bạch Nham Tân, nhưng Bạch Nham Tân tại Bạch gia an bài trước lên, dù sao Diệp Thần Phong không muốn để cho người biết hắn tới trị liệu Bạch lão gia tử sự tình. Bạch Tuyết Linh mang theo Diệp Thần Phong đi vào Bạch gia đại sảnh, Bạch Nham Tân khi nhìn đến Diệp Thần Phong sau, vội vã đứng lên, bất kể Diệp Thần Phong có bản lĩnh hay không trị liệu tốt Bạch lão gia tử bệnh, thế nhưng người ta nếu tới, như vậy Bạch Nham Tân biểu hiện ra khách sáo hay là muốn làm đủ, Thần Phong, ta nghe Tuyết Linh nói y thuật của ngươi đặc biệt cao siêu, lần này thật là làm phiền ngươi. Diệp Thần Phong chỉ là hơi điểm gật đầu, cũng không để ý gì tới thải Bạch Nham Tân ý tứ, tuy rằng Bạch gia cùng Diệp gia giải trừ hôn ước, đối Diệp Thần Phong mà nói không phải việc quan trọng, thế nhưng như thế nào đi nữa nói cũng là Bạch gia đối lý trước đây, Diệp Thần Phong có thể điều không phải cái gì đồ đê tiện. Nhìn đến Bạch Nham Tân tư thái phóng thấp một ít, hắn tự cấp thu thập đi tới cúi đầu khom lưng. Chúng ta trực tiếp đi Bạch lão gia tử gian phòng, có thể không thể đủ trị liệu tốt Bạch lão gia tử bệnh, ta không thể đủ cam đoan. Diệp Thần Phong mặt không thay đổi nói rằng. Bạch Nham Tân trên mặt thần sắc cứng đờ, cuối cùng vẫn không có phát tác, bất quá, rõ ràng không có trước nhiệt tình, được rồi. Ngươi theo ta đi lên. Đi tại Diệp Thần Phong bên cạnh Bạch Tuyết Linh thấp giọng nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi thì không thể đủ đối với ta ba hơi khách khí một ít sao? Diệp Thần Phong lắc đầu, khẳng định nói, cái này thật không thể, đối với ngươi. Ta cũng sẽ không khách khí, chớ quên ngươi ban đầu là các ngươi Bạch gia cùng chúng ta Diệp gia giải trừ hôn ước. Nhưng chúng ta Diệp gia ném mặt, nếu như trước đây các ngươi Bạch gia không giải thích được trừ hôn ước, ngươi bây giờ còn là vị hôn thê của ta. Bạch lão gia tử bệnh ta nhất định là nghĩa bất dung từ, bây giờ là các ngươi Bạch gia muốn cầu cạnh ta, lẽ nào ta vẫn không thể đủ đặt sĩ diện. Tự ngươi nói có đạo lý, đợi một lát ngươi chỉ cần toàn lực cứu trị gia gia của ta, ta đáp ứng ngươi sự tình tự khẳng định hội làm được. Bạch Tuyết Linh ba hai bước đi đến Bạch Nham Tân bên cạnh. Không muốn cùng Diệp Thần Phong sống chung một chỗ. Đi vào lầu hai Bạch lão gia tử gian phòng sau. Bạch lão gia tử cũng biết Diệp Thần Phong muốn tới giúp hắn chữa bệnh tin tức, Bạch lão gia tử khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền lành, nói rằng, Thần Phong, ta biết trước kia là Bạch gia chúng ta thua thiệt các ngươi Diệp gia, bất quá, sau đó Bạch gia chúng ta nhất định hội tận lực bồi thường. Diệp Thần Phong đi tới Bạch lão gia tử bên giường, nói rằng, bồi thường thì không cần, ngày hôm nay ta tới giúp ngươi chữa bệnh, có thể không phải là vì cho các ngươi Bạch gia bồi thường. Diệp Thần Phong thân thủ cầm Bạch lão gia tử thủ đoạn, nhất cổ nhu hòa linh hồn lực tức khắc thẩm thấu vào Bạch lão gia tử trong cơ thể, ngắn ngủi một hồi công phu, Diệp Thần Phong liền biết hiện nay Bạch lão gia tử thân thể tình trạng. Thần Phong, có cần hay không chúng ta chuẩn bị cho ngươi một ít chữa bệnh khí giới? Một bên Bạch Nham Tân mở miệng nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong khoát tay áo, lấy ra mang theo người châm cứu bao, nói rằng có cái này một bao ngân châm là được rồi. Thần Phong, ngươi đều không phải đang nói đùa chứ. Ngươi nói ngươi chỉ dùng ngân châm trị liệu ba của ta bệnh. Cái này là điều không phải quá trò đùa một ít. Chỉ dựa vào ngân châm là có thể trị hết màn cuối u ác tính sao? Bạch Nham Tân càng cảm thấy Diệp Thần Phong không đáng tin cậy. Có vấn đề gì không? Nếu như hoài nghi năng lực của ta, ta hiện tại có thể lập tức rời đi. Dù sao cái này cũng không chuyện liên quan gì đến ta. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai. Bạch Tuyết Linh cắn môi một cái, nói rằng, ba. Không bằng trước hết để cho Diệp Thần Phong trị liệu rồi hãy nói. Tuyết Linh, cái này có thể không trò đùa à. Nếu như ghim kim chát sai huyệt vị, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản ta cho rằng Diệp Thần Phong muốn lợi dụng đến cái khác chữa bệnh khí giới, ai biết đạo. Bạch Nham Tân lời còn chưa nói hết, đã bị nằm ở trên giường Bạch lão gia tử cắt đứt, Nham Tân. Để Thần Phong thử một lần đi. Dù sao ta bộ xương già này cũng không nhiều thiếu cuộc sống tốt sống, tối đa thiếu sống vài ngày mà. May là Bạch lão gia tử đồng ý, nếu không chỉ sợ hắn thật muốn bỏ lỡ một cái có thể trị liệu tốt màn cuối u ác tính cơ hội. Diệp Thần Phong tiện tay từ trong túi móc ra một cái bật lửa, cây ngân châm lần lượt đun nóng khử độc, sau đó nhượng Bạch lão gia tử cởi y phục xuống, thất căn ngân châm nhanh chóng đâm vào Bạch lão gia tử dạ dày bộ vị thượng. Nhu hòa linh hồn lực xuyên thấu qua ngân châm kích thích bảy huyệt vị. Mỗi qua 10 giây đồng hồ,
Diệp Thần Phong sẽ gặp dùng ngón tay từ từ chuyển động thất căn ngân châm, đồng dạng mượn cơ hội này tại ngân châm chung không ngừng rót vào linh hồn lực. Tại thất căn ngân châm đâm vào Bạch Lão Gia Tử trên bụng thời gian, Bạch Lão Gia Tử cảm giác toàn thân sảng khoái, đây là hắn phát bệnh tới nay đệ nhất thứ cảm giác cả người đặc biệt thoải mái, thậm chí theo thời gian trôi qua, Bạch Lão Gia Tử có loại muốn buồn ngủ xung động. Hơn 20 phút sau, Diệp Thần Phong tướng thất căn ngân châm nhanh chóng thu hồi lại, Bạch Lão Gia Tử nguyên bản sắc mặt trắng bệch, khôi phục một ít hồng nhuận, mềm yếu vô lực trong thân thể tràn đầy lực lượng, không chút do dự bản thân từ trên giường đứng lên. Người bệnh ta đã chữa trị xong, người dạ dày bên trong u tiêu trừ hết. Diệp Thần Phong thờ ơ nói rằng, sau đó trực tiếp hướng bên ngoài phòng mặt đi, trải qua Bạch Tuyết Linh bên cạnh thời gian, Tài lại thấp giọng nói rằng, nhớ kỹ người đáp ứng ta yêu cầu. Đợi cho Diệp Thần Phong rời phòng sau, Bạch Lão Gia Tử, Bạch Nham Tân cùng Bạch Tuyết Linh Tài hồi qua thần, ba người bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong nhanh như vậy tự chữa trị xong Bạch Lão Gia Tử bệnh. Ngay cả Bạch Lão Gia Tử cũng có chút không tin, tuy rằng hắn cảm giác thân thể tình trạng khá, thế nhưng màn cuối u ác tính là nói chữa cho tốt là có thể chữa xong sao. Bạch Lão Gia Tử người thứ nhất hồi qua thần, vội vàng chạy ra khỏi gian phòng, nhưng mà nơi nào còn thấy rõ đến Diệp Thần Phong bóng người. Diệp Thần Phong sớm rồi rời đi Bạch gia. Bạch Nham Tân cùng Bạch Tuyết Linh cũng lập tức đi ra khỏi phòng, nhìn đến nguyên bản suy yếu không gì sánh được Bạch Lão Gia Tử lại có thể bản thân xuống giường đi lại. Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi, Bạch Nham Tân liền vội vàng hỏi, ba, người cảm giác hiện tại thân thể thế nào? Cái này Diệp Thần Phong thật có chút bản lĩnh. Bất kể có không có trị liệu tốt bệnh của ta, ta hiện tại cảm giác phi thường tốt. Bạch Lão Gia Tử khẳng định nói. Ba, không bằng ta hiện tại dẫn người đi trong bệnh viện làm một lần kiểm tra đi. Như vậy chúng ta cũng có thể an tâm. Bạch Nham Tân nói rằng. Đúng vậy, Gia Gia, ba ta nói không sai, hiện tại chúng ta liền theo ngài đi làm kiểm tra. Bạch Tuyết Linh lập tức phụ họa nói. Tại Bạch Nham Tân cùng Bạch Tuyết Linh khuyên, Bạch Lão Gia Tử cũng chỉ có thể đủ đáp ứng, lập tức đi bệnh viện quân khu làm một cái toàn thân kiểm tra, nhìn thân thể hắn tình trạng đến cùng có không có chuyển biến tốt đẹp. NGANTIUYEN.com. Mấy canh giờ hậu, bệnh viện quân khu viện trưởng Đoạn Nam trong phòng làm việc, Đoạn Nam trong tay cầm Bạch Lão Gia Tử kiểm tra báo cáo, hai tay không nhịn được run rẩy, nói rằng, người dạ dày bên trong u hoàn toàn tiêu trừ, rốt cuộc là ai giúp người trị liệu? Oanh, một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Lão Gia Tử, Bạch Nham Tân cùng Bạch Tuyết Linh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tuy rằng Diệp Thần Phong nói qua đã trị liệu tốt Bạch Lão Gia Tử bị bệnh, nhưng là ba người bọn hắn vẫn là không quá tin tưởng sự thật này, dù sao Bạch Lão Gia Tử mắc có thể nói là bệnh nan y, lại có thể bị Diệp Thần Phong tại hơn 20 phút nội chữa trị xong. Nhìn đến Bạch gia người một đám ngây người dáng dấp, Đoạn Nam bản thân suy tư lên, tại trong ấn tượng của hắn ngoại trừ Diệp Thần Phong hay là có năng lực này bên ngoài, cái khác người căn bản làm không đến, vì vậy thận trọng hỏi chẳng lẽ là Diệp Thần Phong trị liệu tốt người bệnh. Đoạn Nam vừa nhắc tới Diệp Thần Phong, Bạch Lão Gia Tử đằng ba ánh mắt của người tức khắc tập trung đến Đoạn Nam trên người, Bạch Lão Gia Tử chân mày từ từ nhíu lên, lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư, trong lòng rất nhanh có đáp án, đối. Lần trước Võ An Quốc Điều không phải cũng bị đưa đến bệnh viện quân khu trong tới sao? Hắn tình huống lúc đó so với ta càng nghiêm trọng, bác sĩ nói hắn chỉ có thể sống 2-3 ngày, thế nhưng cuối cùng lại bình an vô sự đi ra bệnh viện, khẳng định cũng là Diệp Thần Phong xuất thủ cứu Võ An Quốc. Cái này Diệp Thần Phong trên người đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít bí mật. Ta thế nào liền đem như thế một cái ưu tú tôn nữ tế cấp bỏ qua? Thảo nào trước đây Võ An Quốc lão nhân kia như thế bức thiết nhượng hắn tôn nữ cùng Thần Phong đính hôn. Không được, tuyệt đối không được, ta muốn nhượng Thần Phong lần nữa làm hồi ta Bạch Hồng Phương tôn nữ tế, lần này thì là đem cái này trương mặt mo bất cứ giá nào cũng không chối từ. Bạch Hồng Phương tại trong lòng cố định thầm nghĩ. Chương 403, kế hoạch bị nhỡ. Đoạn Nam nhìn đến Bạch Lão Gia Tử đám người thần sắc biến hóa, hắn tự biết mình suy đoán là chính xác. Lần trước Võ An Quốc trái tim cơ hồ là hoàn toàn suy kiệt, Diệp Thần Phong tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, liền tướng Võ Lão Gia Tử từ quỷ môn quan kéo lại, lúc này Bạch Lão Gia Tử mắc thế nhưng màn cuối u ác tính, Diệp Thần Phong lại có thể đủ trị liệu tốt, điều này làm cho Đoạn Nam trong lòng kích động vạn phần.
Phải biết rằng trước đây Đoạn Nam là lạy Diệp Thần Phong vi sư, đối với Đoạn Nam như vậy chấp nhất cho y thuật người mà nói, Diệp Thần Phong quả thực có thể xưng là y học giới bảo tàng. Tuy rằng Diệp Thần Phong niên kỷ linh so với hắn tiểu nhiều lắm, nhưng Đoạn Nam là thật tâm thật ý bái Diệp Thần Phong vi sư. Lần trước Diệp Thần Phong tại trị liệu Hoàn Võ An Quốc ly khai bệnh viện quân khu sau, còn cố ý chỉnh lý một ít tiên tiến kiến thức y học, sai người đưa đến Đoạn Nam trong tay. Đoạn Nam tại cầm đến phần Diệp Thần Phong sửa sang lại kiến thức y học sau, liên tiếp ba cái buổi tối cũng không có ngủ, hết sức chuyên chú nghiên cứu, có thể dùng ánh mắt của hắn cùng y thuật tăng lên không ít. Vi sư người, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, Đoạn Nam cùng Diệp Thần Phong không có tiếp xúc bao lâu, nhưng mà hắn từ Diệp Thần Phong sửa sang lại phần kiến thức y học trung học tập đến rất nhiều gì đó, đối với hắn mà nói Diệp Thần Phong liền là hắn tôn kính sư phụ. Cái đó và tuổi tác đẳng một loạt nhân tố chút nào không quan hệ hệ. Bạch lão gia tử nhìn Đoạn Nam nói rằng, Đoạn viện trưởng, người đã đoán đúng, trị liệu tốt ta màn cuối u ác tính chính là Diệp Thần Phong, ta nghĩ lần trước Võ An Quốc bệnh cũng là Diệp Thần Phong trị liệu đi. Đoạn viện trưởng, người có thể quá không địa đạo, biết rất rõ ràng có thể trị liệu tốt ta bệnh người, người nhưng không có hé răng. Đoạn Nam không có phủ nhận điểm gật đầu, nói rằng, điều không phải ta không muốn nói. Mà là ta không thể đủ nói, Diệp Thần Phong cao siêu y thuật thủ đoạn không có ở kinh thành công khai. Lại nói Diệp Thần Phong là sư phụ ta, ta cái này làm đồ đệ, làm sao có thể đủ đem sư phụ sự tình nơi nơi nói lung tung, còn thỉnh lão bạch ngươi thứ lỗi. Cái gì, Diệp Thần Phong là sư phụ của ngươi? Bạch lão gia tử bao quát Bạch Nham Tân cùng Bạch Tuyết Linh ở bên trong, cơ hồ là miệng đồng thanh thốt ra. Đoạn Nam không có bởi vì Bạch gia người ngạc nhiên mà tức giận, trái lại khuôn mặt lộ ra rào rạt đắc ý biểu tình cái này có và vân vân. Ta muốn dùng Diệp Thần Phong y thuật, thì là nói hắn là toàn đệ nhất thế giới thần y cũng không phải là quá đáng, lão Bạch ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ. Ngươi mắc thế nhưng màn cuối u ác tính, cái này trên thế giới có ai có thể dễ dàng trị liệu tốt. Mà Diệp Thần Phong trị liệu tốt người bệnh hoa bao nhiêu thời gian? Hữu dụng đến loại thuốc nào sao? Tại quá trình trị liệu chung những người cảm thấy khó chịu sao? Đoạn Nam một loạt vấn đề hỏi ra lời sau đó, Bạch lão gia tử rơi vào trong trầm tư, Diệp Thần Phong trị liệu tốt hắn bệnh, chỉ cần chỉ dùng ngân châm, với lại quá trình trị liệu không những không đau khổ, còn nhường hắn cảm giác dị thường thoải mái. Có cao siêu như vậy y thuật người, quả thực là có thể đến Diêm Vương gia trong tay cướp người. Con người khi còn sống chung có ai sẽ không xảy ra bệnh? Với lại mắc phải tuyệt chứng cơ hồ là không có sinh khả năng, thế nhưng chỉ cần có Diệp Thần Phong tại, cái gì bệnh nan y đều biến thành chuyện nhỏ, nếu như Diệp Thần Phong cao như vậy cực kỳ y thuật tại toàn thế giới tuyên truyền khai tới, quang chỉ dựa vào y thuật. Bạch lão gia tử tin tưởng Diệp Thần Phong đều có thể đủ đứng thượng thế giới đỉnh. Bạch lão gia tử trong lòng càng nghĩ càng khó chịu a. Nguyên bản Diệp Thần Phong chắc là hắn tôn nữ tế. Kết quả lại bị Võ An Quốc lão nhân kia nhặt đi một cái tiện nghi, chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái ánh mắt của hắn quá vô cùng thiển cận, bất quá, nếu bây giờ Bạch lão gia tử đã biết Diệp Thần Phong nghịch thiên y thuật. Như vậy hắn tuyệt đối không có lý do gì buông tha Diệp Thần Phong tốt như vậy tôn nữ tế. Lão Bạch, Diệp Thần Phong y thuật cao siêu sự tình. Ta còn hy vọng ngươi không nên tại kinh thành tuyên truyền khai tới, đến lúc đó khẳng định hội cho hắn nhạ đi phiền toái không nhỏ. Đoạn Nam mở miệng nhắc nhở. Điểm ấy ngươi hãy yên tâm, ta cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử, biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Bạch lão gia tử điểm gật đầu nói, trong lòng tại tính toán thế nào đem Diệp Thần Phong cái này tôn nữ tế cướp về. Lão Bạch, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Thật tốt ở nhà đừng hòng một đoạn thời gian, sư phụ ta Diệp Thần Phong chịu ra tay cứu trị ngươi, coi như là phúc phần của ngươi a. Đoạn Nam đô lầm bầm nang đạo, hắn trong lòng đối Diệp Thần Phong người sư phụ này là sùng bái đến thực chất bên trong đi. Tại trở về trên xe, Bạch lão gia tử nhìn về phía Bạch Tuyết Linh, hỏi Tuyết Linh, ngươi cho rằng Diệp Thần Phong cái này người thế nào? Trước đây đều là chúng ta nhìn lầm, Diệp Thần Phong tuyệt đối là đáng giá phó thác cả đời nam nhân, Tuyết Linh, nếu không ngươi suy nghĩ một chút nữa Diệp Thần Phong đi. Bây giờ hắn thế nhưng ra ngươi ân nhân cứu mạng của ta. Bạch Tuyết Linh nhớ lại đáp ứng Diệp Thần Phong sự tình, hai bên đôi má đỏ bừng một mảnh, thấp giọng nói rằng, ra, Diệp Thần Phong đã là có vị hôn thê người,
ngươi đối với ta nói những này có cái gì dùng? Bạch Tuyết Linh không có tướng nửa câu sau nói xuất khẩu, kỳ thực trong lòng nàng đã có người thích, trước đây nàng bị người cướp vào Thái Bình Sơn Mạch, tại nàng nhất lúc tuyệt vọng là cái kia mang mặt nạ màu đen nam nhân cứu nàng, từ đó về sau cái kia mang mặt nạ màu đen nam nhân thân ảnh ngay trong lòng nàng lái đi không được, không biết nàng ngày nhớ đêm mong mặt nạ màu đen nam nhân chính là Diệp Thần Phong. Tuyết Linh, người nhà đầu kia quá ngu một điểm đi. Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ kết hôn rồi sao? Huống chi hiện tại thì là kết hôn rồi đều không phải vẫn có thể ly hôn sao? Lần này ra ra người ta không nên cái này trương mặt mo, cũng muốn tướng Thần Phong cái này tôn nữ tế cướp về. Bạch lão gia tử lời thề son sắt bảo đảm nói. Ra ra, chuyện này ta xem hay là thôi đi. Ta và Diệp Thần Phong vừa không có cảm tình, hay là ta nguyện ý gả cho Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong còn không muốn muốn ta ni. Bạch Tuyết Linh cực lực giải thích, hy vọng gia gia của mình buông tha cái ý nghĩ này. Bạch lão gia tử là ăn quả cân quyết tâm, khoát tay áo nói rằng, Tuyết Linh, cảm tình là có thể bồi dưỡng, Thần Phong như vậy tử nam nhân tốt, qua cái này thôn tựu không có cái này điếm, chuyện này tựu giao cho gia gia ta đi xử lý, người tựu không cần lo lắng. Nghe được gia gia mình đối Diệp Thần Phong đánh giá cao như vậy, Bạch Tuyết Linh khó chịu cổ miệng. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong có ra ra nói tốt như vậy sao? Hắn chính là một cái hoa tâm đại la bặc, Uyển Đình nha đầu ngốc biết rõ Diệp Thần Phong có vị hôn thê, nhưng vẫn là liều lĩnh cùng với Diệp Thần Phong, ta mới sẽ không ngu như vậy ni. Thế nhưng ta đáp ứng Diệp Thần Phong một cái yêu cầu, đây phải làm sao? Xe rất nhanh lái vào Bạch gia biệt thự, Bạch gia trong đại sảnh Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân đều trở về, bọn họ hai cái sau khi trở về. Vốn là muốn mau chân đến xem Bạch lão gia tử, ai biết đạo Bạch lão gia tử trong phòng không có một bóng người. Với lại Bạch Nham Tân cùng Bạch Tuyết Linh cũng không thấy hình bóng. Nhị ca, người nói đại ca đem ba mang đi nơi nào? Hiện tại do hai chúng ta trưởng khống Bạch gia, đại ca hội cam tâm tình nguyện sao? Bạch Nham Quân nghi vấn hỏi. Bất kể đại ca cam không cam lòng, dù sao ba cũng sống không được bao nhiêu cuộc sống. Chúng ta chỉ phải mau sớm khống chế Bạch gia là được, đến lúc đó đại ca một người nhất định là không có sức hồi thiên. Bạch Nham Bình tự tin nói rằng, hai người các ngươi lẽ nào cứ như vậy muốn ta chết sao? Bạch gia giao cho trong tay các ngươi chỉ có đi đường xuống dốc phần. Vừa bước vào cửa đại sảnh Bạch lão gia tử nghe thấy được Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân hai huynh đệ đối thoại, nhất cổ uy nghiêm từ trên người bung ra mà ra. Ba. Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân kinh ngạc không gì sánh được, nhìn cửa đại sảnh sắc mặt hồng nhuận, với lại có thể bản thân bước đi Bạch lão gia tử, trong đầu tức khắc biến được trống rỗng. Ba, ngài thế nào có thể xuống giường? Ngài nên ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt ha. Bạch Nham Bình lấy lại tinh thần nói rằng, cơ thể của ta vẫn khỏe, không cần phải hai người các ngươi lo lắng, lẽ nào đã cho ta không biết hai người các ngươi ý nghĩ trong lòng sao? Nếu như hai người các ngươi thật có thể đủ nhượng Bạch gia lớn mạnh, ta một câu nói cũng sẽ không nhiều lời, thế nhưng ta biết hai người các ngươi không thể, sau đó hai người các ngươi còn là cấp ta đàng hoàng, không nên cho. Nữa ta động cái gì oai đầu óc, Bạch gia đời thứ hai gia chủ đã sớm xác định, Nham Tân so hai người các ngươi bền chắc nhiều. Bạch lão gia tử khuôn mặt ẩn hàm vẻ mặt phẫn nộ. Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân trong con ngươi tràn đầy không cam lòng. Nhưng nhìn đến hình như không có ngã bệnh Bạch lão gia tử, bọn họ hai cái còn không đến mức tại Bạch lão gia tử trước mặt làm càn, lại không dám mở miệng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể dùng nguyên bản hấp hối Bạch lão gia tử, trong khoảng thời gian ngắn biến được sinh long hoạt hổ. Bất quá, có một chút là có thể khẳng định, Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân cái này hai huynh đệ trước kia muốn trưởng khống Bạch gia kế hoạch là hoàn toàn bị nhỡ. Chương 404, hạ được phòng bếp nam nhân tốt. Bóng đêm dã rời. Diệp gia đại sảnh ánh đèn sáng tỏ, Diệp lão gia tử, Võ lão gia tử, Diệp Đông Kiện, Ninh Mẫn Hiến cùng Võ Hiểu Phỉ đều ở đây trường. Diệp lão gia tử từ Diệp Đông Kiện trong miệng hiểu được bọn họ tại Ngô Châu kể lại sự tình. Diệp lão gia tử nguyên bản không dự định đối Ngô Châu Hứa gia đuổi tận giết tuyệt, dù sao Diệp lão gia tử lúc còn trẻ cùng Hứa lão gia tử là một cái trong bộ đội. Là Hứa gia làm hơi quá đáng, tài có thể dùng Diệp lão gia tử không làm không được ra như vậy lựa chọn. Trấn Hồng, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, Hứa gia rơi vào như vậy kết cục, hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão,
chuyện năm đó cũng không phải lỗi của ngươi, là Hứa lão đầu tử quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt. Võ An Quốc nhìn đến Diệp Trấn Hồng có chút thất lạc biểu tình, vội vã mở miệng an ủi. Ai tương đương, An Quốc, năm đó năm tháng là một đi không trở lại, muốn trước đây chúng ta lúc còn trẻ có tốt. Cùng nơi ở trên chiến trường giết địch người, cùng nơi chén lớn uống rượu, đại khối ăn thịt, cùng nơi ước mơ tương lai. Bây giờ chúng ta đều ngồi trên đã từng mơ ước vị trí, nhưng là chúng ta thiếu năm đó phần tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt huyết, ngẫm lại hay là chúng ta lúc còn trẻ tốt. Diệp lão gia tử thổn thức không ngớt, từ từ khom lưng, khuôn mặt tăng nhanh nếp nhăn, những này cũng nói rõ Diệp lão gia tử không còn trẻ nữa, rất nhiều chuyện hắn đều hữu tâm vô lực. Võ An Quốc cười mắng, Trấn Hồng, người nghĩ rằng chúng ta còn là mười mấy tuổi hai mươi mấy tuổi thanh niên nhân sao? Bây giờ là người tuổi trẻ thiên hạ, không bao lâu chúng ta sợ rằng đều muốn về nhà dưỡng lão. Đúng vậy, không cảm thán năm tháng. Diệp lão gia tử thu hồi trên mặt biểu tình, ngược lại. Nhìn về phía Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến, hỏi, Đông Kiện, Mẫn Yến. Hai người các ngươi chọn ngày vội vàng đem hôn cấp kết, như vậy cũng lại ta nhất cái cọc tâm sự. Trấn Hồng, nếu không đem Đông Kiện, Mẫn Yến cùng Thần Phong, Hiểu Phỉ hôn lễ cùng nơi cử hành. Võ An Quốc đề nghị. Như thế một cái không tệ nghĩ cách, Hiểu Phỉ, ngươi cho rằng thế nào? Diệp lão gia tử hỏi một bên Võ Hiểu Phỉ. Võ Hiểu Phỉ đôi má hơi phím hồng, Diệp Thần Phong đã hướng nàng thẳng thắn, ở bên ngoài còn có những nữ nhân khác, hiện tại nàng còn chưa từng thấy qua những tỉ muội kia ni. Nếu như nàng cứ như vậy đồng ý cùng Diệp Thần Phong kết hôn rồi, tương lai có thể không thể đủ dung nhập vào những tỉ muội kia chung. Nữ nhân thông thường hội suy tính rất nhiều, cho nên Võ Hiểu Phỉ tạm thời vẫn không thể đủ cùng Diệp Thần Phong kết hôn. Diệp gia gia, nhường tiểu thúc cùng tiểu thẩm trước kết hôn đi. Bọn họ là trưởng bối, theo lý so với chúng ta trước kết hôn, kỳ thực ta và Thần Phong đã sớm thương lượng xong, hôn sự của chúng ta qua đoạn cuộc sống lại nói. Võ Hiểu Phỉ nói rằng, thế nào náo nhiệt như thế? Chẳng lẽ là tại khai gia đình hội nghị sao? Diệp Thần Phong ly khai Bạch gia sau, liền lập tức hồi Diệp gia. Tại hắn bước vào Diệp gia đại sảnh thời gian, cả đám vừa vặn đang thương lượng hắn và Võ Hiểu Phỉ hôn sự. Thần Phong, ngươi trở về vừa vặn, chúng ta chính thảo luận ngươi và Hiểu Phỉ hôn sự, nguyên bản ta và ngươi Võ gia gia định đem ngươi và Hiểu Phỉ hôn lễ, đồng Đông Kiện cùng Mẫn Yến hôn lễ cùng nơi cử hành. Thế nhưng Hiểu Phỉ nói hai người các ngươi đã thương lượng xong. Muốn đẳng qua đoạn cuộc sống lo lắng nữa chuyện kết hôn. Diệp lão gia tử nhìn đi vào đại sảnh Diệp Thần Phong hỏi. Diệp Thần Phong nhìn về phía Võ Hiểu Phỉ, đón Diệp Thần Phong ánh mắt, Võ Hiểu Phỉ liếc hắn một cái, Diệp Thần Phong sao có thể đủ đoán không được Võ Hiểu Phỉ ý nghĩ trong lòng. Trong lúc nhất thời là cảm động vạn phần, có thể có hiểu như vậy vị hôn thê của hắn. Diệp Thần Phong phu phục hà cầu. Gia gia, Hiểu Phỉ nói rất đúng. Hôn sự của chúng ta đẳng qua một thời gian ngắn lại nói, trước hết để cho tiểu thúc cùng tiểu thẩm kết hôn đi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, được rồi, nếu hai người các ngươi đều quyết định, như vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng, bất quá, hai người các ngươi có thể đều không phải muốn nhượng chúng ta chờ lâu lắm. Diệp lão gia tử đồng ý Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ quyết định. Diệp Thần Phong vừa đi vào trong đại sảnh, nhìn đến Diệp lão gia tử đầu tiên mắt. Cũng cảm giác lão gia tử khí sắc có chút không tốt, quan tâm hỏi, gia gia, người gần nhất thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Người sắc mặt thế nào như thế không đẹp? Thần Phong, gia gia người gần nhất cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Luôn luôn không đói bụng ăn, vừa rồi cơm tối cũng chỉ ăn hai cái tựu không ăn được, mấy ngày hôm trước ta cũng cùng hắn đi bệnh viện trong làm một lần kiểm tra, cuối cùng cũng không có kiểm tra ra cái gì tới. Võ An Quốc mở miệng nói rằng, gia gia, không ăn cái gì thế nào có thể được. Như vậy đi, ta hiện tại hạ chủ nấu ít đồ cho ngài ăn. Cho tới nay Diệp Thần Phong đều bận về việc, chuyện của mình, trái lại lơ là lão gia tử thân thể, xem ra hắn phải nghĩ một chút biện pháp tướng lão gia tử thân thể tình trạng điều chỉnh xong. Thần Phong, ta không có nghe lầm chớ, ngươi muốn tự mình hạ chủ, thân thủ của ngươi tiểu thúc ta là đánh trong đáy lòng bội phục, nhưng là của ngươi chủ nghệ. Tiểu thúc ta có thể chưa thấy qua ngươi nấu qua đồ đạc, ngươi nấu đi ra ngoài đồ đạc có thể ăn sao? Diệp Đông Kiện nhìn không được trêu đùa, hắn tịnh chưa từng ăn qua Diệp Thần Phong nấu món ăn,
cũng chưa từng thấy qua Diệp Thần Phong hạ trù, tự nhiên mà vậy cho rằng Diệp Thần Phong trù nghệ khẳng định rất dở. Võ Hiểu Phỉ trái lại ăn qua một hai lần Diệp Thần Phong nấu gì đó, nàng biết Diệp Thần Phong trù nghệ tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí nếu so với phía ngoài trong tiệm cơm đại trù nấu còn tốt hơn ăn, tiểu thúc, Thần Phong nấu món ăn quả thực ăn thật ngon. Hiểu Phỉ, người cũng không nên mở to mắt nói mỏ, Thần Phong mặc dù là nam nhân của ngươi, thế nhưng ngươi cũng không thể đủ như thế thiên vị giúp hắn đi. Vạn nhất hắn nấu đi ra ngoài đồ đạc đem lão gia tử ăn ra cái tốt xấu tới, vậy coi như thật phiền toái. So thực lực, Diệp Đông Kiện không sánh bằng Diệp Thần Phong đứa cháu này, so mị lực, Diệp Đông Kiện như cũ không sánh bằng Diệp Thần Phong đứa cháu này, hiện tại thật vất vả chộp được một cái có thể hảo hảo khinh thường Diệp Thần Phong cơ hội, Diệp Đông Kiện đương nhiên sẽ không dễ dàng phóng qua. Tiểu thúc, chúng ta đây tự mỏi mắt mong chờ. Diệp Thần Phong trực tiếp hướng tới Diệp gia phòng bếp đi. Diệp lão gia tử không đói bụng, Diệp Thần Phong dự định làm một ít kích thích ăn uống món ăn, thế nhưng tại chủ phòng cũng không có cái gì nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng Diệp Thần Phong tìm tới tìm lui, trái lại tìm được rồi một ít xương sườn, vì vậy Diệp Thần Phong dự định làm cùng nhau đường thố xương sườn, chua chua ngọt ngọt vị nhất định là có thể nhượng người ngón trỏ đại động. Đương nhiên làm cùng nhau đường thố xương sườn còn chưa đủ, Diệp Thần Phong tại chủ phòng tìm bột mì, hắn còn dự định nấu nhất nồi mì sợi, dùng Diệp Thần Phong trù nghệ, thì là bây giờ tửu điếm cấp 5 sao đại trù cũng căn bản không có cách gì cùng hắn đánh đồng. Đại sau nửa giờ, tại chủ phòng hương vị dần dần trôi dạt đến trong đại sảnh, Diệp Đông Kiện dùng sức ngửi một cái, nói rằng, mùi này còn rất thơm, lẽ nào Thần Phong tiểu tử này thật đúng là tinh thông trù nghệ. Điều đó không có khả năng a. Từ nhỏ hắn chính là cái y tới thân thủ cơm tới há mồm chủ, hắn làm sao có thể biết nấu ăn. Giữa lúc Diệp Đông Kiện nói liên miên cằn nhằn thời gian, Diệp Thần Phong bưng nhất nồi mì sợi cùng nhất cái đường thố xương sườn, từ trong phòng bếp đi ra, đặt ở bàn ăn thượng, bang Diệp lão gia tử cùng võ lão gia tử phân biệt bới một chén, nói rằng, gia gia, võ gia gia, hai người các ngươi tới nếm thử ta làm mì sợi vị làm sao. Diệp lão gia tử cùng võ lão gia tử đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, Diệp Thần Phong đường thố xương sườn cùng mì sợi bán tướng đặc biệt đúng chỗ, Diệp lão gia tử là thật không có cái gì khẩu vị, thế nhưng trước mặt mì sợi cùng đường thố xương sườn là hắn là tôn tử tự mình làm, hắn trong lòng cao hứng phi thường, thì là không đói bụng, hắn vẫn như cũ là cầm lấy chiếc đũa, gắp vài căn mì sợi nhét vào trong miệng. Đường mì sợi tiến nhập Diệp lão gia tử trong miệng thời gian. Diệp lão gia tử trên mặt thần sắc biến, cái này mì sợi thật sự là quá có lực đạo, ăn vào trong miệng cảm giác tuyệt vời không gì sánh được, nước súp vị cũng hoàn mỹ đến cực điểm, nhượng Diệp lão gia tử dạ dày từ từ thả khai tới. Diệp lão gia tử tại ăn một miếng mì sợi sau, vội vã có gắp một khối đường thố xương sườn nhét vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt vị, hết sức kích thích ăn uống, với lại xương sườn vị cũng vừa đúng, một phần không nhiều lắm một phần không thiếu. Cái này mì sợi cùng đường thố xương sườn là Diệp lão gia tử từ lúc chào đời tới nay ăn qua thứ ăn ngon nhất, Diệp lão gia tử giàu gì cũng là nước hoa cao tầng, thế nhưng hắn ăn mì sợi cùng đường thố xương sườn tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất là quỷ chết đói đầu thai thông thường. Đồng dạng võ lão gia tử cùng Diệp lão gia tử không sai biệt lắm cảm thụ, bọn họ hai cái thật không có nghĩ đến Diệp Thần Phong làm được đồ đặc hội như vậy mỹ vị. Gia gia, võ gia gia. Hai người các ngươi ăn chậm một chút, không nên nghẹn. Diệp Thần Phong nhìn đến Diệp lão gia tử cuối cùng là kích thích ăn uống, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Diệp Thần Phong lời nói không chút nào đưa đến tác dụng, trái lại tăng nhanh hai vị này lão gia tử ăn mì sợi cùng ăn đường thố xương sườn tốc độ. Nếu có người nhìn đến nước hoa hai vị này cao tầng, cái này phó lang thôn hổ yết dáng dấp, cần phải muốn kinh rơi cằm không thể. Chương 405, Tịch Dương Công. Diệp Đông Kiện hoàn toàn trợn tròn mắt, nhà mình lão nhân ở trước mặt hắn uy nghiêm hình tượng, trong nháy mắt này sụp đổ, cái này có phần cũng quá khoa trương một chút đi. Diệp lão gia tử cùng võ lão gia tử giàu gì cũng là đường đường nước hoa cao tầng, dĩ vãng ăn rồi sơn chân hải vị nhiều không kể xiết, mà giờ khắc này đối mặt nhất nồi nhìn không ra quá đặc biệt mì sợi cùng nhất cái đường thố xương sườn, hai vị này lão gia tử hình như là đời trước chưa ăn qua cơm giống nhau. Đứng tại Diệp Đông Kiện bên cạnh Ninh Mẫn Yến một đôi mắt đẹp trừng to đại, Diệp lão gia tử cùng võ lão gia tử điên cuồng cách ăn, thật sự là nhượng Ninh Mẫn Yến không có cách gì tướng hai vị này lão gia tử cùng nước hoa cao tầng liên lạc với.
Đồng dạng đã biết Diệp Thần Phong chủ nghệ không tệ, Võ Hiểu Phỉ cũng ngây dại, nàng nơi nào thấy qua gia gia của mình võ lão gia tử, ăn cái gì cùng chiến tranh giống nhau, chẳng lẽ cái này mì sợi cùng đường thố xương sườn thật có như thế mỹ vị. Bởi vì Diệp lão gia tử khẩu vị không tốt, vì để cho được Diệp lão gia tử kích thích ăn uống, ngày hôm nay Diệp Thần Phong tướng chủ nghệ của hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, dĩ vãng Võ Hiểu Phỉ tuy rằng hưởng qua vài lần Diệp Thần Phong chủ nghệ, nhưng Diệp Thần Phong chỉ là nấu thất thất bát bát, không có đêm nay như thế dụng tâm. Có thể nói Diệp Thần Phong tướng mì sợi cực hạn cùng đường thố xương sườn cực hạn bày ra, nói cái này nhất nồi mì sợi là đệ nhất thiên hạ mì sợi cùng cái này nhất cái đường thố xương sườn là đệ nhất thiên hạ xương sườn cũng không phải là quá đáng. Phải biết rằng đời trước Diệp Thần Phong chủ nghệ phương diện thực lực cũng là cường hãn vô cùng, đời trước quốc gia huấn luyện Diệp Thần Phong là toàn phương diện huấn luyện, dù sao đời trước Diệp Thần Phong yêu cầu chấp hành đủ loại nhiệm vụ, có một lần liền là tại một nhà đại hình tửu điếm bên trong làm nằm vùng, hắn tại tửu điếm bên trong đảm nhiệm chính là chủ vị trí. Diệp Đông Kiện thật sự là không nhịn được, tiện tay cầm lấy hai chỉ chén. Múc hai tô mì, một chén đưa cho bên cạnh Ninh Mẫn Yến. Nói rằng, Mẫn Yến, ta trước ăn một miếng, không thành vấn đề ngươi lại ăn ăn nhìn. Diệp Đông Kiện gắp lên vài căn mì sợi nhét vào trong miệng, trên mặt thần sắc tức khắc đặc sắc lên, trong miệng hàm hồ nói rằng, Mẫn Yến, ngươi cũng nhanh một ít ăn đi. Cái này mì sợi không có vấn đề, nhưng lại tương đối tốt ăn. Ninh Mẫn Yến có chút ngượng ngùng, sau khi mì sợi tiến nhập nàng trong miệng trong nháy mắt. Vị giác thượng trùng kích nhất lãng tiếp theo nhất lãng, cái này mì sợi quả thực là ăn quá ngon, nàng buông xuống sự căng thẳng của nữ nhân, ăn mì sợi tốc độ càng lúc càng nhanh, quả thực có thể cùng hai vị lão gia tử so sánh. Diệp Đông Kiện tốc độ cũng chút nào không rơi xuống hạ phong, khi hắn vừa ăn xong nhất tô mì, lại muốn đi thịnh thời gian. Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử hai người sôi nổi không làm, Diệp lão gia tử trực tiếp tướng Diệp Đông Kiện chiếc đũa trong tay cấp đánh rớt, Đông Kiện, cái này là Thần Phong cấp ta nấu ăn, ngươi mù xem náo nhiệt gì. Lẽ nào vừa rồi cơm tối còn không có ăn no sao? Ta nhớ kỹ vừa rồi ngươi có thể là ăn nhiều nhất một người. Diệp Đông Kiện biểu tình ngượng ngùng, thừa dịp Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử không chú ý, trực tiếp gắp một khối đường thố xương sườn nhét vào trong miệng. Cái này hoàn mỹ vị, trên thế giới này tại sao có thể có như ăn ngon như vậy đường thố xương sườn? Diệp Đông Kiện lại cũng không thể chịu đựng được, tại như vậy mỹ vị trước mặt, hắn hoàn toàn không để mắt đến Diệp lão gia tử uy nghiêm. Võ Hiểu Phỉ nhìn đến trước mặt cảnh tượng này, nàng cũng quyết định muốn nếm thử cái này mì sợi cùng đường thố xương sườn vị. Kết quả Võ Hiểu Phỉ cũng càng không thể vãn hồi, theo Võ Hiểu Phỉ gia nhập vào chiến cuộc chung tới. Nguyên bản Ninh Mẫn Yến còn không có ý tứ cướp ăn, thế nhưng mỹ vị mê hoặc, để cho nàng bỏ qua trong lòng cuối cùng một ít kiên trì. Diệp lão gia tử, Võ lão gia tử, Diệp Đông Kiện, Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Mẫn Yến, một cái so một cái ăn hung tàn, ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ công phu, nhất đại nồi mì sợi cùng nhất cái đường thố xương sườn được giải quyết không còn chút nào, thậm chí liền một chút canh nước cũng không có còn lại, có thể thấy được Diệp Thần Phong chủ nghệ đạt được loại cảnh giới nào. Diệp Đông Kiện trong miệng ngậm nhất cây tăm, khuôn mặt một bộ chưa thỏa mãn biểu tình, cổ họng đánh một cái tiếng ợ, nói rằng, Thần Phong, nếu không ngươi lại đi nấu nhất nồi mì sợi đi ra, ngươi tiểu thúc ta có thể một điểm cũng chưa từng ăn nghiện. Không đợi Diệp Thần Phong trả lời, Diệp lão gia tử liền mở miệng, Đông Kiện, những vật này là Thần Phong chuẩn bị cho ta, mà ngươi lại đi theo ta cướp ăn. Ngươi còn đem không đem ta trở thành là của ngươi lão tử. Quả thực là quá vô liêm sỉ. Diệp Đông Kiện lão mặt đỏ lên, một bên Ninh Mẫn Yến cùng Võ Hiểu Phỉ đồng dạng có chút ngượng ngùng, cúi đầu, đôi má hơi phím hồng. Thần Phong, trước đây ra ra ta thế nào không biết ngươi còn có thể chiêu thức ấy. Chỉ ngươi cái này chủ nghệ, sợ rằng kinh thành sở hữu tửu điếm trong đại chủ đều thua ngươi một phần vạn, xem ra sau này lão nhân ta có thể có lộc ăn. Diệp lão gia tử cười ha hả nói. Không được, Trấn Hồng. Sau đó ta mỗi ngày đều muốn tới các ngươi Diệp gia ăn, ngươi cấp ta nhiều chuẩn bị một đôi chén đũa, đêm nay ăn Thần Phong nấu món ăn, sau đó nơi nào còn nuốt trôi thứ khác. Võ lão gia tử còn đang dư vị vừa rồi mì sợi cùng đường thố xương sườn vị. Diệp Thần Phong đầu đầy hắc tuyến, hắn nơi đó có công phu mỗi ngày nấu ăn cấp Diệp lão gia tử ăn. Làm người không thể đủ vô sỉ như vậy a. Đêm nay Diệp Thần Phong nguyên do hạ trù,
tướng chủ nghệ của hắn 100% phát huy được, chính là muốn bang Diệp lão gia tử lái một chút dạ dày, muốn nhượng lão gia tử khỏe mạnh, ăn gì gì hương, hay là muốn dựa vào ngoại tại vận động, chậm rãi tướng lão gia tử thân thể điều chỉnh xong. Thần Phong, tiểu thúc ta có một đề nghị, không bằng chờ ta cùng Mẫn Yến kết hôn thời gian, tiệc cưới liền do ngươi phụ trách, ta muốn ngươi nấu đi ra ngoài món ăn, cùng ngày khẳng định hội bị tân khách điên cướp, đó là một loại sao mà đổ sộ tràng diện. Diệp Đông Kiện vẻ mặt hướng tới biểu tình. Diệp Thần Phong vào đầu cấp Diệp Đông Kiện tạt một chậu nước lạnh, tiểu thúc, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngươi nói ta nấu món ăn có thể ăn được hay không? Hiện tại ngươi nên biết đáp án đi. Ngươi thật đúng là đã cho ta là đầu bếp ni, ta bình thường có thể rất bận rộn, không tưởng ngươi đại người rảnh rỗi một cái. Thần Phong, nhìn ngươi nói cái gì lời nói, ngươi và tiểu thúc quan hệ của ta, lẽ nào tiểu thúc những ngươi làm nhất hai chuyện đều muốn cự tuyệt sao? Diệp Đông Kiện dày ra mặt nói rằng, tiểu thúc, đêm nay ta là biết ra ra không đói bụng ăn cơm chiều tài tự mình hạ trù, ngươi nghĩ rằng ta nấu món ăn là ai đều có thể đủ tùy tiện ăn được sao? Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng, ra ra, ngài nhất định phải đem thân thể tình trạng điều chỉnh xong, ngài nguyên do khẩu vị không tốt, chắc là ngài ở vào một loại hơi kém khỏe mạnh trạng thái, ta hiện tại sẽ dạy ngài một bộ cường thân kiện thể rèn luyện thân pháp, chỉ cần ngươi mỗi ngày kiên trì rèn luyện, thì là ăn cái khác người làm món ăn cũng hội đặc biệt có khẩu vị. Diệp lão gia tử người đã già, Diệp Thần Phong không thích hợp dùng linh hồn cải tạo lão gia tử thân thể, bất quá. Diệp Thần Phong trong đầu có một bộ cường thân kiện thể thân pháp, bộ này thân pháp đến từ 500 năm sau thế giới, tên là Tịch Dương Công, danh như ý nghĩa, mặt trời chiều, đại biểu cho người già nua. Tịch Dương Công tại 500 năm sau thế giới là một bộ thích hợp lão nhân cường thân kiện thể thân pháp, so thái cực các loại mạnh hơn gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, chỉ cần Diệp lão gia tử mỗi ngày kiên trì luyện tập Tịch Dương Công. Thân thể khẳng định hội càng ngày càng tốt. Diệp Thần Phong đại khái cấp Diệp lão gia tử giới thiệu một chút Tịch Dương Công, không chỉ Diệp lão gia tử rất có hứng thú, liền võ lão gia tử cũng có chút tâm động, ở trong đại sảnh theo Diệp Thần Phong nâng lên Tịch Dương Công chiêu thức, một bộ Tịch Dương Công đánh xong, hai vị lão gia tử đều cảm giác thần thanh khí sảng. Diệp lão gia tử lau lau cái trán tầng mồ hôi mịn, nói rằng, Thần Phong, cái này Tịch Dương Công còn thật thần kỳ, sau đó ta nhất định hội mỗi ngày luyện tập vừa đến hai lần. Thần Phong, trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu nhượng chúng ta ngạc nhiên sự tình. Ta thế nào cảm giác ngươi là một cái lấy không hết bảo khố. Một lần lại một lần cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Võ lão gia tử trêu ghẹo nói rằng, đối với Diệp Thần Phong cái này tôn nữ tế là hài lòng không thể đủ lại hài lòng. Thần Phong, cái này Tịch Dương Công có chút ý tứ, tiểu thúc ta có thể không thể đủ mỗi ngày luyện thượng mấy lần. Diệp Đông Kiện cười hỏi. Đương nhiên có thể. Bất quá, Tịch Dương Công đối với người hầu như vô ích chỗ, bộ này rèn luyện thân thể thân pháp là chuyên môn vì trung lão niên người chế tạo, người nếu là nhàn hốt hoảng, mỗi ngày luyện bao nhiêu lần Tịch Dương Công cũng không có người ngăn ngươi. Diệp Thần Phong đảo cặp mắt trắng dã nói rằng, Diệp Đông Kiện nghe được Tịch Dương Công đối thân thể hắn chút nào không tác dụng, liền hứng thú thiếu thiếu bĩu môi mong chờ, sau đó, khuôn mặt lại lộ ra một bộ không có hảo ý dáng tươi cười, nói rằng Thần Phong. Đầu óc ngươi trong khẳng định còn có rất nhiều thứ tốt ni đi. Có không có thích hợp tiểu thúc ta tuyệt thế võ công? Ngươi có thể nghìn vạn không thể đủ tư tàng a. Nhìn đến không có cái chính được Diệp Đông Kiện, Diệp Thần Phong trực tiếp ngậm miệng lại, không lại đi để ý tới Diệp Đông Kiện, lôi kéo Võ Hiểu Phỉ tay, hướng đi lên lầu. Chương 406, Bạch lão gia tử vô sỉ. Ngày kế, sáng sớm đương luồng thứ nhất ánh dương quang bắn phá tầng mây sái hướng đại địa thời gian, Diệp lão gia tử đã thức dậy tại Diệp gia trong sân của biệt thự đánh một bộ Tịch Dương Công, đầu đầy mồ hôi nhường Diệp lão gia tử cảm giác hết sức sảng khoái. Võ lão gia tử cũng sáng sớm đi tới Diệp gia, cùng Diệp lão gia tử cùng nơi luyện một lần Tịch Dương Công, bây giờ Diệp Thần Phong trở lại kinh thành, với lại muốn lâu dài tại kinh thành ở lại, võ lão gia tử phát hiện Diệp Thần Phong trên người có nhiều lắm nhượng nhân tâm động kinh hỉ. Hắn rất sợ bỏ qua cái gì dường như, cho nên sáng sớm liền cơm sáng đều tới Diệp gia giải quyết rồi. Diệp Thần Phong chạy xong bước trở về, nhìn đến trong viện tinh thần không tệ Diệp lão gia tử, khóe miệng hài lòng lộ ra mỉm cười. Diệp Thần Phong làm tôn tử, đương nhiên hy vọng gia gia của mình có thể sống lâu trăm tuổi. Giữa lúc Diệp lão gia tử,
Võ Lão Gia Tử cùng Diệp Thần Phong ở trong phòng khách ăn điểm tâm thời gian, Bạch Lão Gia Tử Bạch Hồng Phương cùng con hắn Bạch Nham Tân đi tới Diệp gia bái phóng. Bạch Lão Gia Tử hướng Diệp Thần Phong có nhiều thâm ý cười, sau đó đối Diệp Lão Gia Tử nói rằng, Trấn Hồng, sớm như vậy tới quấy rầy, ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Nương Diệp Lão Gia Tử cùng Võ Lão Gia Tử nhìn đến Bạch Hồng Phương tinh thần phấn chấn dáng dấp, hai vị Lão Gia Tử đồng thời sửng sốt chốc lát. Bạch Hồng Phương mắc ác tính thời kỳ cuối u sự tình, tại nước Hoa một đám cao tầng chung đã sớm truyền ra, theo lý mà nói bây giờ Bạch Hồng Phương chắc là nằm trên giường không khởi. Thế nào thành cái người bình thường giống nhau đi tới Diệp gia? Ngày hôm qua Diệp Thần Phong từ Bạch gia sau khi trở về, tịnh không có tướng trị liệu Bạch Lão gia tử sự tình nói cho hắn biết ra ra, hắn thấy cái này là một cái không quan trọng gì sự tình, căn bản không cần thiết hướng Diệp Lão gia tử nói lên. Ai biết đạo sáng sớm hôm nay Bạch Lão Gia Tử liền mang theo con hắn tới cửa tới bái phỏng. Bạch Hồng Phương nhìn đến Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc khuôn mặt biểu tình khiếp sợ. Hắn đoán được khẳng định Diệp Thần Phong còn chưa nói cho bọn hắn biết chuyện tối ngày hôm qua, Bạch Hồng Phương vừa cười vừa nói, Trấn Hồng. Hôm nay là ta đặc biệt tới cảm tạ các ngươi Diệp gia, cảm tạ Thần Phong, nếu không ta bộ xương già này cách gặp Diêm Vương gia cuộc sống cũng không xa. Là Thần Phong tướng ta từ quỷ môn quan kéo trở về. Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc ánh mắt tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, Diệp Thần Phong chậm rãi tướng một mảnh bánh mì nhét vào trong miệng, cầm lấy cái ly trước mặt, ực một hớp sữa tươi, nói rằng, ra ra, Võ ra ra. Chuyện này ta tối hôm qua đã quên nói với các ngươi, bất quá, dù sao cũng đều không phải chuyện trọng yếu gì. Nghe vậy, Bạch Hồng Phương bắp thịt trên mặt rút rút, Diệp Thần Phong trong lời nói mặt ý tứ, hình như hắn Bạch Hồng Phương vận mệnh bản tựu không đáng giá nhắc tới. Trong lòng vừa muốn bốc lên đi ra thịnh nộ rất nhanh tắt, dù sao đã từng là bọn họ Bạch gia hướng Diệp gia giải trừ hôn ước. Với lại ngày hôm nay Bạch Hồng Phương ngoại trừ đăng môn nói lời cảm tạ bên ngoài, còn muốn tranh thủ đem Diệp Thần Phong cái này tôn nữ tế cướp về. Bạch Hồng Phương nhìn Võ An Quốc nói rằng, Võ lão đầu, ta biết lần trước tại bệnh viện quân khu mạng của ngươi cũng là Thần Phong cấp cứu trở về, ngươi nên đã sớm biết Thần Phong bản lãnh đi. Thảo nào trước đây như thế tích cực, ngươi thật là đặt ta cùng nhau a. Võ An Quốc vừa cười vừa nói, Bạch lão đầu, kỳ thực ta thật đúng là phải thật tốt cảm tạ ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi đưa ra cùng Diệp gia giải trừ hôn ước, hội bị ta nhặt được như thế một cái tiện nghi sao? Thần Phong ưu tú như vậy tôn nữ tế. Sợ rằng toàn thế giới cũng tìm không ra cái thứ hai, ta phải cảm tạ ngươi thành toàn. Võ lão đầu, ai nói Bạch gia chúng ta cùng Diệp gia giải trừ hôn ước? Ngươi là điều không phải lão hồ đồ. Kỳ thực ta gia Tuyết Linh vẫn rất thích Thần Phong. Ngày hôm nay ta tới Diệp gia ngoại trừ cảm tạ ở ngoài, chính là tới nói xin lỗi. Hy vọng Trấn Hồng ngươi có thể tha thứ ta trước kia nhất thời xung động, Thần Phong cùng nhà của chúng ta Tuyết Linh là nhất xứng. Bạch Hồng Phương dày ra mặt. Quản hắn cái gì mọi việc, thì là chỉ có Bách Phân Chi nhất hy vọng, lần nữa nhượng Diệp Thần Phong làm hồi hắn tôn nữ tế, hắn cũng phải cố gắng đi tranh thủ. Bạch lão đầu, làm người không thể đủ như thế vô sỉ, ta ra hiểu phỉ cùng Thần Phong liền đính hôn nghi thức đều cử hành, nhà các ngươi Bạch Tuyết Linh còn là bên kia mát mẻ bên kia ở đi. Võ An Quốc nghe được Bạch Hồng Phương vô sỉ sau, tức giận đến là thổi dâu trừng mắt. Hồng Phương, An Quốc nói đúng. Thần Phong đã cùng hiểu phỉ cử hành đính hôn nghi thức, nhớ kỹ trước đây ngươi tới chúng ta Diệp gia từ hôn thời gian, ta đã sớm nói ngươi sẽ hối hận, nhà các ngươi nhà đầu kia quả thực rất thảo người thích, đáng tiếc Thần Phong bây giờ là có vị hôn thê người. Diệp Trấn Hồng đương nhiên là thiên vị bang Võ An Quốc, muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách Bạch Hồng Phương trước đây ánh mắt quá thiển cận. Bạch Hồng Phương tại tới Diệp gia trước, đã sớm ngờ tới sẽ là chàng diện này, không thèm để ý chút nào nói rằng, Trấn Hồng. Thần Phong cùng Võ gia nha đầu đều không phải còn chưa có kết hôn đó sao? Ta gia Tuyết Linh là kinh thành công nhận đệ nhất mỹ nữ, cuối cùng Thần Phong lựa chọn cùng ai cùng một chỗ còn nói không nhất định. Ngược lại, Bạch Hồng Phương cười híp mắt nhìn Võ An Quốc, hỏi, Võ lão đầu, người nói đúng hay không? Võ An Quốc không để ý đến Bạch Hồng Phương, nhìn thích ý ăn cơm sáng, hình như bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn Diệp Thần Phong. Nói rằng, Thần Phong, ngươi trái lại lời nói a. Những cái này Bạch lão đầu thông minh ngươi trong lòng là vui vui mừng ai. Nhà của chúng ta hiểu phỉ nơi nào so Bạch gia nha đầu kém. Diệp Thần Phong tướng trong miệng bánh mì nuốt xuống,
thật đơn giản nói một câu nói, ta Diệp Thần Phong vị hôn thê là Võ Hiểu Phỉ. Lúc này Võ lão đầu là cao hứng, đối Bạch Hồng Phương nói rằng, Bạch lão đầu, người nghe được Thần Phong nói sao? Hắn thích là chúng ta ra Hiểu Phỉ, các người Bạch gia nha đầu kia là căn bản không có chút nào hy vọng, ta khuyên ngươi còn là thừa dịp sớm dẹp ý niệm này đi. Người cái mạng này giàu gì cũng là Thần Phong nhặt về, người cũng không thể đủ làm vong ân phụ nghĩa sự tình. Võ lão đầu, người cũng không nên quá đắc ý, ta Bạch Hồng Phương chuyện quyết định là sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi, cảm tình loại chuyện này là muốn công bình cạnh tranh, chúng ta tự chờ xem đi. Bạch Hồng Phương tranh phong tương đối nói rằng, Trấn Hồng, ngày hôm nay ta tự không quấy rầy, sau đó các ngươi Diệp gia yêu cầu trợ giúp, Bạch gia chúng ta nhất định là nghĩa bất dung từ. Bạch Hồng Phương sau khi nói xong, liền xoay người ly khai Diệp ra phòng khách, Bạch Nham Tân đi theo Bạch Hồng Phương phía sau. Đợi cho Bạch Hồng Phương sau khi rời đi, Võ An Quốc vội vàng hỏi, Thần Phong, ngươi làm sao sẽ xuất thủ cứu Bạch lão đầu tử? Ngươi nên không hội thật thích Bạch gia nha đầu kia đi. Ngươi có thể nghìn vạn không thể đủ có lỗi với chúng ta ra Hiểu Phỉ. Võ gia gia, ngươi cái này là nói cái gì lời nói? Ngươi hãy yên tâm. Hiểu Phỉ tỷ vĩnh viễn là ta Diệp Thần Phong vị hôn thê, ta vĩnh viễn không hội cô phụ nàng. Diệp Thần Phong kiên định bảo đảm nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ta xem cái này vô sỉ Bạch lão đầu tử vẫn có thể cười tới khi nào. Dám cùng ta Võ An Quốc cướp tôn nữ tế, hắn cũng không nhìn một chút bản thân có bao nhiêu cân lượng. Võ An Quốc vẻ mặt tươi cười nói rằng. Bạch Hồng Phương cùng Bạch Nham Tân ly khai Diệp ra sau. Bạch Hồng Phương nói rằng, Nham Tân, là Tuyết Linh thỉnh Diệp Thần Phong tới trị liệu tốt bệnh của ta, ngươi nhường Tuyết Linh thật tốt cảm tạ thoáng cái Diệp Thần Phong, có thể thỉnh Diệp Thần Phong ăn bữa cơm, ta thật đúng là không tin, Diệp Thần Phong có thể ngăn cản được nhà của chúng ta Tuyết Linh mỹ lệ. Diệp Thần Phong cái này tôn nữ tế Bạch gia chúng ta tình thế bắt buộc. Nham Tân, ngươi cho là ta làm như vậy có gì không ổn địa phương sao? Tuyết Linh nếu như cùng với Diệp Thần Phong khẳng định hội hạnh phúc đi. Bạch Hồng Phương lại mở miệng hỏi. Kỳ thực Bạch Nham Tân cũng hiểu được hắn cha của mình có chút vô sỉ, thế nhưng đối mặt có như thế yêu nghiệt như y thuật Diệp Thần Phong, hắn biết nhà mình lão nhân làm như vậy cũng không gì đáng trách, huống hồ nếu như Tuyết Linh theo Diệp Thần Phong, cuộc sống tương lai sẽ phải qua rất tốt. 3. Sự lựa chọn của ngươi rất chính xác, chỉ bất quá ta cho rằng Diệp Thần Phong đều không phải một cái người bình thường. Diệp Thần Phong cuối cùng với nhà của chúng ta Tuyết Linh đi cùng một chỗ tỷ lệ đặc biệt thấp. Bạch Nham Tân thành thật nói. Nham Tân, điểm ấy lẽ nào ta sẽ không nhìn ra được sao? Chỉ là ta không cam lòng buông tha một cái nguyên bản thuộc về Bạch gia chúng ta ưu tú tôn nữ tế, chúng ta trước tạm thời thử một lần đi. Bất kể cuối cùng sẽ là kết quả gì, Bạch Hồng Phương thở dài một hơi nói rằng, hắn trong lòng biết có một ít bỏ lỡ cơ hội, chính là cả đời bỏ lỡ. Tốt, ta đây gọi điện thoại cấp Tuyết Linh, ta tin tưởng Tuyết Linh không hội cự tuyệt, Diệp Thần Phong chữa trị xong bệnh của ngài, chuyện này Bạch gia chúng ta cùng tình cùng lý muốn cảm tạ Diệp Thần Phong, với lại Diệp Thần Phong là Tuyết Linh mời về, Tuyết Linh không có lý do cự tuyệt. Bạch Nham Tân rõ ràng hắn nữ nhi mình cá tính, lại nói hắn chỉ là nhượng Bạch Tuyết Linh đi cảm tạ thoáng cái Diệp Thần Phong, lại không có nhượng Bạch Tuyết Linh đi làm chuyện gì. Chương 407, ta đã sớm có người thích. Tại Diệp gia nghỉ ngơi một buổi sáng, đương Diệp Thần Phong quyết định muốn đi kinh thành thắng thiên hội nhìn thời gian, Bạch Tuyết Linh gọi điện thoại tới, Diệp Thần Phong, ta buổi trưa mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi chữa trị xong ra ra ta bệnh, còn có ta Bạch Tuyết Linh chuyện đã đáp ứng không hội chống chế. Trong điện thoại Bạch Tuyết Linh thanh âm có chút không tình nguyện, nhưng lại không thể làm gì. Nguyên bản Diệp Thần Phong thật không có đem chuyện này để ở trong lòng, trị liệu tốt Bạch lão gia tử bệnh. Đối với hắn mà nói là chuyện một cái nhấc tay, mà khi hắn nghe được trong điện thoại Bạch Tuyết Linh bất đắc dĩ thanh âm sau, hắn lập tức cải biến nghĩ cách, một loại hí ngược tâm lý chậm chậm tại hắn trong thân thể sinh sôi, hắn dự định đi dập tắt Bạch Tuyết Linh cái này kinh thành đệ nhất mỹ nữ uy phong. Ngươi không có quyền đáp ứng chuyện của ta tự tốt, ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm không? Ngươi đang ở đâu, ta đến tìm ngươi, Diệp Thần Phong nhượng thanh âm của mình tận lực khinh phù một ít. Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia Bạch Tuyết Linh nghe được Diệp Thần Phong khinh phù thanh âm sau, dừng lại chốc lát, mới lên tiếng, ta tại Thiên Hồng Tửu Điếm 208 ghế lô chờ ngươi. Nói xong câu đó sau, không có đẳng Diệp Thần Phong trả lời,
Bạch Tuyết Linh trực tiếp cúp điện thoại. Đối với trong điện thoại di động truyền đến đô 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 âm thanh bận, Diệp Thần Phong từ chối cho ý kiến cười cười, lẩm bẩm, kinh thành đệ nhất mỹ nữ quả nhiên có kinh thành đệ nhất mỹ nữ kiêu ngạo, đáng tiếc cũng không là bất luận cái gì mỹ nữ đều có thể đủ vào ta Diệp Thần Phong trong mắt. Ngày hôm nay tựu để cho ta tới giáo huấn một chút cái này tự cho là đúng tiểu nha đầu, để cho nàng biết trên thế giới này cũng không là tất cả nam nhân, cũng sẽ bị nàng mê được hôn đầu mất phương hướng, chí ít ta Diệp Thần Phong không hội. Nửa giờ sau, đương Diệp Thần Phong đi vào Thiên Hồng Tửu Điếm 208 ghế lô thời gian. Bạch Tuyết Linh đã tại ghế lô trong chờ, với lại trên bàn điểm đầy rất nhiều thức ăn. Nhìn đến Diệp Thần Phong đi vào ghế lô, Bạch Tuyết Linh khuôn mặt miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nàng đã đáp ứng Diệp Thần Phong, chỉ cần Diệp Thần Phong chịu ra tay trị liệu gia gia của nàng, như vậy nàng liền yêu cầu gì đều có thể đáp ứng đối phương. Mà bây giờ Diệp Thần Phong không những xuất thủ trị liệu Bạch Lão Gia Tử, còn tướng Bạch Lão Gia Tử bệnh hoàn toàn chữa khỏi, Bạch Tuyết Linh sợ đối phương thật đưa ra một ít quá phận yêu cầu tới, như vậy đến lúc đó nàng nên cự tuyệt còn là đáp ứng. Ghế lô trong có rất nhiều chỗ ngồi, Diệp Thần Phong tùy tiện lựa chọn tại Bạch Tuyết Linh bên cạnh ngồi xuống, nhất cổ thanh nhã mùi thơm ngát tức khắc bay vào hắn trong lỗ mũi, cái này loại mùi thơm ngát không tưởng là nước hoa vị. Đảo tượng là Bạch Tuyết Linh trên người mùi thơm của cơ thể, nhượng Diệp Thần Phong tham lam dùng sức ngửi một cái. Diệp Thần Phong động tác không chút nào tránh được Bạch Tuyết Linh đôi mắt đẹp, hai điều mày liễu hơi nhăn lại, nói rằng, Diệp Thần Phong. Ta rất cảm tạ người cứu gia gia của ta có thể đáp ứng người bất kỳ yêu cầu gì, bất quá, trước đó ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, không nên đưa ra một ít có lỗi với Uyển Đình, có lỗi với ngươi vị hôn thê Võ Hiểu Phỉ sự tình tới. Nga, Diệp Thần Phong lông mi hướng tới thượng gạt gạt, nói rằng, nói như vậy ngươi là muốn quyệt nợ. Trước đây ngươi cầu ta xuất thủ trị liệu ra ra ngươi thời gian, có thể không phải như vậy một bộ thái độ, nữ nhân lời nói quả nhiên đặc biệt không thể tin. Ai nói ta muốn quyệt nợ, ta Bạch Tuyết Linh mặc dù là một nữ nhân, thế nhưng ta làm ra hứa hẹn khẳng định hội thực hiện, ta chỉ là Thế Uyển Đình cảm thấy không đến mà thôi. Ngươi rõ ràng chính là một cái hoa tâm đại la bạc. Mà Uyển Đình lại đối với ngươi như thế khăng khăng một mực. Uyển Đình thật là quá ngu. Bạch Tuyết Linh trong lòng đã khẳng định Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ đối với nàng đưa ra một ít quá phận yêu cầu tới. Đêm qua Bạch Tuyết Linh là một đêm không có chợp mắt, hết vui vẻ Diệp Thần Phong chữa khỏi ra ra nàng bệnh nan y, lại lo lắng nàng đáp ứng Diệp Thần Phong yêu cầu, một buổi tối đều ở trên giường lăn lộn khó ngủ, trong lòng nàng thật đã có người thích, cái kia tại Thái Bình Sơn mạch trung cứu nàng mặt nạ nam nhân. Tuy rằng đến hiện tại nàng còn không biết mặt nạ nam nhân thân phận chân chính, thế nhưng nàng dám khẳng định mặt nạ nam nhân so Diệp Thần Phong hiếu thắng thượng gấp trăm ngàn lần. Nếu như Diệp Thần Phong thật đối với nàng đưa ra quá phận yêu cầu, với lại nàng cũng đáp ứng, như vậy sau đó nàng còn có cái gì tâm tư đi thích người khác? Đối với Bạch Tuyết Linh cao như vậy ngạo nữ nhân mà nói, lần đầu tiên là vô cùng trọng yếu, cho nên Diệp Thần Phong trị liệu tốt ra ra nàng, cho nàng mang tới một ít hảo cảm, cũng dần dần chậm chậm tiêu thất. Bạch Tuyết Linh thật rất hy vọng Diệp Thần Phong có thể thành cái chính nhân quân tử thông thường, chỉ cần không đúng nàng đưa ra quá phận yêu cầu thì tốt rồi. Bạch Tuyết Linh, người đây coi như là phép khích tướng sao? Đáng tiếc đối với ta một điểm đều vô dụng, ngươi là kinh thành công nhận đệ nhất mỹ nữ, ta Diệp Thần Phong ngày hôm nay có nhất thân hương thơm cơ hội, ngươi nói ta có nên hay không cứ như vậy buông tha? Ta muốn nam nhân khác nếu có cơ hội như vậy, cũng nhất định hội liều lĩnh nắm chặt, người nói chúng ta nên một ít làm chút chuyện gì. Dù sao ghế lô trong chỉ có hai người chúng ta, tại ghế lô trong nên rất kích thích đi. Diệp Thần Phong ra vẻ một bộ đắm đuối dáng dấp, trong lòng bình thản như nước, điểm ấy khắc chế năng lực hắn vẫn phải có. Ngày hôm nay hắn nguyên do tới phó ước, chỉ là muốn giáo huấn một chút Bạch Tuyết Linh cái này cao ngạo nữ nhân mà thôi. Bạch Tuyết Linh tức giận đến trắng nõn khuôn mặt nộ hồng một mảnh, thân thể mềm mại không kiềm hãm được run rẩy. Nàng đã nghĩ tới xấu nhất quyết định, không nghĩ tới Diệp Thần Phong hội đưa ra tại ghế lô trong, điều này làm cho Bạch Tuyết Linh hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng cái này là nàng đã đáp ứng Diệp Thần Phong sự tình, cho nên hắn căn bản không phát tác được. Thế nào, kinh thành đệ nhất mỹ nữ, lẽ nào ngươi không muốn sao? Nhìn một cái người cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Người vóc người kỳ thực cũng thật không tệ, nếu là bộ ngực có thể lại thẳng một ít, cái mông có thể lại kiều một ít, như vậy thì càng hoàn mỹ,
bất quá, người bây giờ cái bộ dáng này cũng thẳng được thông qua. Diệp Thần Phong một phen soi mói, những bạch tuyết linh trong lòng nổi giận nhảy lên tới cực điểm, miệng chung sau hàm răng cắn được kéo kẹt rung động. Nếu ngươi không nói lời nào, như vậy ta có thể bản thân quyết định, ta tới trước phẩm thường kinh thành đệ nhất mỹ nữ môi là mùi gì đạo. Ngươi có thể không nên phản kháng, không nên để cho chuyện ngươi đáp ứng ta. Nói xong, Diệp Thần Phong miệng tự hướng bạch tuyết linh môi đỏ mỏng thu thập đã qua. Bạch tuyết linh hai tay cầm được chăm chú, nhìn càng tới càng đến gần Diệp Thần Phong, đôi mắt đẹp đóng lại, khóe mắt có chút hơi đã ươn ướt. Tại Diệp Thần Phong môi phải nhanh va chạm vào bạch tuyết linh môi thời gian, Diệp Thần Phong trong giây lát ngừng lại, nhìn trước mặt đóng chặt hai con ngươi bạch tuyết linh, khóe miệng của hắn xẹt qua một vòng dáng tươi cười, từ trên ghế đứng lên, hướng tới ghế lô cổng đi. Bạch tuyết linh chậm chạp không có cảm giác được Diệp Thần Phong tiến công chiếm đóng, nhịn không được mở mắt ra, đúng dịp thấy Diệp Thần Phong đi tới cổng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc, Diệp Thần Phong, ngươi làm cái gì vậy? Bạch tuyết linh, lẽ nào ngươi thật đúng là hy vọng ta đối với ngươi làm một ít quá phận sự tình? Nói thật đi, ta Diệp Thần Phong đối với ngươi không có hứng thú, ngày hôm nay nguyên do qua đây, cũng chỉ là muốn nhượng ngươi biết sau đó đối đãi không nên quá cao ngạo, nữ nhân mà. Chim nhỏ nép vào người, ôn nhu một ít, mới có thể thu được nam nhân thương yêu. Đừng tưởng rằng ta Diệp Thần Phong là một cái thấy nữ nhân xinh đẹp đã đi không động đường người. Ta nguyên do sẽ ra tay trị liệu ra ra ngươi bệnh, thứ nhất ta không muốn nhìn nữ nhân khóc, thiên ngươi ở đây trong điện thoại khóc, thứ hai kỳ thực ngươi cái này người ngoại trừ cao ngạo một ít, tâm địa ngược lại cũng thẳng hiền lành, thì là nhìn tại Uyển Đình mặt mũi ta cũng có thể giúp ngươi một cái. Cho nên, ngươi yên tâm đi, giữa chúng ta hiện tại không hội có quan hệ gì, sau đó càng không khả năng sẽ có quan hệ thế nào. Diệp Thần Phong thu hồi khuôn mặt đắm đuối biểu tình. Đưa lưng về phía Bạch Tuyết Linh phất phất tay, cất bước hướng ghế lô bên ngoài đi. Bạch Tuyết Linh trong lòng tuy rằng thở dài một hơi, nhưng là vừa có một loại không rõ thịnh nộ, nữ nhân chính là mâu thuẫn như vậy động vật, hướng về phía Diệp Thần Phong hình bóng quát, Diệp Thần Phong, người có gì đặc biệt hơn người, ta Bạch Tuyết Linh cũng đã sớm có người thích, hắn là trong lòng ta anh hùng, so người mạnh gấp trăm lần, một nghìn lần. Nhìn Diệp Thần Phong tiêu thất ở trong tầm mắt hình bóng. Bạch Tuyết Linh cũng không biết đối phương có nghe hay không đến lời của nàng. Nhìn trước mặt trên bàn rất nhiều thức ăn, Bạch Tuyết Linh hóa bi phẫn vì thèm ăn, cầm lấy chiếc đũa, từng muốn ăn, mỗi một hơi đều nhai được đặc biệt dùng sức, hình như đem những. Này thức ăn trở thành là Diệp Thần Phong, tâm tình cũng từ từ khá hơn, tại trong lòng yên lặng thầm nghĩ, ta nhất định sẽ biết ban đầu ở Thái Bình Sơn Mạch Trung đã cứu ta mặt nạ nam nhân là ai. Ta nhất định phải để cho Diệp Thần Phong biết. Cầm hắn và ta thích người tướng so, hắn liền một chút có thể sánh bằng tính cũng không có. Chương 408, tìm tới cửa khiêu khích. Diệp Thần Phong giáo huấn hoàn Bạch Tuyết Linh sau, liền đi tới kinh thành Thắng Thiên Hội hội sở trong, Hàn Vĩ, Hổ Ca, Thiết Ngưu cùng Thường Dịch Thủy đẳng một đám Thắng Thiên Hội cao tầng tại trong phòng hội nghị họp. Từ kinh thành Thắng Thiên Hội diệt Hồng Hải hội tại kinh thành chi nhánh sau, Thắng Thiên Hội danh khí tại kinh thành vang dội. Đến đây gia nhập vào Thắng Thiên Hội thành viên là nối liền không dứt, trong khoảng thời gian này Thắng Thiên Hội rất nhanh khuếch trương lên. Đương nhiên là có chỗ tốt, khẳng định cũng là có chỗ xấu, kinh thành bốn đại bang hội theo thứ tự là Long Tứ Hội, Huyết Nhiễm Hội, Vạn Nhận Hội cùng Hồng Hải Hội. Hồng Hải Hội mặc dù là kinh thành bốn đại bang hội chung nhỏ yếu nhất một cái, thế nhưng Hồng Hải Hội trong một đêm bị diệt, kinh thành còn lại ba đại bang hội khó tránh khỏi hội có chút ý kiến. Kinh thành rất nhiều thế lực dưới đất đã đem kinh thành Thắng Thiên Hội cùng Thiên Hải Thắng Thiên Hội liên hệ, Thiên Hải Thắng Thiên Hội thế nhưng trong thời gian thật ngắn thống nhất Thiên Hải, điều này làm cho kinh thành rất nhiều thế lực dưới đất hoảng sợ bất an, nhất là còn dư lại ba đại bang hội, bọn họ thế nhưng kinh thành thế lực dưới đất người thống trị, làm sao có thể đủ trơ mắt nhìn Thắng Thiên Hội tại kinh thành quật khởi. Sau đó đem bọn họ ba đại bang hội từng cái nuốt hết. Long Tứ Hội, Huyết Nhiễm Hội cùng Vạn Nhận Hội cái này ba đại bang hội có lòng muốn sẽ đối Thắng Thiên Hội động thủ, nhưng là bọn hắn lại sợ còn lại hai đại bang hội ngồi thu ngư ông thủ lợi, để cho bọn họ ba đại bang hội liên hợp lại cùng nơi giải quyết Thắng Thiên Hội, giữa bọn họ lại đây đó không tín nhiệm đối phương, cho nên cái này ba đại bang hội tài chậm chạp không có đối ngày càng lớn mạnh Thắng Thiên Hội động thủ. Diệp Thần Phong đi vào Thắng Thiên Hội phòng họp thời gian,
một đám thắng thiên hội cao tầng chính đang thảo luận ứng đối phương pháp, mặc dù nói hiện nay ba bang hội còn không có xuất thủ. Thế nhưng thắng thiên hội nhất định phải có một sách lược vẹn toàn mới được. Lão đại, người từ Ngô Châu trở về. Ngô Châu sự tình chúng ta cũng đều hơi có nghe thấy, chúng ta nghe nói Ngô Châu thắng thiên hội thống nhất Ngô Châu. Lão đại ngươi ở đây trong đó nhất định là khởi không ít tác dụng đi. Nhìn đến Diệp Thần Phong đi vào phòng họp, hổ ca người thứ nhất từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt hưng phấn nói. Lão đại, ngươi ở đây Ngô Châu có thể sảng, hiện tại chúng ta kinh thành thắng thiên hội gặp phải rất lớn nan đề, chúng ta đều không biết giải quyết như thế nào. Hàn Vĩ khổ gương mặt, tướng hiện nay kinh thành thế lực dưới đất thế cục đối Diệp Thần Phong tỉ mỉ nói một lần. Diệp Thần Phong không cho là đúng nhún vai, nói rằng, mấy vấn đề này các ngươi đều tự mình giải quyết. Nguyên bản lần trước kinh thành Hồng Hải hội sự tình ta cũng không trả lời nên nhúng tay, nếu như ta lần nữa nhúng tay, các ngươi có thể lớn lên sao? Thì là cuối cùng thống nhất kinh thành, cái này là các ngươi muốn thấy sao? Bất quá, giúp các ngươi nghĩ một chút biện pháp vẫn là có thể, chỉ là các ngươi không nên trông cậy vào ta xuất thủ nữa. Muốn nhượng kinh thành thắng thiên hội cường đại lên, như vậy kinh thành thắng thiên hội nhất định phải kinh lịch tôi luyện. Chỉ có đã trải qua một lần lại một lần tôi luyện, kinh thành thắng thiên hội những cao tầng này tài sẽ từ từ lớn lên, sau này mới có một mình đảm đương một phía năng lực. Lão đại, cái này còn cần ngươi nói sao? Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, sau này thì là lão đại ngươi muốn xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Nếu như lão đại ngươi xuất thủ, căn bản là không có chúng ta chuyện gì. Hàn Vĩ nói rằng, tình thế trước mắt, giữa lúc Diệp Thần Phong muốn phân tích cách đối phó thời gian, một gã thắng thiên hội thành viên trung tâm đi vào trong phòng hội nghị, rất cung kính đối Diệp Thần Phong nói rằng, Diệp hội trưởng, có một tự xưng là Long Tứ hội cao tầng người. Mang theo một nhóm người tới chúng ta thắng thiên hội nháo sự, nói muốn nhượng chúng ta thắng thiên hội thần phục với bọn họ Long Tứ hội. Thắng thiên hội hội sở bên ngoài một mảnh trên đất trống. Thắng thiên hội thành viên ngăn cản 20-30 người đường đi, đứng ở nơi này 20-30 người trước mặt nhất là cả người thượng vạm vỡ hơn 30 tuổi nam nhân. Cái này tên trên thân nam nhân mặc một bộ hắc sắc áo ba lỗ, một đầu khô mát bản thốn, tên nam tử này người là Ác Hổ, kinh thành Long Tứ hội một cái phân hội sở người quản lý. Ngày hôm nay Ác Hổ tới thắng thiên hội nháo sự, là nhận được cấp trên mệnh lệnh. Tới thắng thiên hội thăm dò một chút đường, Long Tứ hội là ba đại bang hội chung người thứ nhất không nhìn được bang hội. Cái gì chó má thắng thiên hội? Lẽ nào thắng thiên hội cao tầng đều là rùa đen rút đầu sao? Ta xem thắng thiên hội còn là quy thuận chúng ta Long Tứ hội mới là lựa chọn chính xác nhất, không nên tại kinh thành kéo dài hơi tàn, kinh thành có thể điều không phải tốt như vậy lăn lộn. Ác Hổ không chút kiêng kỵ nhục mạ đạo. Diệp Thần Phong mang theo một đám thắng thiên hội cao tầng đi ra hội sở, vừa vặn nghe được Ác Hổ nhục mạ thanh, đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh hổ ca người thứ nhất không nhịn được, người chính là cái kia tự xưng vì Long Tứ hội cao tầng. Ta xem Long Tứ hội cũng chỉ hội động động mồm mép, kia có thể cùng chúng ta thắng thiên hội tướng so, ngày hôm nay chúng ta thắng thiên hội tự cho các ngươi Long Tứ hội một cái cơ hội, ngoan ngoãn đầu nhập vào chúng ta thắng thiên hội, nếu không các ngươi Long Tứ hội người sẽ chết đặc biệt thê thảm. Ngươi lại toán kia căn thông, ngươi là thắng thiên hội hội trưởng, ngươi có tư cách gì cùng ta Ác Hổ nói, cũng không ở kinh thành hỏi thăm một chút, tại kinh thành dám đối với ta Ác Hổ nói như vậy người, mười đầu ngón tay đều đếm tới. Ác Hổ trên cánh tay cơ thể bạo khởi, khinh thường nói. Ác Hổ, chỉ ngươi cháu trai này dạng cũng xứng là hổ, thực sự là quá đâu phân, hổ ca nói khái nói rằng. Diệp Thần Phong ngăn lại hổ ca cùng Ác Hổ lại tranh cãi đi xuống, mở miệng nói rằng, ngày hôm nay các ngươi tới thắng thiên hội đến cùng vì chuyện gì? Lẽ nào các ngươi Long Tứ hội thật cho rằng tùy tiện tới vài chỉ tiểu miêu tiểu cẩu là có thể thu phục chúng ta thắng thiên hội sao? Các ngươi có tin hay không, chúng ta thắng thiên hội có thể cho các ngươi cái này 20-30 người có đến mà không có về. Ta Ác Hổ muốn là thật sợ chết cũng sẽ không mang theo huynh đệ tới thắng thiên hội. Người chính là thắng thiên hội hội trưởng. Ta tin tưởng các người thắng thiên hội tuyệt đối không hội lấy nhiều khi ít đi. Tự coi như các người thắng thiên hội thật có dũng khí đụng đến bọn ta, Long Tứ hội cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Có bản lĩnh tự cùng ta Ác Hổ một đấu một mình đấu. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta Ác Hổ không nói hai lời liền mang theo huynh đệ gia nhập vào các ngươi thắng thiên hội,
ngươi có dám hay không? Ác hổ chỉ vào Diệp Thần Phong tự tin nói rằng, hắn rất rõ ràng không biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu đáng sợ, bị Diệp Thần Phong tế cánh tay tế chân mặt ngoài hiện tượng cấp tê dại. Nghe được ác hổ đối Diệp Thần Phong lần này khiêu khích, Thắng Thiên Hội cả đám ánh mắt quái dị nhìn chăm chú vào ác hổ, cái này ác hổ cũng quá không tự lượng sức đi. Cho là mình là siêu nhân rồi, coi như là Superman cũng có thể không thể nào là Diệp Thần Phong đối thủ, Diệp Thần Phong tại những này Thắng Thiên Hội người trong lòng, đã là vô hạn thần hóa. Người nghĩ cùng lão đại ta giao thủ, người trước thắng ta rồi hãy nói. Người căn bản không có tư cách để cho lão đại xuất thủ. Hổ ca thương hại nhìn ác hổ nói rằng. Đánh rắm, ta ác hổ chẳng lẽ còn thất bại cấp một cái tế cánh tay tế chân tiểu bạch kiểm sao? Rõ ràng là không có loại cùng ta giao thủ, tìm nhiều như vậy mượn cớ làm gì? Ta ác hổ không để mình bị đẩy vòng vòng. Ác hổ hừ lạnh một tiếng nói rằng. Các ngươi Long Tứ Hội người đều là ngu ngốc như vậy sao? Xem ra Long Tứ Hội cũng không có gì phải sợ, nhiều như vậy không biết lượng sức người, lão đại chúng ta xuất thủ, trong vòng nhất chiêu là có thể biết ngươi, hay là liền nhất chiêu đều chưa dùng tới. Hàn Vĩ cũng mở miệng trêu đùa. Ác hổ bị hổ ca cùng Hàn Vĩ liên tiếp khinh bỉ, trong thân thể thịnh nộ trong nháy mắt dâng lên, ngón tay chỉ vào hổ ca nói rằng, tốt lắm, ta trước hết tới hội hội ngươi, đẳng đánh thắng ngươi. Ta lại tới nhìn một cái các ngươi cái này tế cánh tay tế chân hội trưởng đến cùng có lợi hại bực nào. Ác hổ vừa dứt lời, thân thể liền hướng hổ ca vào tới, hắn dự định tới một cái tốc chiến tốc thắng, hắn đối thực lực của chính mình đặc biệt có tự tin. Hổ ca đối mặt ác hổ công kích mãnh liệt, chậm rãi khoa trước hai bước, dùng hổ ca thực lực hôm nay phải giải quyết ác hổ chắc là một bữa ăn sáng sự tình, ác hổ một quyền hung hăng hướng hổ ca ngực ném tới. Hổ ca xòe bàn tay ra đi ngăn trở ác hổ nắm tay, ác hổ nhìn đến hổ ca không né không tránh, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, nói rằng, người nghĩ rằng ta nắm tay là dễ tiếp như vậy sao? Thực sự là tự tìm đường chết. Phanh, một tiếng, ác hổ nắm tay thật cùng hổ ca bàn tay tiếp xúc, hổ ca trên mặt biểu tình chút nào không biến hóa, thậm chí dưới chân bước chân cũng không có lui ra phía sau một bước, trái lại ác hổ sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Trên mặt tự tin biến mất vô ảnh vô tung, hắn không thể tin được bản thân dùng hết toàn lực một quyền, lại có thể bị đối phương cấp chặn lại. Cái này không hợp lý a. Ác hổ vội vàng thu hồi nắm tay, dưới chân nhịp bước liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt biến được ngưng trọng. Chương 409, biểu hiện nhiệt tình một ít. Ngày mùa hè cay độc dương quang trích nướng đại địa, có thể dùng hút vào trong phổi không khí cũng biến thành có chút nóng rực. Liên tiếp lui về phía sau ác hổ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi trên trán càng là dường như thác nước như bá 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 theo gò má chảy xuôi xuống, hắn không có nghĩ đến bản thân dùng hết toàn lực một quyền, lại có thể bị hổ ca dễ dàng cấp chặn lại. Phải biết rằng ác hổ luyện vật lộn đã có nhiều năm đầu, dùng thân thủ của hắn thì là tại toàn bộ Long Tứ Hội chung cũng là cầm cờ đi trước, cho nên hắn tài năng đủ ngồi đi lên kinh thành Long Tứ Hội phân hội sở người quản lý vị trí. Mồ hôi trên trán chảy vào trong ánh mắt, ác hổ dùng mu bàn tay lau thoáng cái mắt, kỳ thực hắn nhiệm vụ hôm nay chỉ là tới Thắng Thiên Hội thăm dò một chút đường, nhưng là cùng hổ ca thật đơn giản đối nhất chiêu, ác hổ trong lòng nhiệt huyết liền bị kích phát ra rồi, tuy rằng hắn biết khả năng đều không phải hổ ca đối thủ, thế nhưng hắn biết giờ khắc này trong lòng rất hưng phấn, đặc biệt hưng phấn. Ác hổ song quyền chăm chú nắm chặt, trên cánh tay cơ thể cùng khởi, màu xanh gân mạch rõ ràng có thể thấy được. Hai chân nhẹ nhàng uốn lượn, chợt đạp địa, dường như một đầu liệp báo hướng hổ ca lần thứ hai vào tới. Lúc này ác hổ tốc độ so vừa rồi tăng lên gấp hai có dư, tại tới gần hổ ca thời gian, một cái trực quyền gào thét hướng hổ ca mặt ném tới, ác hổ không riêng gì tốc độ tăng lên, ngay cả lực lượng cũng tăng lên không ít, vù vù rung động quyền phong vang vọng ở trong không khí. Hổ ca nhìn đến ác hổ lực lượng tăng lên, khóe miệng há miệng khai cùng nhau tục tằng dáng tươi cười. Bây giờ hổ ca tại kinh thành Thắng Thiên Hội chung nghiễm nhiên là thuộc về cao thủ như tồn tại, mấy ngày nay chính ngứa tay rất ni. Lúc này có người tự nguyện tới làm hắn bao cát, hắn lại cớ sao mà không làm. Hổ ca né người sang một bên, dễ dàng tránh ra ác hổ công kích, đồng thời miệng chung nói rằng, tới a, chúng ta kế tục. Nghe được hổ ca hí ngược khiêu khích, ác hổ trong lòng cơn giận dữ tuôn ra, trán nổi gân xanh khởi, tại một kích không có đắc thủ sau. Ác hổ thân thể cấp tốc vừa chuyển, nâng lên chân phải hướng hổ ca bụng dưới đá vào,
Cái này một loạt động tác cực kỳ nối liền, nếu là người bình thường căn bản không phản ứng kịp. Thế nhưng hổ ca thân thể đã sớm trải qua Diệp Thần Phong linh hồn lực cải tạo, huống chi bình thường hổ ca mỗi ngày đều không quên rèn luyện. Tại ác hổ chân phải sắp đá phải hắn trên bụng thời gian, hổ ca thân thể phản xạ có điều kiện từ nay về sau cấp tốc lui về phía sau ba bước, khó khăn lắm tránh thoát ác hổ một cước này, trong lòng cũng thực chấn kinh rồi một bà, vừa cười vừa nói, thiếu chút nữa đã bị ngươi đá phải, xem ra ta thật đúng là không thể đủ khinh địch. Ngươi trái lại thật có chút tài năng. Bớt nói nhảm, giữa chúng ta tỉ thí còn chưa kết thúc, cuối cùng ai thua? Ai thắng, còn nói không nhất định. Ác hổ không chịu thua nói rằng, thân thể lần thứ hai hướng hổ ca vọt tới, một cái xảo quyệt khoái quyền tạp hướng hổ ca ngực. Lần này hổ ca không có lại lựa chọn tránh né, đồng dạng hướng ác hổ huy đánh một quyền. Phanh một tiếng, hai quyền đụng nhau, ác hổ dường như cảm giác mình cả cái cánh tay xương đều muốn nứt thông thường, mà hổ ca chỉ là cảm giác cánh tay hơi có chút tê dại mà thôi, tại ác hổ ngây người. Hổ ca có thể không có nhàn rỗi, nhấc chân một cước. Đá vào ác hổ thắt lưng gian, ác hổ tức khắc bị đá bay ra ngoài, nặng nề té lăn quay trên mặt đất, bụi bặm tung bay. Theo ác hổ đến đây 20-30 danh thủ hạ, mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bọn họ theo ác hổ nhiều năm như vậy, đặc biệt rõ ràng ác hổ thực lực, bọn họ chưa từng có thấy qua ác hổ thua nhanh như vậy, như thế hoàn toàn. Chuyện của tôi. .vn té trên mặt đất ác hổ, trong lỗ mũi khí tức có chút hỗn loạn, giãy giụa từ dưới đất bò dậy, hai con ngươi không cam lòng nhìn chằm chằm hổ ca. Hổ ca mở miệng nói rằng, thế nào, ngươi còn muốn so đi xuống sao? Ngươi đã thua, ngươi ngay cả ta đều đánh không thắng, còn muốn cùng lão đại của ta một mình đấu. Ngoan ngoãn quy thuận chúng ta thắng thiên hội đi, chớ quên vừa rồi ngươi lời của mình đã nói. Ác hổ biến sắc, bất quá, lập tức cũng bình thường trở lại, hắn cũng sẽ không lừa mình dối người. Hắn biết mình là không thể có thể chiến thắng hổ ca, ánh mắt lần thứ hai nghênh hướng một bên Diệp Thần Phong, nhìn Diệp Thần Phong tế cánh tay tế chân dáng dấp, hắn tổng cảm giác Diệp Thần Phong tự con mẹ nó là một cái tiểu bạch kiểm, nhất định là không có thực lực gì. Ác hổ là một cái đặc biệt giảng nghĩa khí người, muốn hắn phản bội Long Tứ Hội, gia nhập vào thắng thiên hội là chuyện không thể nào, hắn vừa rồi nguyên do nói như vậy cũng chỉ là nhất thời nhanh miệng mà thôi, sửa sang lại sắc mặt. Hướng về phía Diệp Thần Phong nói rằng, vừa rồi thủ hạ của ngươi không phải nói ngươi có thể tại trong vòng một chiêu giải quyết ta sao? Thậm chí liền nhất chiêu đều không dùng được, nhưng thủ hạ của ngươi đánh bại ta, toán cái gì có bản lĩnh? Lẽ nào thắng thiên hội hội trưởng chính là thứ hèn nhát sao? Ngươi nếu như còn dám vũ nhục lão đại của ta, cẩn thận ta thật đối với ngươi không khách khí, vừa rồi ta nhớ kỹ nói rất rõ ràng, muốn cùng lão đại của ta giao thủ. Ngươi được trước phải thắng nổi ta, mà ngươi đánh thắng ta sao? Hổ ca thần sắc bất mãn quát dẹp đường. Ác hổ không nghe theo không buông tha nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, một chữ một cái nói rằng, ngươi thật không dám cùng ta một mình đấu sao? Cái này người đầu óc thật có tật phải không? Muốn cùng chúng ta lão đại một mình đấu? Hắn đều không phải ngại bản thân thiếu mất mặt đi. Hàn Vĩ thương hại nhìn ác hổ. Theo ta thấy cái này trên thế giới có thể đánh thắng chúng ta lão đại người còn không có sinh ra, cái này là ác hổ ra hỏa toán cái thứ gì. Thực lực của hắn yếu được cặn bã, chúng ta đều có thể đủ dễ dàng giải quyết hắn. Viên An lập tức phụ họa nói, bọn họ thế nhưng từ Thiên Hải phi dược bộ đội chung theo Diệp Thần Phong đi ra, thực lực và hổ ca tại sàn sàn như nhau trong lúc đó, cho nên theo bọn họ ác hổ thật một điểm cũng không đủ nhìn. Tại một đám thắng thiên hội cao tầng thấp giọng nghị luận chi tế, Diệp Thần Phong đáp ứng ác hổ yêu cầu tốt, ta có thể cấp một mình ngươi cùng ta một mình đấu cơ hội, trong vòng nhất chiêu tướng ngươi đánh quỳ rạp trên mặt đất. Ác hổ nghe được Diệp Thần Phong đáp ứng yêu cầu của hắn, hơn nữa nhìn đến Diệp Thần Phong đặt ra lần này tư thái cuồng ngạo tới, trên mặt hắn lộ ra nhất tia cười lạnh, nếu Diệp Thần Phong đem lời nói như thế tuyệt, như vậy thì toán Diệp Thần Phong là cao thủ thì như thế nào? Hắn chỉ cần trong tay Diệp Thần Phong chống nổi hai chiêu, cuối cùng thì là hắn thắng, huống chi hắn tịnh không cho là Diệp Thần Phong như vậy tiểu bạch kiểm thực lực hội cường đi nơi nào. Xem ra thắng thiên hội hội trưởng ngược lại cũng là rất có dũng khí, ta ác hổ thu hồi mới vừa nói qua lời nói, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tỉ thí đi. Ngươi có thể nghìn vạn không nên thủ hạ lưu tình, ác hổ đặt ra một bộ công kích tư thế. Ngươi chuẩn bị xong chưa?
Diệp Thần Phong không có gì lạ hỏi. Ta sớm liền chuẩn bị tốt, ngươi có thể trước phát động công kích, ta đảo muốn nhìn ngươi thế nào tại trong vòng nhất chiêu đánh thắng ta. Ác hổ hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Phanh, một tiếng, ác hổ vừa dứt lời, chỉ thấy thân thể hắn không duyên cớ vô cớ té bay ra ngoài, nặng nề đánh vào Thắng Thiên Hội hội sở bên ngoài trên tường rào, trong ánh mắt một mảnh dại ra, ngây ngốc nhìn từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không có hoạt động một bước Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong linh hồn lực phóng ra ngoài lực lượng nắm giữ phi thường tốt, tịnh không có chân chính thương tổn được ác hổ. Ác hổ cái này người hắn đến có thể hơi lợi dụng một chút. Ác hổ chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hai chân không kiềm hãm được run, kinh nghi bất định nhìn Diệp Thần Phong hỏi, vừa rồi, chuyện mới vừa rồi là ngươi làm. Diệp Thần Phong tịnh không có phủ nhận, điểm gật đầu nói, vừa rồi ta ngay cả cử động đều không có dùng một chút, như vậy nên xem như là trong vòng nhất chiêu đánh thắng ngươi đi. Không thể có thể, điều này sao có thể? Ta vừa rồi làm sao sẽ không duyên cớ vô cớ bay rớt ra ngoài. Ta không tin, ta không tin. Ác hổ dùng sức lắc đầu, đối với cái này loại siêu tự nhiên năng lực, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng khó tránh khỏi hội sản sinh chất vấn. Tướng tin cũng tốt, không tin cũng được, bất quá, hiện tại ngươi bị thua ta, chớ quên ngươi mình làm ra hứa hẹn, nếu như ngươi còn không phục lời nói, ta có thể sẽ cho ngươi một lần cơ hội, sợ rằng kết quả còn là giống nhau. Diệp Thần Phong không sao cả nói rằng, đây chính là ngươi nói, ở vào trong khiếp sợ ác hổ khôi phục tinh thần, trực tiếp hướng Diệp Thần Phong vào tới, hắn không tin Diệp Thần Phong có như vậy siêu tự nhiên năng lực, đợi cho hắn sắp vào tới Diệp Thần Phong trước mặt thời gian, vừa rồi cảm giác lại nữa rồi, thân thể không duyên cớ vô cớ bị nhất cổ trọng lực cấp đánh bay ra ngoài, lúc này ác hổ muốn không tin cũng khó khăn. Thân thể sụi lơ dựa vào tại trên tường rào, thật lâu không có mở miệng. Đủ 10 phút sau, ác hổ ánh mắt biến được kiên định lên, xem ra hôm nay ta muốn làm trái mình làm ra hứa hẹn, các người muốn giết cứ giết đi. Ta ác hổ tuyệt đối không hội chớp thoáng cái ánh mắt. Xem ra người còn là một đặc biệt giảng nghĩa khí người, đáng tiếc cái này thế giới không phải ai cũng sẽ đối với người giảng nghĩa khí cũng muốn phân rõ sở đối tượng, tốt, người đi đi. Một đám Thắng Thiên Hội cao tầng nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thấp giọng nói với bọn họ tống những. Này Long Tứ Hội người ly khai Thắng Thiên Hội, nhớ kỹ các ngươi sẽ đối những. Này Long Tứ Hội người biểu hiện nhiệt tình một ít, ta nghĩ chúng ta Thắng Thiên Hội chu vi khẳng định có mặt khác hai đại bang hội người đang ngó chừng. Chương 410, lẫn nhau nghi kỵ. Ác hổ không có nghe được Diệp Thần Phong căn dặn Thắng Thiên Hội một đám cao tầng sự tình, hắn không có nghĩ đến Diệp Thần Phong hội đơn giản như vậy phóng hắn ly khai. Mở miệng nghi vấn hỏi, ngươi vì sao muốn thả ta đi? Ta là làm ra hứa hẹn không có biện pháp thực hiện, cho nên các ngươi Thắng Thiên Hội lựa chọn sát ta ác hổ, ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Ta Diệp Thần Phong cũng là nói một là một người, nếu ta nói rồi muốn nhượng ngươi đi, như vậy ta như thế nào hội vi phạm ta nói ra? Bất quá, ta tin tưởng rất nhanh ngươi hội xin ta, những ngươi gia nhập vào Thắng Thiên Hội tới. Người cái này người ngược lại cũng miễn cưỡng có thể có tiến nhập kinh thành Thắng Thiên Hội hạch tâm tầng thứ. Diệp Thần Phong phóng ác hổ ly khai tổng cộng có hai cái nguyên nhân, một là, tại Thắng Thiên Hội chu vi khẳng định có kinh thành còn lại hai đại bang hội người đang theo dõi, nếu để cho Thắng Thiên Hội cao tầng nhiệt tình tống ác hổ bọn họ ly khai, ác hổ làm Long Tứ Hội thành viên, với lại tại Long Tứ Hội trung địa vị còn không thấp, như vậy còn lại hai đại bang hội lại hội sản sinh ý tưởng gì? Khẳng định hội cho rằng Thắng Thiên Hội cùng Long Tứ Hội đạt thành nào đó chung nhận thức, nói không chừng đến lúc đó còn lại hai đại bang hội liên hợp lại tướng đầu mâu trước nhắm ngay Long Tứ Hội cũng nói không nhất định, như vậy là có thể thật to suy yếu ba đại bang hội thực lực, sau này Thắng Thiên Hội muốn thống nhất kinh thành cũng giản đơn nhiều. Hai là, Diệp Thần Phong nhìn ra được ác hổ là một cái trọng tình trọng nghĩa người, những như vậy người gia nhập vào Thắng Thiên Hội cũng là một cái chuyện đẹp. Thắng Thiên Hội cao tầng tống ác hổ nhiệt tình ly khai, đến lúc đó còn lại hai đại bang hội khẳng định hội nghi kỵ Long Tứ Hội, mà Long Tứ Hội để bảo đảm bản thân bang hội lợi ích, 100% hội thí xe giữ tướng, cùng đường ác hổ ngoại trừ gia nhập vào Thắng Thiên Hội, còn có còn lại lựa chọn sao? Cho nên Diệp Thần Phong khẳng định cuối cùng ác hổ sẽ chọn gia nhập vào Thắng Thiên Hội. Với lại ác hổ như vậy người có tình nghĩa, thuộc hạ người vậy cũng không biết là Bạch Nhãn Lang.
Đến lúc đó chỉ cần ác hổ gia nhập vào Thắng Thiên Hội, khẳng định có thể mang theo một nhóm lớn Long Tứ Hội thành viên, gia nhập vào Thắng Thiên Hội tới. Người phần ân tình này ta ác hổ nhớ kỹ, ta một ngày nào đó hội tướng phần ân tình này trả lại cho ngươi, bất quá, ta ác hổ chưa bao giờ hội phản bội bản thân bang hội, cho nên ngươi nói sự tình không có thể trở thành thực tế, sau này còn gặp lại. Ác hổ mang theo 20-30 danh thủ hạ hạo hạo đáng đáng chuẩn bị ly khai Thắng Thiên Hội. Hổ ca, Hàn Vĩ đằng một đám Thắng Thiên Hội cao tầng vội vã đi lên tống tống ác hổ, thậm chí đi ra Thắng Thiên Hội hội sở sau, hổ ca ôm một cái ác hổ, sau đó vỗ vỗ ác hổ vai, một bộ phải có nhiều thân mật, thì có nhiều thân mật dáng dấp, nói rằng, chúng ta là đánh nhau xong mới thành bằng hữu. Sau đó có cơ hội lại luận bàn một chút. Ác hổ ngược lại cũng là một cái sảng khoái người, liên tiếp đáp ứng, lần sau ta ác hổ tuyệt đối không hội lại thua ngươi. Hổ ca cùng ác hổ nhiệt tình một phen sau, Hàn Vĩ đẳng một đám Thắng Thiên Hội cao tầng sôi nổi tiến lên cùng ác hổ sáu gần như, hình như là bạn cũ lâu năm, điều này làm cho ác hổ có chút không nghĩ ra được, thế nhưng hắn cũng không có đi cẩn thận miệt mài theo đuổi vấn đề trong đó. Trốn tại Thắng Thiên Hội chu vi chỗ tối người, tướng một màn này nhiệt tình vui vẻ đưa tiến nhìn tại trong mắt, thậm chí có người dùng điện thoại di động tướng cái này phó tràng diện phách thành ảnh chụp. Sau đó một đám sôi nổi vội vàng ly khai. Tại Thắng Thiên Hội một đám cao tầng nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn hoàn ác hổ sau, bọn họ lần thứ hai về tới Thắng Thiên Hội trong phòng hội nghị, Diệp Thần Phong ngồi ở vị trí đầu não thượng. Mười ngón có quy luật gõ lên mặt bàn, nói rằng, ngày hôm nay qua đi. Kinh thành còn lại hai đại bang hội, huyết nhiễm hội cùng vạn nhận hội 8-9/10 hội hoài nghi Long Tứ Hội cùng chúng ta Thắng Thiên Hội có không tầm thường quan hệ. Đối với bọn hắn mà nói Long Tứ Hội càng có uy hiếp, chúng ta Thắng Thiên Hội còn không có ở kinh thành chân chính ló đầu ra tới, cho nên tại trong khoảng thời gian ngắn, ba đại bang hội không thể có thể đối với chúng ta động thủ. Bọn họ hội lẫn nhau nghi kỵ, trong khoảng thời gian này, chúng ta Thắng Thiên Hội phải mau sớm phát triển, đây cũng là ta cho các ngươi tranh thủ được thời gian, ta hy vọng các ngươi đều không để cho ta thất vọng. Huyết nhiễm hội mấy ngày nay vẫn phái người giám thị Thắng Thiên Hội nhất cử nhất động, phụ trách giám thị Thắng Thiên Hội huyết nhiễm hội thành viên, nhìn đến Thắng Thiên Hội cao tầng vui vẻ đưa tiễn ác hổ một màn sau, liền tại trước tiên chạy về huyết nhiễm hội báo cáo chuyện này. Huyết nhiễm hội tổng hội sở trong, huyết nhiễm hội hội trưởng tên là Hách Mậu Ngạn, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, ngồi ở tổng hội sở trong đại sảnh trên ghế salon, nghe trước mặt hai gã huyết nhiễm hội thành viên báo cáo. Hách Mậu Ngạn như có điều suy nghĩ hỏi, hai người các ngươi xác định thấy rõ ràng bị Thắng Thiên Hội một đám cao tầng vui vẻ đưa tiễn đi ra ngoài là Long Tứ Hội ác hổ. Một gã huyết nhiễm hội thành viên chỉnh trọng điểm gật đầu, nói rằng, hội trưởng, ta xác định ta không có nhìn lầm, ta trước đây cùng ác hổ từng có vài lần chi duyên, cho nên ta tuyệt đối không hội nhận lầm người, cái này Long Tứ Hội cùng Thắng Thiên Hội trong lúc đó khẳng định có mở ám. Nếu không Thắng Thiên Hội cao tầng làm sao sẽ nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn ác hổ ly khai. Hách Mậu Ngạn khẽ lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, thấp giọng lẩm bẩm, cái này sẽ là Thắng Thiên Hội quỷ kế ni. Còn là Long Tứ Hội cùng Thắng Thiên Hội thật có quan hệ đặc thù. Xem ra nhất định phải nhượng Long Tứ Hội cho ra một câu trả lời hợp lý, ta muốn vạn nhận hội cũng nên biết chuyện này. Chính như Hách Mậu Ngạn sở liệu. Vạn nhận hội hội trưởng Ân Phi Long đã ở trước tiên nội nhận được tin tức, phụ trách giám thị Thắng Thiên Hội vạn nhận hội thành viên, còn tướng vừa rồi Thắng Thiên Hội hội sở cửa một màn, dùng điện thoại di động phách xuống. Vạn nhận hội tổng hội sở trong, Ân Phi Long là một vị qua tuổi 50 lão nhân, thế nhưng hắn hai sắc bén con ngươi, những người chút nào không dám đưa hắn bỏ qua, bưng lên trước mặt mạo hiểm lượn lờ nhiệt khí chén trà, phóng đến môi biên hơi nhấp một miếng. Nhíu chân mày từ từ thư triển ra. Nhìn trước mặt phụ trách giám thị Thắng Thiên Hội nhất cử nhất động vạn nhận hội thành viên, Ân Phi Long cổ họng trong phát sinh có chút thanh âm khàn khàn, các ngươi đi giúp ta liên lạc một chút huyết nhiễm hội hội trưởng, thì nói ta hẹn hắn tối hôm nay cùng nhau ăn cơm tối. Tốt, hội trưởng, chúng ta cái này đi làm. Đứng tại Ân Phi Long trước mặt vạn nhận hội thành viên một mực cung kính hồi đáp. Tại vạn nhận hội thành viên lui ra ngoài sau, Ân Phi Long tướng chén trà chậm rãi buông xuống, lẩm bẩm, xem ra kinh thành thế lực dưới đất thật muốn không yên ổn, rốt cuộc là Thắng Thiên Hội âm mưu. Còn là Long Tứ Hội dự định phải có đại động tác. Có thể thân là kinh thành ba đại bang hội hội trưởng, bất kể là huyết nhiễm hội Hách Mậu Ngạn,
còn là Vạn Nhận Hội Ân Phi Long đều không phải người bình thường, bọn họ hai cái cơ hồ là nghĩ đến một khối đi. Buổi tối, tại Ân Phi Long cùng Hách Mậu Ngạn cùng nhau ăn cơm tối thời gian, Long Tứ Hội hội trưởng Tiết Thành Lễ biết được mặt khác hai đại bang hội hội trưởng tiến đến cùng nhau ăn cơm tối tin tức. Đồng dạng Tiết Thành Lễ cũng biết ban ngày tại Thắng Thiên Hội hội sở cổng chuyện đã xảy ra, nguyên bản hắn chỉ là muốn nhượng Ác Hổ đi Thắng Thiên Hội thăm dò một chút đường, ai biết đạo phát sinh chuyện như vậy. Cái này Thắng Thiên Hội là hoàn toàn đem bọn họ Long Tứ Hội cấp gài bẫy, điều này làm cho Tiết Thành Lễ tức giận vạn phần. Tiết Thành Lễ là ba đại bang hội hội trưởng trung trẻ tuổi nhất một cái, bây giờ tài 30 nhiều tuổi, Tiết Thành Lễ tại Long Tứ Hội Tổng hội sở trong đại sảnh đi qua đi lại, hắn biết Huyết Nhiễm Hội cùng Vạn Nhận Hội nhất định phải hướng hắn thảo một câu trả lời hợp lý, nếu không cái này hai đại bang hội 100% không hội từ bỏ ý đồ. Bây giờ Tiết Thành Lễ là tướng Thắng Thiên Hội hận đến cái thấu triệt, Tiết Thành Lễ biết nếu muốn giải quyết việc này, chỉ có tướng Ác Hổ cấp hy sinh hết. Thế nhưng Ác Hổ tại Long Tứ Hội chung là một cái trọng tình trọng nghĩa người, nếu như cứ như vậy sát Ác Hổ, khẳng định sẽ làm Long Tứ Hội thành viên khác trái tim băng giá, còn có những kia Ác Hổ quan hệ rất tốt Long Tứ Hội thành viên, đến lúc đó bảo không cho phép bọn họ có thể hay không đứng lên phản kháng, đây cũng không phải là Tiết Thành Lễ muốn thấy kết quả. Cho nên Tiết Thành Lễ nhất định phải muốn một cái sách lược vẹn toàn đi ra, trăm triệu không thể đủ tùy tiện hành sự. Tại Tiết Thành Lễ phiền não chuyện hôm nay nên như thế nào giải quyết thời gian. Kinh thành một nhà tư nhân hội sở phòng trong, Huyết Nhiễm Hội hội trưởng Hách Mậu Ngạn cùng Vạn Nhận Hội hội trưởng Ân Phi Long thống nhất ý kiến, bọn họ hai cái quyết định hôm nay cùng đi một chuyến Long Tứ Hội, nhất định phải để cho Tiết Thành Lễ cho ra một cái hài lòng trả lời thuyết phục, nếu không bọn họ hai đại bang hội không để ý liên hợp lại đối phó Long Tứ Hội. Quả nhiên không ra Diệp Thần Phong sở liệu. Sự tình hôm nay thật đưa tới Huyết Nhiễm Hội cùng Vạn Nhận Hội nghi kỵ, tuy rằng Hách Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long cũng suy đoán cái này là Thắng Thiên Hội âm mưu, nhưng là bọn hắn thà rằng tin cái đó có cũng không tin cái đó không, tại đạo thượng lăn lộn nhiều năm như vậy, bọn họ xử lý sự tình vẫn là tương đối cẩn thận. Chương 411, cấp ta 7 ngày thời gian. Ngày thứ 2, buổi trưa, Kinh Thành Hoàng Gia Hội sở nội. Hoàng gia hội sở tại Kinh Thành thuộc về một nhà đỉnh cấp hội sở, muốn đi vào Hoàng gia hội sở, không riêng gì có tiền tựu đầy đủ, phải còn muốn có thân phận, cho nên có thể bước vào Hoàng gia hội sở khách nhân, hầu như đều là tại Kinh Thành đăng được lên mặt đài đại nhân vật, với lại có thể đi vào Hoàng gia hội sở, cũng là khác tượng trưng một loại thân phận. Hoàng gia hội sở ở vào Kinh Thành một chỗ hoàn cảnh ưu nhã địa phương, tuy rằng địa thế khả năng hơi lệch một ít. Thế nhưng bây giờ người hiện đại theo đuổi không phải là trở về thiên nhiên sao? Hoàng gia hội sở chu vi y sơn bàng thủy, không khí đặc biệt tươi mát, là một cái thả lỏng tâm tình địa phương tốt, đương nhiên hoàng gia hội sở diện tích cũng đặc biệt to lớn, bên trong sở hữu phương tiện đầy đủ mọi thứ, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, hoàng gia hội sở trên cơ bản đều có thể đủ cho ngươi cung cấp. Hoàng gia hội sở mặt tiền của cửa hàng trang hoàng là Âu thức phong cách, cổng có 6 gã bảo an canh chừng. Đương nhiên Hoàng gia hội sở có thuộc về bọn họ an toàn của mình bộ đội, dù sao tới Hoàng gia hội sở tiêu phí người đều cũng có thân phận, cho nên an toàn thi thố nhất định phải làm đến tận khả năng vạn vô nhất thất. Hoàng gia hội sở người bình thường là căn bản lăn lộn không đi vào, nhất định phải cung cấp Hoàng gia hội sở thẻ hội viên. Hoàng gia hội sở thẻ hội viên tổng cộng chia làm vì thẻ bạc cùng thẻ vàng, thẻ bạc là phổ thông hội viên tượng trưng, mà thẻ vàng là tôn quý hội viên tượng trưng. Có người nói từ trước đây đến hiện tại Hoàng gia hội sở phát ra ngoài thẻ vàng tổng cộng tài 10 chương, có thể thấy được Hoàng gia hội sở thẻ vàng là bao nhiêu tôn quý. Hoàng gia hội sở có thể tại Kinh Thành trở thành đỉnh cấp hội sở, cũng là không phải không có lý, Hoàng gia hội sở phía sau lão bản thân phận không đơn giản, nếu không tại Kinh Thành cái này loại nước sâu địa phương. Hoàng gia hội sở căn bản không có cách gì sinh tồn được. Ngày hôm qua Huyết Nhiễm Hội hội trưởng Hách Mậu Ngạn cùng Vạn Nhận Hội hội trưởng Ân Phi Long, hai người bọn họ tại Đạt Thành chung nhận thức sau. Liên hẹn Long Tứ Hội hội trưởng Tiết Thành Lễ ngày hôm nay tại Hoàng gia hội sở gặp mặt, chuẩn bị nhường Tiết Thành Lễ cho hai người bọn hắn đại bang hội một hợp lý thuyết pháp. Hoàng gia hội sở một gian phổ thông ghế lô trong, trên mặt đất cửa hàng mềm mại thủ công ra thật cái mền, đạp lên đặc biệt thoải mái, ghế lô trong bầy biện cũng hết sức xa hoa. Chỉ cần Hoàng gia hội sở một gian phổ thông ghế lô cứ như vậy hoàn mỹ, như vậy Hoàng gia hội sở quý khách ghế lô sẽ là bộ dáng gì nữa?
Ghế lô đích thực ra vào bến trên ghế salon, ngồi ba cái nói năng thận trọng nam nhân. Một gã ăn mặc sườn xám tướng mạo động lòng người nữ phục vụ viên, thuần thục quỳ một chân trên đất bang cái này ba nam nhân ngâm trà. Cái này tên nữ phục vụ viên pha trà tay nghề phi thường tốt, có thể trở thành hoàng gia hội sở nhân viên phục vụ, nếu là không có một ít bản lĩnh khẳng định là không được. Đồng dạng hoàng gia hội sở đãi ngộ cũng đặc biệt cao, tại ở đây làm nhân viên phục vụ, so tại địa phương khác làm nhân viên phục vụ tiền lương cao hơn ra 10 lần tả hữu. Với lại nơi này khách nhân tuyệt đối không hội đối nữ phục vụ viên tái máy tay chân, thứ nhất có thể tiến nhập hoàng gia hội sở khách nhân, thân phận tại kinh thành đều đặc biệt tôn quý, thứ hai hoàng gia hội sở lão bản sau màn thân phận thần bí đặc thù, không người nào dám tại hoàng gia hội sở trong ngang ngược, cho nên những năm gần đây hoàng gia hội sở còn không có ra qua bất luận cái gì nhiễu loạn ni. Cái này tên nữ phục vụ viên phao xong ba bôi hương thơm bốn phía trà sau, ngồi ở trên ghế salon ba gã nam nhân chung. Trẻ tuổi nhất một gã 30 nhiều tuổi nam phất phất tay, nói rằng, ngươi có thể đi ra. Tên nữ phục vụ viên yêu nhã đứng lên, âm sắc ngọt nói rằng, nếu có cái gì phân phó có thể tùy thời gọi. Nói xong, cái này tên nữ phục vụ viên liền thối lui ra khỏi ghế lô trong. Vừa cái này tên nói chuyện nam nhân chính là Long Tứ hội hội trưởng Tiết Thành Lễ, mà ngồi tại bên cạnh hắn hai gã nam nhân theo thứ tự là Huyết Nhiễm hội hội trưởng Hách Mậu Ngạn cùng Vạn Nhận hội trưởng Ân Phi Long. Tiết Thành Lễ hai con ngươi gợn sóng không nén nổi, bưng lên ly trà trước mặt, đặt ở trước lỗ mũi nghe nghe. Sau đó hơi nhấp một miếng, nói rằng, Hách hội trưởng, Ân hội trưởng, ngày hôm nay hai người các ngươi hẹn ta đi ra là vì cái gì sự tình. Hách Mậu Ngạn gặp Tiết Thành Lễ giả vờ ngây ngốc, tức giận hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Tiết hội trưởng, chúng ta tới tìm ngươi là vì cái gì sự tình, ngươi nên trong lòng rất rõ ràng đi. Không nên đem trên đời này người cũng làm thành kẻ ngu si, nếu như ngươi không muốn cho chúng ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục, ta và Ân hội trưởng không để ý liên hợp lại, nhượng ngươi Long Tứ hội từ kinh thành hoàn toàn tiêu thất. Tiết Thành Lễ biến sắc, cầm chén trà bàn tay nắm thật chặt. Trong con người sát ý chợt lóe lên, khóe miệng cười nói, Hách hội trưởng, người cái này là nói cái gì lời nói? Lẽ nào cho là chúng ta Long Tứ hội dễ khi dễ sao sao? Ta Tiết Thành Lễ lớn như vậy còn không có sợ qua ai đó. Tự coi như các ngươi hai đại bang hội liên hợp lại đối phó chúng ta Long Tứ hội, chúng ta Long Tứ hội cuối cùng tuy rằng khẳng định hội từ kinh thành tiêu thất, thế nhưng ta cũng có thể cho các ngươi hai đại bang hội nguyên khí đại thương. Qua tuổi 50 Vạn Nhận hội trưởng Ân Phi Long, khàn khàn hai con ngươi dần dần biến được mạnh mẽ lên, mở miệng nói rằng, Tiết hội trưởng, ngươi cũng không nên quanh co lòng vòng, ngày hôm nay chúng ta chỉ là muốn ngươi cho ra một cái hài lòng trả lời thuyết phục, ngày hôm qua có người nói các ngươi Long Tứ hội ác hổ đi thắng thiên hội. Với lại hình như thắng thiên hội cao tầng cùng các ngươi Long Tứ hội ác hổ quan hệ rất tốt ha. Trước đây thắng thiên hội diệt kinh thành Hồng Hải hội sau. Ba chúng ta đại bang hội trong lúc đó thế nhưng có hiệp nghị, không thể đủ nhượng thắng thiên hội tại kinh thành đặt chân, muốn nhượng thắng thiên hội từ kinh thành tiêu thất, mà các ngươi Long Tứ hội người lại cùng thắng thiên hội quan hệ đặc biệt như vậy, lẽ nào Tiết hội trưởng ngươi không nên cho chúng ta một câu trả lời hợp lý sao? Tiết Thành Lễ tướng chén trà trong tay để xuống, nói rằng, Hách hội trưởng, Ân hội trưởng, hai người các ngươi thật chẳng lẽ cho là chúng ta Long Tứ hội muốn cấu kết thắng thiên hội sao? Thắng thiên hội còn căn bản không vào được ta Tiết Thành Lễ mắt, chúng ta nguyên do hội như thế quan tâm thắng thiên hội, còn điều không phải thiên hải thắng thiên hội tại trong khoảng thời gian ngắn thống nhất thiên hải thế lực dưới đất sự tình sao. Chúng ta sợ kinh thành thắng thiên hội trở thành cái thứ hai thiên hải thắng thiên hội. Bất kể hai người các ngươi tin hay không, ta chỉ là phái ác hổ đi thăm dò một chút thắng thiên hội mà thôi, tịnh không có cái gì khác nghĩ cách, đây hết thảy cũng đều là thắng thiên hội an bài. Chúng ta có thể nghìn vạn không thể đủ chung thắng thiên hội quỷ kế. Làm Huyết Nhiễm hội trưởng Hách Mậu Ngạn cùng Vạn Nhận hội trưởng Ân Phi Long, bọn họ hai cái như thế nào hội không có nghĩ đến loại khả năng này ni. Thì là bọn họ biết có loại khả năng này, bọn họ cũng không muốn phóng qua cơ hội lần này, ba đại bang hội tại kinh thành nguyên bản chính là đối đầu, bây giờ Huyết Nhiễm hội cùng Vạn Nhận hội vừa vặn mượn cơ hội này chèn ép thoáng cái Long Tứ hội, cơ hội như vậy bình thường thế nhưng không thấy nhiều. Tiết hội trưởng, rất nhiều chuyện có thể đều không phải bằng ngươi lời nói của một bên tự có thể giải thích, ta và Ân hội trưởng hôm nay hẹn ngươi tới nơi này, có thể đều không phải tới nghe ngươi nói những. Này đường hoàng lời nói,
Hách Mậu Ngạn hoàn toàn không nể mặt Tiết Thành Lễ. Tiết hội trưởng, ta cho rằng Hách hội trưởng nói không sai, muốn nhượng chúng ta buông đối với ngươi thành kiến, ngươi nhất định phải cầm ra đầy đủ thành ý tới, nếu không hai chúng ta đại bang hội thì là liều cái nguyên khí đại thương, cũng phải cùng các ngươi Long Tứ hội khai chiến. Ân Phi Long nếp uốn bàn tay cầm lên chén trà, nhấp một miếng, nói rằng, trà ngon, quả nhiên là trà ngon. Tiết Thành Lễ biết Hách Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long là quyết tâm đứng tại trên một cái thuyền, Long Tứ hội thực sự không thích hợp cùng cái này hai đại bang hội cứng đối cứng, cưỡng chế trong lòng thịnh nộ, nói rằng, Hách hội trưởng, Ân hội trưởng, cấp ta 7 ngày thời gian, 7 ngày sau ta Tiết Thành Lễ nhất định hội cho các ngươi một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Chuyện cho tới bây giờ Tiết Thành Lễ lại không cái khác lựa chọn, chỉ có hy sinh ác hổ là nhất biện pháp ổn thỏa, thế nhưng muốn hy sinh ác hổ, nhất định phải cấp ác hổ án thượng một cái cũng đủ giết chết tội danh, nếu không sợ rằng tại Long Tứ hội chung không thể đủ phục chúng. Tốt, ta tin tưởng Tiết hội trưởng nhất định có thể nói được thì làm được, ta Hách Mậu Ngạn sẽ chờ thượng 7 ngày thời gian. Hách Mậu Ngạn vừa cười vừa nói. Ân Phi Long cũng điểm gật đầu, nói rằng, Tiết hội trưởng, người có thể nghìn vạn không để cho chúng ta khó xử a. Chúng ta cũng không muốn cùng Long Tứ hội khai chiến, 7 ngày sau ta sẽ chờ ngươi trả lời thuyết phục. Tiết Thành Lễ trên mặt mang dáng tươi cười, trong lòng thịnh nộ nhảy lên tới cực hạn, Hách Mậu Ngạn, Ân Phi Long, hai người các ngươi hôm nay làm sự tình ta Tiết Thành Lễ nhớ kỹ, một ngày nào đó ta muốn nhượng hai người các ngươi hoàn toàn hối hận, các ngươi hiện tại tự tận lực hài lòng đi. Ba đại bang hội hội trưởng tại Hoàng gia hội sở ghế lô trong ổn thỏa hòa ước định tốt sau đó, liền các có chút suy nghĩ lần lượt ly khai, dù sao bọn họ làm hội trưởng, mỗi ngày có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý, huống chi ba người bọn họ có thể đều không phải bằng hữu gì, cũng không cần thiết ngồi chung một chỗ nhàn tán gẫu. Chương 412, đồ đệ tới cửa. Diệp gia trong phòng khách, kinh thành bệnh viện quân khu viện trưởng Đoạn Nam tới cửa tới bái phỏng. Nói như thế nào Đoạn Nam cũng bái Diệp Thần Phong làm thầy, hắn tới bái kiến bái gặp sư phụ của mình cũng là phải, huống chi lần này tới Diệp gia hắn còn có một chuyện khác muốn thương lượng với Diệp Thần Phong. Diệp Trấn Hồng, Đoạn Nam cùng Diệp Thần Phong phân biệt ngồi ở Diệp gia trên ghế salon, Diệp Trấn Hồng mở miệng hỏi, lão Nam, ngươi ngày hôm nay thế nào có thời gian tới Diệp gia xem ta? Ngươi cái này lão đầu cả ngày trầm mê cho y thuật chung, ta xem ngươi là vô sự không lên điện tam bảo đi. Trấn Hồng, ngươi lời nói này nhiều khó khăn nghe, ta giàu gì cũng là Thần Phong đồ đệ, làm đồ đệ tới Vân An sư phụ có cái gì kỳ quái. Đoạn Nam nghiêm trang nói, khuôn mặt tịnh không có chút nào vẻ lúng túng. Lão Nam, ngươi cái này đều không phải quấy rối sao? Ngươi cùng ta là ngang hàng thân phận, lần trước Thần Phong cũng là thuận miệng như thế nhất đáp ứng, ngươi còn tưởng thật. Sau đó nếu như ngươi muốn thỉnh giáo Thần Phong y thuật tự cứ việc thỉnh giáo tốt. Cái này thầy trò danh phận sợ rằng thì không cần đi. Diệp Trấn Hồng cùng Đoạn Nam là nhiều năm lão hữu, hắn ngược lại cũng không hy vọng nhìn đến Đoạn Nam xấu hổ. Nhưng mà, Đoạn Nam cái này lão đầu trong lòng kia có một chút lúng túng tâm tình. Tương phản hắn cho là mình có thể trở thành Diệp Thần Phong đồ đệ, là một loại đặc biệt to lớn quang vinh, thử hỏi một chút cái này trên thế giới có ai y thuật so Diệp Thần Phong càng tốt. Dù sao Đoạn Nam là chưa từng thấy. Diệp Thần Phong y thuật xuất thần nhập hóa, làm hắn Đoạn Nam sư phụ là dư giả. Đoạn Nam vẻ mặt nghiêm túc nói, Trấn Hồng, ngươi lời này có thể tự nói sai rồi, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Thần Phong lần trước cấp ta sửa sang lại phần y học tư liệu, quả thực là đối với ta quá hữu dụng. Nếu Thần Phong đã truyền thụ ta y thuật, như vậy ta Đoạn Nam thì như thế nào có thể làm nhất chỉ bạch nhãn lang? Thần Phong vĩnh viễn đều là ta Đoạn Nam sư phụ. Ngược lại. Đoạn Nam tướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói rằng, sư phụ, sau đó còn thỉnh ngài nhiều hơn tại y thuật phương diện chỉ điểm một chút đồ đệ ta nhất định cùng sư phụ ngài cần phải học hỏi nhiều hơn. Diệp Thần Phong nhìn đến Đoạn Nam cái này lão đầu đối với hắn rất cung kính dáng dấp, tả một câu sư phụ, hiếu một câu sư phụ, trong lòng thật là có một ít không được tự nhiên, thuận miệng nói rằng, hay là nghe ra ra ta đi. Ngươi cũng không cần gọi sư phụ ta. Sau đó có chỗ nào ta có thể chỉ điểm ngươi, ta không hội tư tàng. Đoạn Nam vẻ mặt kích động bác bỏ đạo, sư phụ, vậy làm sao có thể được ni? Ta Đoạn Nam đời này tại y thuật thượng còn không có bội phục qua người nào, thẳng đến gặp được sư phụ ngài, ta mới biết cái gì gọi là học hải vô nhai, cái gì gọi là thần y chân chính,
dù sao ta Đoạn Nam là nhận định ngài người sư phụ này. Đoạn Nam cái này lão đầu không nghe theo không buông tha dáng dấp. Nhìn được Diệp Trấn Hồng khuôn mặt cơ thể một trận rút ra, thở dài một hơi nói rằng, Thần Phong, lão Nam là cái tính bướng bỉnh, hắn quyết định sự tình 10 con bò đều kéo không trở lại, xem ra ngươi người sư phụ này là đương định, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tự nhận tên đồ đệ này đi. Sư phụ, Trấn Hồng nói rất đúng a. Sau đó sư phụ ngài nếu có cái gì dùng được chỗ của ta, ta Đoạn Nam tuyệt đối là nghĩa bất dung từ. Đoạn Nam lời thề son sắt bảo đảm nói. Cái này bối phận quan hệ thật là có một ít rối loạn, Đoạn Nam cùng Diệp Trấn Hồng ngang hàng, Đoạn Nam xưng hô Diệp Trấn Hồng vì Trấn Hồng. Mà Diệp Thần Phong là Diệp Trấn Hồng tôn tử, xưng hô Diệp Trấn Hồng là một thanh gia gia. Cuối cùng Đoạn Nam là Diệp Thần Phong đồ đệ, lại muốn xưng hô một tiếng Diệp Thần Phong sư phụ, trong này quan hệ thật đúng là đủ phức tạp. Tốt, lão Nam, người nói một chút hôm nay tới Diệp gia là vì cái gì sự tình đi. Ta có thể sẽ không cho là ngươi chỉ là đến xem Thần Phong người sư phụ này, ngươi có chuyện thì nói mau. Diệp Trấn Hồng vẫn là tương đối lý giải Đoạn Nam cái này lão hữu. Đoạn Nam hắc hắc cười, nói rằng, quả nhiên chuyện gì đều không gạt được Trấn Hồng ngươi a. Kỳ thực ngày hôm nay ta là tới. Đoạn Nam tướng đại khái sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, nguyên lai hậu thiên tại Kinh Thành muốn tổ chức một hồi quốc tế y học giao lưu thi đấu. Đoạn Nam muốn thỉnh Diệp Thần Phong đi quan sát, nếu như Diệp Thần Phong có thể xuất thủ tự không thể tốt hơn. Quốc tế y học giao lưu thi đấu tại toàn thế giới đều thị phi thường nổi danh, mỗi 10 năm tổ chức một lần, mỗi một lần tổ chức quốc gia đều bất đồng, mà lần này tổ chức địa điểm là tại Hoa Hạ Quốc Kinh Thành. Đến lúc đó hội có rất nhiều quốc tế thượng y học quyền uy tới tham gia, bọn họ đều là đại biểu cho quốc gia mình y học giới mặt. Lần này đến đây tham gia giao lưu thi đấu quốc gia có M quốc cùng đảo quốc, mỗi một lần quốc tế y học giao lưu thi đấu, đều chỉ có thể có 3 quốc gia y học quyền uy tham gia, lần này bị bình chọn đi ra ngoài theo thứ tự là Hoa Hạ quốc, M quốc cùng đảo quốc, còn lại quốc gia y học quyền uy đến lúc đó cũng sẽ tới Kinh Thành đến đây tham quan học tập lần này quốc tế y học giao lưu thi đấu. Dù sao toàn thế giới có nhiều như vậy quốc gia. Nếu như mỗi quốc gia y học quyền uy đều muốn tham gia quốc tế y học giao lưu thi đấu, như vậy y học giao lưu thi đấu muốn tỉ thí đến ngày tháng năm nào, đây căn bản là một cái không thực tế sự tình. Nghe xong Đoạn Nam một phen tự thuật sau, Diệp Thần Phong mở miệng nói, cái này quốc tế y học giao lưu thi đấu ta không có hứng thú tham gia, bất quá, đến lúc đó cùng đi với ngươi quan sát đảo còn là có thể. Đoạn Nam trước đó đã sớm đoán được Diệp Thần Phong sẽ làm ra quyết định như vậy. Khuôn mặt không có chút nào thần sắc thất vọng, hắn chỉ cần Diệp Thần Phong đồng ý đáp ứng đi quan sát lần này y học giao lưu thi đấu thì tốt rồi, bởi vì này thứ y học giao lưu thi đấu tổ chức thời gian kỳ hạn 2 ngày, tại 2 ngày này trong thời gian Đoạn Nam là có thể thật tốt hướng Diệp Thần Phong thỉnh giáo một chút y học tri thức. Sư phụ, ngài đáp ứng đi tham quan học tập lần này y học giao lưu so tài. Đây quả thực là thật tốt quá, đáng tiếc sư phụ ngài không muốn xuất thủ a. Nếu là sư phụ ngài xuất thủ, lần này quốc tế y học giao lưu thi đấu đệ nhất danh nhất định là thuộc về chúng ta Hoa Hạ quốc. Đoạn Nam cái này lão đầu vừa cười vừa nói. Lão Nam, người cũng không nên làm khó Thần Phong y thuật cao siêu sự tình tại Kinh Thành còn không có chuyển ra tới. Nếu như Thần Phong tham gia lần này quốc tế y học giao lưu thi đấu, khẳng định hội đưa hắn thôi đến Kinh Thành, thậm chí toàn quốc nơi đầu sóng ngọn gió đi lên, cái này loại danh tiếng không ra cũng được. Lão Nam ngươi đều không phải vẫn cho rằng bản thân y thuật siêu quần sao? Dùng năng lực của ngươi muốn chiến thắng M quốc cùng đảo quốc y học quyền uy hẳn không phải là một cái việc khó gì đi. Diệp Trấn Hồng nhìn Đoạn Nam nói rằng. Ta thế nào khó xử Thần Phong? Trấn Hồng, ngươi có thể không nên nói chuyện lung tung, Thần Phong là ta Đoạn Nam sư phụ, từ xưa đến nay chỉ có sư phụ khó xử đồ đệ phần, nào có đồ đệ đi khó xử sư phụ. Cái này là đại nghịch bất đạo sự tình. Ta Đoạn Nam có thể làm không được, nếu như sư phụ không muốn đi tham quan học tập lần này quốc tế y học giao lưu thi đấu, ta Đoạn Nam cũng tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Đoạn Nam đặc biệt nghiêm túc nói. Lão Nam, người cái này lão đầu thật đúng là cùng ta tích cực. Nếu Thần Phong đáp ứng người đi quan sát lần này y học giao lưu thi đấu, như vậy ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, theo lý mà nói người hô Thần Phong một tiếng sư phụ, nên hô ta một tiếng cái gì ni. Ta cái này bối phận tại trước mặt ngươi cũng lớn đi. Diệp Trấn Hồng nói đùa nói rằng.
Trấn Hồng, sư phụ ta là sư phụ ta, ngươi là ngươi, ngươi thiếu chiếm ta tiện nghi, nếu như y thuật của ngươi so sư phụ ta còn lợi hại hơn, ta cũng không phải chú ý nhượng ngươi làm trưởng bối của ta. Đoạn Nam Nguyên bản chính là một cái cao ngạo lão nhân, nguyên do hội như thế thấp kém làm Diệp Thần Phong đồ đệ, hoàn toàn là Diệp Thần Phong bày ra y thuật nhượng hắn thật sâu thuyết phục. Tốt, không có chuyện gì đi, đảng quốc tế y học giao lưu thi đấu cử hành thời gian, ngươi lại tới đón ta đi. Ta hiện tại có sự tình phải đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thần Phong đứng lên hướng phòng khách đi ra ngoài. Đoạn Nam nhìn Diệp Thần Phong rời đi hình bóng, cảm thán nói, Trấn Hồng, người biết người đời này nhất có thành tựu sự tình là cái gì không? Chính là ngươi có Thần Phong như thế một cái nổi tiếng tôn tử, thật là làm cho ta rất hâm mộ a. Lão Nam, ta cũng không có nghĩ đến Thần Phong hội trưởng thành đến bước này, liền ngươi quật cường như vậy lão nhân đều dày ra mặt lại Thần Phong vi sư, xem ra sau này Diệp gia giao cho Thần Phong tay thượng sau, khẳng định có thể nâng cao một bước. Diệp Trấn Hồng tương đương vui mừng cảm thán nói. Trấn Hồng, ta khó có được tới một lần các ngươi Diệp gia, nếu không hai chúng ta uống vài chén. Ta và ngươi thế nhưng đã lâu không có cùng một chỗ uống qua rượu, vì ngươi có cái tốt như vậy tôn tử, cho ta có cái tốt như vậy sư phụ, hai chúng ta cũng có thể muốn ăn mừng một trận a. Đoạn Nam tâm tình không tệ nói rằng. Tốt, uống rượu tự uống rượu, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Chớ quên trước đây ngươi cùng ta lúc uống rượu, cuối cùng là ai chui vào dưới đáy bàn đi. Chỉ ngươi cái này điểm tử lượng, ở trước mặt ta thật đúng là thiếu nhìn. Diệp Trấn Hồng cười ha hả nói. Chương 413, cái này là ngươi thái sư tổ. Gió đêm từ từ, trong trời đêm treo một vòng sáng tỏ minh nguyệt, màu ngân bạch ánh trăng như nước chảy từ trên bầu trời chút xuống xuống. Hôm nay chính là 10 năm một lần quốc tế y học giao lưu đại tái. Bệnh viện quân khu viện trưởng Đoàn Nam không kịp chờ đợi nhượng tài xế tới Diệp gia, chuẩn bị tướng Diệp Thần Phong nhận đến chỉ định dừng chân địa điểm đi, cũng tiết kiệm hôm nay vội vàng chạy tới, là tối trọng yếu là Đoàn Nam cái này lão đầu muốn cùng Diệp Thần Phong vị sư phụ này nhiều chung sống, hay nhất có thể từ trên người Diệp Thần Phong nhiều học được một ít đồ đạc. Đoàn Nam tại bệnh viện quân khu trong đến lúc có sự tình phải xử lý, cho nên mới nhượng tài xế tới trước nhận Diệp Thần Phong. Đoàn Nam tài xế nhận đến Diệp Thần Phong sau, liền lái xe đi tới Đoàn gia trong biệt thự. Tài xế là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, có lẽ là biết Đoàn Nam rất coi trọng Diệp Thần Phong, chủ động xuống xe cấp Diệp Thần Phong khai cửa xe, rất cung kính nói rằng, Diệp tiên sinh, đoàn viện trưởng nói trước hết để cho ngài đến biệt thự trong đại sảnh đi ngồi nhất hội, hắn rất nhanh thì hội từ bệnh viện quân khu chạy về. Đến lúc đó hắn lại mang ngài cùng đi lần này quốc tế y học giao lưu thi đấu dừng chân địa phương. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, hướng Đoàn gia biệt thự đại sảnh đi, lần này hắn nguyên do đáp ứng Đoàn Nam đi quan sát quốc tế y học đại tái, hoàn toàn là nhìn tại Đoàn Nam gọi hắn là sư phụ phân thượng, nhượng hắn không tiện cự tuyệt Đoàn Nam thỉnh cầu, còn nữa Đoàn Nam nói như thế nào cũng cùng Diệp lão gia tử có chút giao tình. Nếu không Diệp Thần Phong nào có ở không đi tham quan học tập cái gì chó má quốc tế y học giao lưu đại tái. Bằng vào y thuật của hắn cái này trên thế giới cơ hồ là không có bệnh gì là không trị được. Cầm Diệp Thần Phong cùng này quốc tế y học quyền uy so sánh, nếu như nói Diệp Thần Phong là thần y lời nói. Này cái gọi là quốc tế y học quyền uy, tại Diệp Thần Phong trong mắt đỉnh phá thiên cũng chỉ là học đồ mà thôi. Cho nên cái này loại quốc tế y học giao lưu đại tái đối với Diệp Thần Phong mà nói, căn bản không có một chút tham quan học tập giá trị. Đoàn gia trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ba nam hai nữ ở trong đại sảnh trò chuyện lửa nóng, cái này ba nam hai nữ tuổi tác lớn ước đều tại 23-24 tuổi, trong đó một thanh niên lớn lên đặc biệt tuấn tú, khóe miệng từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt nụ cười tự tin, mặt khác hai cái thanh niên cùng hai nữ sinh xung quanh tuấn tú thanh niên. Xem ra cái này tên tuấn tú thanh niên chắc là năm người này chi trung nhân vật trọng yếu. Cái này tên tuấn tú thanh niên tên là Đoàn Thiên Thủy. Là Đoàn Nam cháu trai ruột, là kinh thành y khoa sinh viên đại học, xung quanh hắn hai gã thanh niên cùng hai tên nữ sinh là bạn học của hắn. Lần này Đoàn Thiên Thủy từ gia gia hắn Đoàn Nam miệng trung nghe nói quốc tế y học giao lưu cuộc tranh tài sự tình, liền xin gia gia của hắn Đoàn Nam dẫn hắn đi khai mở nhãn giới. Đoàn Thiên Thủy tại một lần trong lúc vô tình đối bạn học của hắn tiết lộ chuyện này, kết quả là bạn học của hắn thỉnh cầu Đoàn Thiên Thủy cũng dẫn bọn hắn đi xem một chút, cuối cùng tại Đoàn Thiên Thủy nỗ lực hạ. Gia gia của hắn Đoàn Nam cuối cùng đáp ứng chuyện này.
hai gã thanh niên trung, một gã mang kính mắt, có vẻ như rất nhã nhặn người là Phương Tuấn Đạt, một gã khác cao cao gầy teo thanh niên tên là Vương Kỳ Chính, cái này hai người là cùng Đoàn Thiên Thụy đồng nhất cái túc xá bạn cùng phòng, coi như là Đoàn Thiên Thụy tại đại học chung bạn tốt. Hai tên nữ sinh chung, một gã ăn mặc bạch sắc váy liền áo. Tướng mạo thanh thuần nữ sinh là Giang Vũ Mộng, một gã khác ăn mặc tương đối kình bạo, khuôn mặt vẻ nhàn nhạt yên huân trang nữ sinh gọi Dịch Tư Dĩnh. Cái này hai tên nữ sinh có thể nói là hai cái cực đoan, người trước vừa nhìn chính là một cái cô gái ngoan ngoãn, sau vừa nhìn chính là mạnh mẽ nữ. Hai nàng này cũng là Đoàn Thiên Thụy bạn học, bình thường cùng Đoàn Thiên Thụy quan hệ không tệ. Bình thường tại trong đại học Đoàn Thiên Thụy có thuộc về mình vòng tròn. Cái này hai trai hai gái là hắn trong vòng tương đối xông ra chính là nhân vật, cũng là cùng hắn quan hệ tốt nhất, nếu không Đoàn Thiên Thụy cũng sẽ không xin ra gia của hắn Đoàn Nam, dẫn bọn hắn bốn người này đi quốc tế y học giao lưu đại tái khai mở nhãn giới. Đợi một lát các ngươi nhìn thấy ta gia gia nhất định muốn quy củ một ít, ta nghe gia gia nói lúc này sư phụ của hắn cũng phải cùng chúng ta cùng đi quốc tế y học giao lưu đại tái, ta lớn như vậy vẫn chưa nghe nói qua gia gia ta có cái gì sư phụ ni. Có thể trở thành gia gia ta sư phụ người, y thuật nhất định là đặc biệt cao siêu, ta nghĩ ta gia gia sư phụ tuổi tác cũng có thể có ít nhất 80-90 tuổi, cho nên bốn người các ngươi cũng không nên tưởng bình thường như vậy. Đoàn Thiên Thụy nói thật, Đoàn Nam tuy rằng nói cho Đoàn Thiên Thụy, sư phụ hắn cũng muốn đi tham quan học tập quốc tế y học giao lưu thi đấu, thế nhưng Đoàn Nam tịnh không có nói cho Đoàn Thiên Thụy, sư phụ của hắn thân phận cùng với tuổi tác. Cho nên Đoàn Thiên Thụy tự nhiên mà vậy cho rằng có thể trở thành gia gia hắn sư phụ người, tại y học giới nhất định là đức cao vọng trọng, phàm là đức cao vọng trọng người tuổi tác vậy cũng không hội tiểu. Thiên Thụy, người để lại 100 tâm, lần này có thể đi quốc tế y học giao lưu đại tái kiến thức một chút, đối với chúng ta tương lai khẳng định có tác dụng không nhỏ, gia gia ngươi là kinh thành bệnh viện quân khu viện trưởng, còn có gia gia ngươi sư phụ nhất định là càng nhân vật lợi hại. Chúng ta lần này nhất định hội quy củ, thuận tiện hướng gia gia ngươi cùng gia gia ngươi sư phụ thỉnh giáo một chút y học tri thức. Mang kính mắt Phương Tuấn Đạt vừa cười vừa nói. Thiên Thụy, chúng ta sẽ không cho gia gia ngươi thêm phiền, ta có rất nhiều y thuật thượng sự tình muốn thỉnh giáo gia gia của ngươi ni. Tướng Mạo Thanh Thuần Giang Vũ Mộng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nhìn Đoàn Thiên Thụy nói rằng. Vũ Mộng, ngươi cũng đừng lại trước mặt chúng ta ngụy trang, ngươi đều không phải đã sớm thích Đoàn Thiên Thụy sao? Lúc này ngươi thế nhưng có thể nhìn thấy tương lai của ngươi ra ra, tâm tình là điều không phải rất khẩn trương. Khuôn mặt vẻ nhàn nhạt yên huân trang Dịch Tư Dĩnh tùy tiện trêu đùa. Tư Dĩnh, ngươi nói cái gì đó? Ngươi lại nói bậy, ta không để ý tới ngươi. Giang Vũ Mộng đôi má đỏ bừng một mảnh. Dịch Tư Dĩnh có thể nói không sai, Vũ Mộng, ngươi thích Thiên Thụy sự tình tại chúng ta trong vòng có thể điều không phải bí mật gì. Cao cao gầy teo Vương Kỳ Chính cũng mở miệng trêu đùa. Đoàn Thiên Thụy nhìn đến Giang Vũ Mộng thẹn thùng nhưng lại, nụ cười trên mặt càng thịnh vượng, nói rằng tốt, các ngươi không nên pha trò Vũ Mộng ra mặt có thể không có các ngươi đám người này dày. Diệp Thần Phong đi vào Đoàn gia đại sảnh thời gian, Đoàn Thiên Thụy đẳng người chính trò chuyện hăng say, đột nhiên đến Diệp Thần Phong đưa tới trong đại sảnh ánh mắt mọi người, Đoàn Thiên Thụy quan sát một lần Diệp Thần Phong sau, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Diệp Thần Phong thuận miệng hồi đáp. Là Đoàn Nam để cho ta tới ở đây đẳng hắn cùng đi quốc tế y học giao lưu đại tái dừng chân địa phương. Đoàn Thiên Thụy sắc mặt lạnh xuống, hắn thấy thế nào Diệp Thần Phong cũng mới 20 nhiều tuổi người, lại dám gọi thẳng ra ra hắn tục danh. Hắn theo bản năng đem Diệp Thần Phong phân loại đến, bị ra ra hắn thưởng thức người tuổi trẻ trong hàng ngũ, nếu không ra ra của hắn làm sao sẽ muốn dẫn trước mặt người thanh niên này đi tham quan học tập quốc tế y học giao lưu đại tái ni. Ngươi là kinh thành đại học y khoa, còn là kinh thành bệnh viện nào trong bác sĩ? Làm người không thể đủ quá cuồng ngạo, gia gia ta có thể dẫn ngươi đi tham quan học tập lần này quốc tế y học giao lưu đại tái, là ngươi đời trước đã tu luyện có phúc, ngươi thân là gia gia ta vãn bối, gọi thẳng gia gia ta tục danh, ngươi nói có đúng hay không quá vô lý một ít. Đoàn Thiên Thụy hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong hỏi. Bây giờ Đoàn Nam mặt dày mày dạn muốn làm Diệp Thần Phong đồ đệ. Đoàn Nam mỗi lần nhìn thấy Diệp Thần Phong cũng là một hơi một tiếng sư phụ, Diệp Thần Phong không trực tiếp xưng hô Đoàn Nam tục danh, chẳng lẽ còn muốn kêu một tiếng Đoàn Nam vì Đoàn gia gia đó sao? Như vậy chẳng phải là đều lộn xộn, Đoàn Nam xưng hô Diệp Thần Phong sư phụ,
mà Diệp Thần Phong lại muốn xưng hô Đoàn Nam vì Đoàn Gia Gia. Còn nữa, dùng Đoàn Nam tính tình quật cường, tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Thần Phong gọi hắn là Đoàn Gia Gia, bởi vì ở trong lòng hắn mặt sớm nhận định Diệp Thần Phong người sư phụ này. Ngươi là Đoàn Nam tôn tử, ta gọi thẳng Gia Gia ngươi tục danh, chỉ sợ ngươi Gia Gia không hội có ý kiến gì, nếu như ngươi không tin, đãi hội mình có thể đi hỏi Gia Gia ngươi. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng, Đoàn Thiên Thụy mặt tuấn tiếu bàng càng khó coi, mạnh mẽ nữ sinh Dịch Tư Dĩnh khoa trước hai bước, chỉ vào Diệp Thần Phong quát dẹp đường, tiểu tử, ta xem ngươi lớn lên tế bị nộn nhục, nếu như không muốn bị lão nương đá bể hai ngươi khỏa đản lời nói, ngươi hay nhất cấp ta xưng hô Đoàn viện trưởng vì Đoàn Gia Gia. Dịch Tư Dĩnh tính tình thật đúng là đủ nóng này, quả thực so nam nhân còn muốn nam nhân, thật không nghĩ ra nữ nhân như vậy làm sao sẽ đi ghi danh kinh thành đại học y khoa. Một bên Phương Tuấn Đạt cùng Vương Kỳ Chính vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn Diệp Thần Phong, bọn họ hai cái bình thường thế nhưng bình thường lĩnh giáo Dịch Tư Dĩnh bạo lực, cho nên theo bọn họ trước mặt cái này vị trắng nõn thanh niên, nếu như không nghe Dịch Tư Dĩnh lời nói, thì là không bị đá bể hai khỏa đàn, cũng cần phải cũng bị Dịch Tư Dĩnh té chổng bốn chân lên trời. Ngươi hay là nghe Tư Dĩnh đi, Tư Dĩnh luyện qua 5 năm quyền đạo, không nên nhường Tư Dĩnh thật đối với ngươi động thủ. Cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng đỏ mặt thấp giọng nhắc nhở Diệp Thần Phong. Chương 414, cái này là ngươi thái sư tổ. Diệp Thần Phong không cho là đúng trực tiếp đi tới đại sảnh trước ghế salon ngồi xuống. Hắn có thể đáp ứng cùng Đoàn Nam đi quan sát quốc tế y học giao lưu đại tái, đã là cho đủ Đoàn Nam tên đồ đệ này mặt mũi, hắn có thể không có hứng thú cùng Đoàn Thiên Thụy nhóm mấy người này tán gẫu. Diệp Thần Phong cái này loại không nhìn hành động, những Đoàn Thiên Thụy đám người sắc mặt chướng đến đỏ bừng, bọn họ 5 người là kinh thành đại học y khoa trung nhân vật phong vân, bình thường cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm người nhìn đến bọn họ, có người nào đều không phải đi lên nịnh nọt. Mà trước mặt cái này không biết từ nơi nào bốc lên đi ra tiểu tử, nhưng căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Điều này làm cho thời gian qua tâm cao khí ngạo bọn họ làm sao có thể chịu được, nhất là Đoàn Thiên Thụy, nơi này chính là Đoàn gia biệt thự, hắn sao có thể đủ nuốt được khẩu khí này. Ta xem ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, gia gia ta có thể dẫn ngươi đi quốc tế y học giao lưu đại tái, ngươi không những không cảm kích, còn ở nơi này đặt ra cái này phó tư thái. Ngươi cho là mình là ai? Đợi một lát ta nhất định nhượng Gia Gia không nên mang ngươi cái này loại hung hăng càn quấy người đi quốc tế y học giao lưu đại tái, thức thời hiện tại lập tức cút cho ta ra Đoàn gia, tiết kiệm bản thân tự tìm phiền phức. Đoàn Thiên Thụy ninh chân mày quát dẹp đường. Thiên Thụy, tiểu tử này tự giao cho lão nương ta xử lý, ta xem hắn trắng nõn, lão nương ta tuyệt đối có thể cho hắn thoải mái ngất trời. Dịch Tư Dĩnh chuyển động bắt tay vào làm cổ tay. Khóe miệng phác họa ra một vòng không có hảo ý dáng tươi cười, hướng ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần Phong đi tới, chợt vươn tay, muốn níu lại Diệp Thần Phong cổ áo, tướng Diệp Thần Phong từ trên ghế salon kéo lên. Ai biết đạo, ngay Dịch Tư Dĩnh nhanh tay muốn níu lại Diệp Thần Phong cổ áo thời gian, Diệp Thần Phong động, tốc độ cực nhanh cầm Dịch Tư Dĩnh thủ đoạn. Nhẹ nhàng lôi kéo, Dịch Tư Dĩnh dưới chân bước chân một cái không có đứng vững. Nàng cả người nhất thời đầu nhập vào Diệp Thần Phong trong ngực. Dịch Tư Dĩnh cái này cay cú nha đầu trên dưới mặc chính là quần áo bó sát người, trước ngực hai ngọn núi bị sông mạnh lộ vẻ cực kỳ mê người, hai ngọn núi nặng nề đụng vào Diệp Thần Phong trên ngực. Tại Dịch Tư Dĩnh thân thể đầu nhập Diệp Thần Phong ôm ấp thời gian, Diệp Thần Phong hai tay tướng Dịch Tư Dĩnh cấp chế trụ, có thể dùng Dịch Tư Dĩnh tại trong ngực của hắn không thể động đậy. Dịch Tư Dĩnh là vừa thẹn vừa giận. Bề ngoài của nàng tuy rằng ăn mặc đặc biệt kình bạo, thế nhưng mấy năm nay không có bất kỳ một cái nào nam nhân như thế cùng nàng tiếp xúc thân mật qua. Từ trước phàm là nỗ lực muốn chiếm nàng tiện nghi người, kết quả sau cùng đều bị nàng cấp suất được chồng vó. Dịch Tư Dĩnh tại Diệp Thần Phong trong ngực không ngừng giãy giụa, cổ họng trong quát dẹp đường, ngươi cái tiểu bạch kiểm, mau buông, nếu không lão nương cùng ngươi không để yên, lão nương ta nhất định muốn đá bể ngươi hai khỏa đàn. Một bên Đoàn Thiên Thụy, Phương Tuấn Đạt, Vương Kỳ Chính cùng Giang Vũ Mộng, vốn cho là Diệp Thần Phong khẳng định chỉ có bị Dịch Tư Dĩnh giáo huấn phần. Dịch Tư Dĩnh vũ lực trị, bọn họ những người bạn này thì phi thường rõ ràng, ai biết đạo cuối cùng Dịch Tư Dĩnh không những không hề động Diệp Thần Phong một sợi tóc, cuối cùng tương phản bị Diệp Thần Phong cấp trị phục. Dịch Tư Dĩnh gặp Diệp Thần Phong căn bản không để ý tới nàng,
một đôi trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một ít giảo hoạt quang mang, mở nàng miệng. Nhắm ngay Diệp Thần Phong vai hung hăng một hơi cắn, trong lòng căm giận thầm nghĩ, ngày hôm nay lão nương nếu là không cắn hạ ngươi một miếng thịt tới, lão nương ta liền theo họ ngươi. Diệp Thần Phong đầu vai ăn một lần đau nhức, trong lòng cũng bốc lên ra hỏa tới, nguyên bản hắn chỉ là muốn tùy tiện giáo huấn một chút cái này bạo lực nữ dịch Tư Dĩnh. Lập tức giơ bàn tay lên, ba, một tiếng, nặng nề phách đánh vào dịch Tư Dĩnh cái mông thượng, bởi dịch Tư Dĩnh nửa người dưới ăn mặc bó sát người khố, một tát này phách đi lên xúc cảm thực tại nhượng người dư vị vô cùng. Mông thượng một trận lại ngứa lại tê đau đớn, nhượng dịch Tư Dĩnh cổ họng trong nhìn không được phát sinh cảm thấy khó xử thanh âm, cắn Diệp Thần Phong vai hàm răng cũng nới lỏng khai tới, trên gương mặt là một mảnh đỏ bừng, tim đập chợt tăng nhanh không ít. Người nói người tốt nhất một người nữ sinh, khiến cho bạo lực như vậy làm gì? Khuôn mặt họa thành cái quỷ dường như, ngày hôm nay ta tự thế cha mẹ của ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Ba, 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 Diệp Thần Phong không chút do dự giơ bàn tay lên lần lượt phách đánh vào dịch Tư Dĩnh mông thượng, kỳ thực dịch Tư Dĩnh khuôn mặt vẻ nhàn nhạt yên huân trang rất có mùi vị. Người cấp ta lập tức dừng tay, nếu không chúng ta cần phải cùng nơi động thủ. Tỉnh hồn lại Đoàn Thiên Thụy hướng về phía Diệp Thần Phong giận dữ hét, nơi này chính là hắn Đoàn gia, hắn sao có thể đủ nhìn Diệp Thần Phong như thế làm càn đi xuống. Nghe được Đoàn Thiên Thụy nói như vậy, Phương Tuấn Đạt cùng Vương Kỳ Chính vội vã khoa trước vài bước, nắm tay sôi nổi nắm chặt, chỉ cần Đoàn Thiên Thụy vừa nói, bọn họ hai cái hội lập tức xông lên. Đoàn Thiên Thụy dù sao cũng là Đoàn Nam tôn tử, Diệp Thần Phong trái lại cũng phải cấp Đoàn Nam tên đồ đệ này một ít thể diện. Lại nói dịch Tư Dĩnh cái này mạnh mẽ nha đầu, cũng giáo huấn được rồi, Diệp Thần Phong buông lỏng ra dịch Tư Dĩnh, nhưng mà dịch Tư Dĩnh ghé vào Diệp Thần Phong trong lòng vẫn không nhúc nhích, Diệp Thần Phong trêu ghẹo nói, thế nào? Vội vàng đứng lên đi, lẽ nào ngươi còn mê luyến thượng ta ôm ấp? Dịch Tư Dĩnh nổi giận hận không thể miệng nhất định Diệp Thần Phong, mông thượng liên tục bị Diệp Thần Phong phát, trong thân thể sinh ra một loại cảm giác khác thường, để cho nàng toàn thân không làm gì được. Chăm chú cắn hàm răng, nhất phút sau, nàng tài lung lay lắc lư từ Diệp Thần Phong trong lòng đứng lên, vừa định muốn nhấc chân đạp hướng Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong liền mở miệng, nếu như ngươi không muốn lại đánh đòn lời nói, hay nhất cấp ta thành thật một chút. Dịch Tư Dĩnh ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thu chân về, đi tới Đoàn Thiên Thụy bọn họ bên cạnh, nói rằng, Đoàn Thiên Thụy, nơi này là các ngươi Đoàn gia, ngươi nhất định muốn cấp lão nương ta ra khẩu khí này. Đoàn Thiên Thụy sắc mặt thiết thanh, hướng về phía Diệp Thần Phong nói rằng, ta không biết ra ra ta thưởng thức người kia nhất phương diện. Bất quá, đợi một lát đằng ra ra ta trở về, ta sẽ nhường ngươi không có cách gì tại kinh thành y học giới đặt chân. Nam nhân hay nhất không nên đơn giản lập hạ hứa hẹn, đến lúc đó mình làm không đến chẳng phải là rất mất mặt. Cái này là rất không sáng suốt cách làm. Diệp Thần Phong đối với Đoàn Thiên Thụy uy hiếp thờ ơ. Tiểu tử. Ngươi có phần quá tự đại đi, Thiên Thụy là Đoàn gia gia cháu trai ruột, ngươi nói Đoàn gia gia hội đứng tại ai một mặt. Phương Tuấn Đạt phù phù kính mắt, cười lạnh nói. Tiểu tử, ta xem ngươi thừa dịp bây giờ còn là vội vàng cho chúng ta xin lỗi, là tối trọng yếu là muốn nhượng Tư Dĩnh tha thứ ngươi, nếu không ngươi ở đây kinh thành không có ngày lành qua. Vương Kỳ Chính lập tức phụ họa nói. Cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng tò mò nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Đối Diệp Thần Phong cũng không có quá nhiều hảo cảm, kỳ thực Phương Kỳ Chính bọn họ nói rất đúng, Giang Vũ Mộng đối Đoàn Thiên Thụy quả thật có chút giữa nam nữ hảo cảm, bất quá, cái này loại hảo cảm còn không có đột phá đến Giang Vũ Mộng chủ động theo đuổi Đoàn Thiên Thụy trình độ. Thiên Thụy, các ngươi đang làm gì đó? Đoàn Nam từ quân y viện chạy về. Nhìn đến gia gia của mình trở về, Đoàn Thiên Thụy khuôn mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, đi lên trước nói rằng, gia gia. Vừa rồi có người quá cuồng vọng tự đại, lại dám gọi thẳng ra gia tộc danh của ngài, vẫn cùng chúng ta khởi tranh chấp, có người nói cái này cuồng vọng đồ cũng phải cùng chúng ta cùng đi quốc tế y học giao lưu đại tái. Gia gia, ngài nghìn vạn không thể đủ những người như thế cùng chúng ta cùng đi a. Gia gia, ngươi xem hắn, nhìn thấy ngài trở về, lại còn thoải mái ngồi ở trên ghế salon, quả thực quá kỳ cục. Đoàn Thiên Thụy chỉ vào ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần Phong nói rằng, ngươi nói cái gì? Đương Đoàn Nam nhìn đến ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần Phong thời gian, khuôn mặt căng thẳng, trực tiếp trọng trọng vỗ một cái Đoàn Thiên Thụy đầu,
sau đó chạy chậm đến Diệp Thần Phong trước mặt, áy náy nói, sư phụ, là ta an bài không chu toàn đến a. Đã quên đối tiểu hỗn đản nói rõ thân phận của ngươi, còn thỉnh sư phụ ngài không nên trách tội. Diệp Thần Phong khá là đại khí khoát tay áo, nói rằng, không có chuyện gì, đều là một ít hậu sinh vãn bối, ta không có để xuống trong lòng. Nương Đoàn Thiên Thụy đẳng người nghe được Diệp Thần Phong xưng hô bọn họ là hậu sinh vãn bối thời gian, cổ họng trong thiếu chút nữa một chút sức lực không có thở đi lên, bất quá, để cho bọn họ khiếp sợ còn đang phía sau ni. Chỉ thấy Đoàn Nam hướng Đoàn Thiên Thụy, quát dẹp đường, người cái tiểu hỗn đản lăn tới đây cho ta, cái này là gia gia ngươi sư phụ ta, cũng sẽ là của ngươi thái sư tổ, vội vàng tới đây cho ta bái kiến thái sư tổ. Còn không có mấy người các ngươi cũng đừng ngu đứng. Muốn nhượng ta mang bọn ngươi đi quốc tế y học giao lưu đại tái lời nói, cũng trái lại tới hô một tiếng thái sư tổ, cái này là các ngươi đời trước đã tu luyện có phúc, có thể có như vậy thái sư tổ, các ngươi ngủ đều muốn vụng trộm cười tình. Đoàn Nam hướng Phương Tuấn Đạt đẳng người kế tục quát dẹp đường. Chương 415, Y học quyền uy hội tụ hoa hạ. Thái sư tổ, Đoàn Thiên Thụy, Phương Tuấn Đạt, Dịch Tư Dĩnh đẳng người thật có loại khí được thổ huyết xung động, bất quá. Bọn họ nhìn đến Đoàn Nam tại Diệp Thần Phong trước mặt rất cung kính dáng dấp, một đám cúi đầu đều không dám nói tiếp nữa, nhất là Đoàn Thiên Thụy mới vừa rồi còn tại Diệp Thần Phong trước mặt nói dọa ni. Ai biết đạo tài nhất hội công phu, cái này mới nhìn qua rất giống tiểu bạch kiểm gia hỏa, biến hóa nhanh chóng trở thành hắn thái sư tổ, đây cũng quá vô nghĩa một điểm đi. Trước mặt tiểu tử này có tài đức gì làm ra ra hắn sư phụ? Làm hắn Đoàn Thiên Thụy thái sư tổ. 3. Đoàn Nam lần thứ hai dùng bàn tay nặng nề phách đánh vào Đoàn Thiên Thụy trên đầu, mở miệng dạy dỗ, người cái tiểu hỗn đản, thấy thái sư tổ thế nào có thể không có quy củ như vậy. Cũng là ngươi cho rằng Thần Phong không có tư cách làm ngươi thái sư tổ. Hắn là gia gia ngươi sư phụ ta, gia gia ngươi ta cũng muốn rất cung kính hô một tiếng sư phụ, những ngươi hô một tiếng thái sư tổ làm khó dễ ngươi sao. Đoàn Nam, đều là hậu sinh vãn bối, ta xem chuyện này không cần thiết so đo. Diệp Thần Phong cố ý phất phất tay nói rằng, hắn biết Đoàn Nam cái này loại người bảo thủ chú trọng nhất lễ tiết thượng vấn đề, hắn nhìn đến Đoàn Thiên Thụy cái này phó không phục dáng dấp, ý định muốn trêu đùa tiểu tử này. Quả nhiên, Đoàn Nam nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, vội vàng lắc đầu nói rằng, sư phụ, cái này không thể được, nếu là ngày hôm nay tên tiểu hỗn đản này không tiếp thu ngươi cái này thái sư tổ. Ta lập tức đem hắn đuổi ra chúng ta Đoàn ra, cái này tiểu hỗn đản là sống tại phúc chung không biết phúc a. Có thể có ngài như thế một cái y thuật cao siêu thái sư tổ, hắn nên muốn cảm thấy đặc biệt vinh hạnh mới đúng. Tiểu hỗn đản, ngươi nghe được lời nói của ta không có. Nếu như ngươi còn không bái kiến ngươi thái sư tổ lời nói, từ nay về sau ngươi cũng không cần bước vào chúng ta Đoàn ra. Đoàn Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói rằng. Cháu của hắn Đoàn Thiên Thụy tại y học thượng rất có thiên tư, hắn làm như vậy cũng hoàn toàn là một phen khổ tâm a. Bây giờ Đoàn Thiên Thụy còn tương đối tuổi còn trẻ, nếu như có thể theo Diệp Thần Phong học tập một phen y thuật, tương lai tại y học giới thành tựu nhất định là vô lượng. Đoàn Thiên Thụy nghẹn được đỏ mặt tía tai, hắn biết mình ra ra là nói được thì làm được, hắn không rõ trước mặt nhìn qua tài 20 mấy tuổi Diệp Thần Phong, y thuật có thể cao siêu đi nơi nào. Hắn nhận định gia gia của hắn nhất định là bị Diệp Thần Phong cấp lừa, nhưng mà lúc này hắn duy nhất có thể làm được chính là trước cúi đầu, cổ họng trong bất đắc dĩ hô đạo thái sư tổ, người khỏe. Không tệ, không tệ, nhìn tại ngươi như thế lễ phép phân thượng, ta tự nhận ngươi cái này đồ tôn, sau đó phải thật tốt nỗ lực a. Diệp Thần Phong ra vẻ người lớn mọc lan tràn sờ sờ Đoàn Thiên Thụy đầu nói rằng. Đoàn Thiên Thụy thiếu chút nữa khí được phát điên phát cuồng. Nhớ hắn 20 nhiều tuổi người, lại có thể bị một cái không sai biệt lắm đại bạn cùng lứa tuổi, cho rằng một đứa bé giống nhau sờ đầu khích lệ, với lại cái này bạn cùng lứa tuổi hay là hắn thái sư tổ. Ngực khó chịu lợi hại. Bốn người các ngươi lần này còn muốn theo ta cùng đi quốc tế y học giao lưu đại tái sao? Các ngươi cũng không nên làm lỡ thời giờ của ta. Muốn cùng đi, lập tức qua đây hô một tiếng thái sư tổ, nếu không vội vàng cấp ta ly khai Đoàn ra. Đoàn Nam tức giận hướng về phía Phương Tuấn Đạt đẳng người nói. 10 năm một lần quốc tế y học giao lưu đại tái, là toàn thế giới y học giới người bon chen, lúc này đây vừa lúc ở Hoa Hạ Quốc Kinh Thành cử hành, hạ một lần ai biết đạo tại quốc gia nào cử hành ni.
Hơn nữa mỗi một lần trong lúc đó cách xa nhau đủ 10 năm, thì là chỉ là đi quan sát quốc tế y học giao lưu đại tái, cũng 100% có thể học đến rất nhiều thứ. Đối với Phương Tuấn đạt đẳng người học y mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bọn họ làm sao có thể buông tha. Hơn nữa liền bọn họ trong vòng nhân vật trọng yếu Đoàn Thiên Thụy đều hô Diệp Thần Phong một tiếng Thái Sư Tổ. Bốn người bọn họ trong lòng cũng hơi có thể tiếp thu một chút. Bất quá, mới vừa rồi cùng Diệp Thần Phong thân thể tiếp xúc Dịch Tư Dĩnh đặt ra nhất trương khổ qua mặt. Tại cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng lôi kéo hạ, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, tâm bất cam tình bất nguyện hô một tiếng Thái Sư Tổ. Còn lại ba người trái lại so Dịch Tư Dĩnh kêu đau nhức mau một chút. Diệp Thần Phong cười điểm gật đầu, nói rằng, nếu các ngươi hô ta một tiếng Thái Sư Tổ, như vậy liền là của ta đồ tử đồ tôn, làm trưởng bối ta, chuyện mới vừa rồi tựu không chấp nhặt với các ngươi. Diệp Thần Phong đặt làm ra một bộ khá là đại khí hình dạng. Diệp Thần Phong nhìn đến bạo lực nữ Dịch Tư Dĩnh hận đến nghiến răng, tiến tới Dịch Tư Dĩnh bên tai, dùng chỉ có bọn họ hai cái có thể nghe được thanh âm, nói rằng, thật đúng là bị nói bộ ngực của ngươi đầy mềm mại cứng. Thái Sư Tổ ta rất hài lòng. Dịch Tư Dĩnh đôi má đỏ bừng một mảnh, hàm răng chăm chú cắn, hai con người hung hăng trừng mắt Diệp Thần Phong, dường như muốn phun ra lửa. Lần này quốc tế y học giao lưu đại tái dừng chân địa phương là một nhà tửu điếm cấp 5 sao, tranh tài địa phương ở nơi này ra tửu điếm cấp 5 sao hai bên trái phải, là một nhà chiếm diện tích tương đối lớn tư nhân hội quán, từ lúc hai ngày trước tư nhân hội quán cổng thì có bảo an 24 tiếng đồng hồ tuần tra. Lần này có toàn thế giới các nơi y học quyền uy đi tới Hoa Hạ Quốc, an toàn phương tiện nhất định phải làm đến chu toàn, nếu không tại giao lưu thi đấu trong quá trình phát sinh một ít gì hết ý, không chỉ Hoa Hạ Quốc mặt thượng bất quá đi, với lại nếu như những quốc gia khác y học quyền uy tại Hoa Hạ Quốc xảy ra chuyện gì, khẳng định hội hướng Hoa Hạ Quốc hương sư vấn tội. Đoàn Nam mang theo Diệp Thần Phong đám người đi tới dừng chân tửu điếm thời gian, đã là hơn 8 giờ tối giờ, Đoàn Nam vừa bước vào tửu điếm đại sảnh. Liền có là 10 nhiều tên già trẻ lớn bé nam nhân hướng hắn đã đi tới, một đám khuôn mặt đều hàm chứa dáng tươi cười. Lão Đoàn, chúng ta có thể thật lâu không có gặp mặt, người còn là như thế càng già càng dẻo dai a. Lần này giao lưu thi đấu cần phải nhìn ngươi. Đúng vậy, Lão Đoàn, chúng ta lần trước gặp mặt hình như là 5 năm trước sự tình, ngày hôm nay chúng ta có thể phải thật tốt uống một chén. Mười nhiều tên già trẻ lớn bé nam nhân sôi nổi hướng Đoàn Nam vấn an, cái này hơn 10 người là Hoa Hạ Quốc y học giới nhân vật quyền uy, Đoàn Nam làm kinh thành bệnh viện quân khu viện trưởng, với lại y thuật tại Hoa Hạ Quốc y học giới cũng khá là cao siêu, tại Hoa Hạ Quốc y học giới rất có ảnh hưởng lực, những này Hoa Hạ Quốc y học quyền uy liền là ở chỗ này chờ hắn. Mấy người các ngươi lão gia này cũng đừng khách sáo, các ngươi cũng không phải là không biết ta Đoàn Nam có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Đoàn Nam cười khoát tay áo nói rằng, Lão Đoàn, xem ra ngươi vẫn là như vậy tính bướng bỉnh a. Lần này giao lưu thi đấu tại chúng ta Hoa Hạ Quốc cử hành, chúng ta nhất định phải đoạt được đệ nhất danh tài được, nếu không nhượng những quốc gia khác y học giới người chế giễu a. Một gã hơn 60 tuổi, ăn mặc đường trang lão đầu mở miệng nói rằng, cái này lão đầu tên là Lục Sinh Vinh, là Hoa Hạ Quốc trung y giới nổi danh ngôi sao sáng cấp nhân vật. Lão Lục, lần này giao lưu thi đấu có thể không đơn giản như vậy, có người nói đảo quốc cùng M quốc dự thi y học quyền uy đều là y thuật giới đỉnh cao nhân vật, chúng ta muốn còn hơn hai quốc gia này y học quyền uy, sợ rằng muốn phí một phen công phu. Một gã hơn 50 tuổi, ăn mặc giản đơn hào phóng lão đầu lo lắng nói rằng, cái này lão đầu tên là Trình Anh Huân, tại Hoa Hạ Quốc y học giới cũng là hiển hách nhân vật nổi danh. Lão Trình, nào có như người vậy trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Ta xem đảo quốc cùng M kế lớn của đất nước y học quyền uy cũng không có phải sợ, lẽ nào chúng ta Hoa Hạ Quốc còn có thể sợ bọn họ không được sao? Lục Sinh Vinh không phục nói rằng, tốt, hai người các ngươi lão đầu còn là vừa thấy mặt đã thích đấu võ mồm, chúng ta làm hết sức thì tốt rồi. Đoàn Nam mở miệng nói rằng, Lão Đoàn nói rất đúng a. Lão Đoàn, bên cạnh ngươi cái này mấy tiểu tử kia là ai? Trình Anh Huân đưa ánh mắt chuyển rời đến Diệp Thần Phong đẳng trên thân người. Diệp Thần Phong cũng không hy vọng nhượng những. Này lão đầu biết hắn là Đoàn Nam sư phụ, vội vã mở miệng nói ta là Đoàn sư phụ đồ đệ. Đoàn Nam nghe được Diệp Thần Phong tự giới thiệu sau, lập tức thông minh Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng,
khuôn mặt thần sắc không đổi nói rằng, cái này mấy tiểu tử kia đều là của ta hậu sinh vãn bối, lần này dẫn bọn hắn tới giao lưu thi đấu thượng kiến thức một chút. Đúng vậy, sau đó Hoa Hạ quốc y học giới còn là những người trẻ tuổi này thiên hạ. Trình Anh Huân thở dài một hơi, tiếp tục nói, lão đoàn, đêm nay chúng ta thật tốt tụ họp một chút, nhường bọn tiểu bối này môn bản thân đi chơi đi. Cùng chúng ta những, này lão đầu cùng một chỗ, bọn họ cũng buồn bực được hốt hoảng, lần này chúng ta đều dẫn theo một ít vãn bối qua đây vô giúp vui, để cho bọn họ lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ hơn lý giải đi. Đoàn Nam gặp Diệp Thần Phong Tịnh không có phát biểu ý kiến gì, hắn chỉ có thể gật đầu nói, được rồi. Đêm nay ta tự cùng các ngươi uống vài chén. Ngược lại, Đoàn Nam rồi hướng bên cạnh Đoàn Thiên Thụy, nói rằng, Thiên Thụy, ngươi phải thật tốt tận đến một cái làm vãn bối trách nhiệm, biết không? Nếu không ra ra ta cũng không tha cho ngươi. Lão Đoàn, ngươi nói nhỏ nói cái gì đó. Một bên Hoa Hạ quốc cái khác y học quyền uy hỏi, bọn họ có thể nghe không hiểu Đoàn Nam lời nói bên trong ẩn hàm ý tứ. Chương 416, trang B phải có bản lĩnh thật sự. Bóng đêm mông lung, kinh thành làm Hoa Hạ quốc thủ đô, có thể nói là phi thường náo nhiệt, đến buổi tối cùng ban ngày không có cái gì khác nhau, trên đường phố đèn neon sáng lạn, tướng đen kịt bầu trời đêm chiếu sáng. Diệp Thần Phong đẳng người tìm được rồi một nhà đại bài đương, Đoàn Nam cùng một đám Hoa Hạ quốc y học quyền uy đi uống rượu, bọn họ những vãn bối này tắc tiến tới cùng nơi, là bạo lực nữ dịch Tư Dĩnh đề nghị tới đại bài đương ăn một ít đồ. Ngoài ra ngoại trừ Diệp Thần Phong đẳng 6 người, còn có 4 cái thanh niên theo bọn họ cùng nơi đến nơi này. Cái này 4 cái thanh niên là này y học quyền uy hậu sinh vãn bối, phân biệt gọi Lục Nguyên Minh, Trình Học Văn, Chu Đồng Phương cùng Tiền Lương Tài, trong đó Lục Nguyên Minh cùng Trình Học Văn là Lục Sinh Vinh cùng Trình Anh Huân tôn tử, hai người khác còn lại là cái khác y học quyền uy tôn tử. Nhà này đại bài đương đặc biệt náo nhiệt, bởi là mùa hè. Tại đại bài đương thượng ăn cơm chiều cùng bữa ăn khuya người tựu nhiều hết mức, uống ướp lạnh bia, ăn vừa nướng đi ra nấu nướng, có thể nói là nhân sinh nhất sảng khoái vô cùng sự. Lục Nguyên Minh nhìn đến trên đại bài đương, chân mày không khỏi nhíu nhíu, còn lại 3 gã y học quyền uy tôn tử biểu tình cũng không có tốt hơn chỗ nào, gia gia của bọn họ đều là Hoa Hạ quốc y học giới nhân vật nổi danh, bình thường bọn họ ăn cũng đều là đến tinh cấp tửu điếm. Nào có cái gì thời gian tới đường phố biên đại bài đương ăn cái gì? Cái này đều không phải hạ giá ni mà. Thiên Thụy, chúng ta là đều không phải thay đổi địa phương. Ở đây cá mắt hỗn tạp, không phải chúng ta nên tới địa phương. Lục Nguyên Minh mở miệng nói rằng, vừa rồi bọn họ những người này đã biết nhau, Lục Nguyên Minh cũng biết tại Diệp Thần Phong đẳng 6 người chung, Đoàn Thiên Thụy Đoàn Nam tôn tử, thân phận địa vị nhất định là cao nhất, không biết địa vị tối cao là Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thế nhưng Đoàn Nam thứ thiệt sư phụ. Lục Nguyên Minh rõ ràng cho thấy Trình Học Văn đám 3 người chung hạch tâm, cho nên loại chuyện này cũng chỉ có hắn tới lên tiếng. Đoàn Thiên Thụy không nói gì. Dịch Tư Dĩnh tựu lên tiếng, ta tựu thích tại đại bài đương ăn, cái này gọi có bầu không khí, các ngươi hiểu không? Không nên cấp ta đặt làm ra một bộ công tử ca dáng dấp, lão nương ta không ưa nhất chính là các ngươi như vậy trang bê người. Đêm nay Dịch Tư Dĩnh nguyên bản tự nín một bụng khí, lúc này tướng khí toàn bộ rơi tại Lục Nguyên Minh đám người trên người. Lục Nguyên Minh đám người sắc mặt cứng đờ, một lát sau, Lục Nguyên Minh miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói rằng, nếu Tư Dĩnh mỹ nữ thích tại ở đây ăn cái gì? Như vậy chúng ta ở nơi này trong ăn cái gì tốt? Lục Nguyên Minh đám người ánh mắt không ngừng tại Dịch Tư Dĩnh cùng Giang Vũ Mộng trên người phiêu lai phiêu khứ, trong ánh mắt ẩn hàm nào đó khát vọng. Bình thường bọn họ chơi qua nữ nhân nhiều không kể xiết, lần này theo gia gia của mình đi ra, khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn chán, nếu như có thể cùng Dịch Tư Dĩnh, Giang Vũ Mộng hai người mỹ nữ này phát sinh một ít gì lời nói, như vậy có thể nói thật là chuyến đi này không tệ. Diệp Thần Phong tùy tiện ngồi ở cái ghế thượng, uống bia, ăn nấu nướng, hắn có thể không có hứng thú cùng những. Này tiểu hài tử trò chuyện cái gì chó má sự tình. Dịch Tư Dĩnh khó chịu giành lấy Diệp Thần Phong trong tay nấu nướng, nói rằng, ngươi làm sao sẽ biết ăn? Lẽ nào ngươi là heo sao? Vừa rồi Diệp Thần Phong không có trước mặt mọi người thừa nhận là Đoàn Nam sư phụ, điều này làm cho Dịch Tư Dĩnh có mượn cớ hướng Diệp Thần Phong lên cơn, dù sao Lục Nguyên Minh đẳng người cũng không biết Diệp Thần Phong thân phận chân thật. Diệp huynh đệ, đây cũng là ngươi không đúng, ngươi thế nào có thể nhường Tư Dĩnh mỹ nữ tức giận ni?
vội vàng hướng Từ Dĩnh mỹ nữ xin lỗi, chúng ta làm nam nhân nên muốn hào phóng một ít. Lục Nguyên Minh mỉm cười nói. Đối, Nguyên Minh nói không sai, nam nhân nên muốn để cho nữ nhân. Đoàn Thiên Thụy đã sớm nhẫn Diệp Thần Phong thật lâu. Nếu Diệp Thần Phong bản thân không có tiết lộ xuất thân phần, như vậy hắn đương nhiên muốn mượn cơ hội này tìm về sợ bị tức. Diệp Thần Phong tướng một lon bia một hơi làm, không chút nào muốn để ý tới Đoàn Thiên Thụy cùng Lục Nguyên Minh ý tứ, giữa lúc Lục Nguyên Minh lại muốn mở miệng thời gian, cách đó không xa đi tới 5-6 tên tuổi phát nhuộm thành đủ mọi màu sắc thanh niên, dẫn đầu một gã thanh niên ăn mặc áo ba lỗ, trên cánh tay sát có cái đó sự có hàng dài hình xăm, bước đi lay động nhất đặt, thật đúng là con mẹ nó cho là mình là giáo phụ cấp nhân vật. Vừa nhìn chính là cái bất nhập lưu côn đồ. Dẫn đầu thanh niên đi tới Diệp Thần Phong đám người phía trước bàn, nói rằng, cái này hai tiểu nữ cậu ca ta coi trọng, các ngươi lập tức cút cho ta đản, cái này phiến địa phương là cậu ca ta cháo. Lục Nguyên Minh, Đoàn Thiên Thụy đám người sắc mặt biến đổi, Lục Nguyên Minh dẫn đầu đứng lên, quát dẹp đường, nên cút đi người là các ngươi, ta nhận thức cục cảnh sát cục trưởng, các ngươi nếu là không muốn vào cảnh sát cục, lập tức từ trước mặt chúng ta tiêu thất. Tiểu tử, ngươi dọa ai đó? Chỉ ngươi bộ dáng này còn nhận thức cảnh sát cục trưởng. Ta còn nhận thức người lãnh đạo quốc gia ni. Các huynh đệ, nếu này tiểu tử không trường mắt, như vậy thì nhường chúng ta tới giúp bọn hắn mở mắt một chút. Ta cậu ca coi trọng nữ nhân, có kia một lần là làm không trên giường. Đứng tại cậu ca sau lưng năm tên thanh niên, sôi nổi nóng lòng muốn thử, trong ánh mắt căn bản không có đem Lục Nguyên Minh đẳng người đương hồi sự tình. Cậu ca, cái này hai tiểu nữ rất đúng giờ a. Có thể hay không để cho các huynh đệ cũng hưởng thụ một chút. Đúng vậy, cậu ca, chúng ta vừa vặn lâu dài chưa từng thấy qua như thế cực phẩm mặt hàng, ta thật con mẹ nó muốn ngay tại chỗ đánh thượng nhất pháo. Cậu ca cười khoát tay áo, nói rằng, các huynh đệ, vẫn quy củ cũ, các ngươi cậu ca ta ăn thịt, các ngươi thang nhất định là có thể uống được. Nghe được cậu ca nói như vậy, cái này năm tên thanh niên là càng hưng phấn, không nói lời gì hướng Lục Nguyên Minh đẳng người vào tới. Gặp có người tới nháo sự, chung quanh khách hàng tại trước tiên ly khai, đại bài đương lão bản cũng núp ở phía sau mặt không có đứng ra, cậu ca tại cái này một mảnh vẫn còn có chút danh khí, đại bài đương lão bản có thể đắc tội không nổi cậu ca như vậy côn đồ, trừ phi sau đó hắn không muốn ở chỗ này làm ăn. Nhìn đến hướng bọn họ xông tới côn đồ, Lục Nguyên Minh, Đoàn Thiên Thụy đẳng người sôi nổi sắc mặt một mảnh khẩn trương, ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, ở đây nam nhân khác đều đứng lên, tiếc rằng côn đồ là đánh quán giá, Đoàn Thiên Thụy bọn họ lại thế nào lại là những. Này côn đồ đối thủ, không bao lâu công phu tự toàn bộ bị đánh nằm trên đất. Chỉ có Diệp Thần Phong, Dịch Tư Dĩnh cùng Giang Vũ Mộng y nguyên an ổn ngồi ở cái ghế thượng, cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng khẩn trương chảo Dịch Tư Dĩnh tay, hỏi Tư Dĩnh. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dịch Tư Dĩnh nhìn đến sự không liên quan mình Diệp Thần Phong, khó chịu nói rằng, Diệp Thần Phong, người còn có phải là nam nhân hay không? Người thật con mẹ nó là một cái thứ hèn nhát. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, cổ họng trong đánh một cái tiếng ợ, nói rằng, lão bản, cho. Nữa ta tới 20 sâu thịt nướng. Bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, khuôn mặt sưng mũi Đoàn Thiên Thụy, Lục Nguyên Minh đẳng người. Tức giận trừng mắt Diệp Thần Phong, Lục Nguyên Minh mở miệng lần nữa nói rằng, các ngươi hay nhất không cần loạn tới, không thấy được chúng ta còn có một vị huynh đệ đó sao? Hắn thế nhưng võ thuật cao thủ, ba hai hạ là có thể giải quyết các ngươi. Lục Nguyên Minh đây là muốn đem Diệp Thần Phong cũng dụ dỗ, chỉ có bọn họ bị chịu đòn, Diệp Thần Phong lại hoàn hảo vô sự, hắn trong lòng thế nào có thể cân đối? Ta và các ngươi rất thuộc sao? Ngươi có thể không nên nói chuyện lung tung. Diệp Thần Phong một mực phủ nhận đạo. Diệp Thần Phong, ngươi thật không phải là nam nhân. Dịch Tư Dĩnh từ trên ghế đứng lên, tốt xấu nàng cũng luyện qua mấy năm quyền đạo, hướng mấy tên côn đồ phát động thế tiến công. Mặc dù nói Dịch Tư Dĩnh có chút quyền đạo bản lĩnh, cùng những. Này côn đồ đơn đả độc đấu lời nói còn được, thế nhưng đối mặt những. Này côn đồ liên hợp công kích, nàng căn vốn sẽ phải không có chống đỡ chi lực, ngắn ngủi một phút tự thua trận. Cổ họng trong thở hổn hển. Tiểu tử, nhìn tại ngươi rất thức thời phân thượng, cậu ca ta ngày hôm nay ngoại lệ tha cho ngươi một cái mạng, ngươi mau cút cho ta. Cậu ca mắt thấy hai vị mỹ nữ sẽ rơi vào bàn tay của hắn,
tâm tình thật tốt đối Diệp Thần Phong quát dẹp đường. Diệp Thần Phong không chút hoang mang tướng nhất sâu thịt nướng ăn xong, sau đó ngẩng đầu, nhìn cậu ca, vừa cười vừa nói, ta cũng không biết nên thế nào cút đi. Nếu không ngươi trước cấp ta tới làm mẫu thoáng cái. Cậu ca biến sắc, quát dẹp đường, nguyên lai lại là một cái trang bê hàng, các huynh đệ, thật tốt cho hắn nới lỏng xương. Té trên mặt đất Lục Nguyên Minh, Đoàn Thiên Thụy đẳng người nhìn đến cậu ca chính là thủ hạ sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ, không biết thế nào trong lòng chính là đặc biệt sảng khoái, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Diệp Thần Phong giống như bọn họ bị đánh nằm trên đất. Đầu năm nay trang bê là muốn có bản lĩnh thật sự, các ngươi đã cho ta hội tượng những này xòa điểu giống nhau, rất rõ ràng ta là có thật người có bản lĩnh. Diệp Thần Phong từ trên ghế đứng lên, khuôn mặt là gợn sóng không khỏi thần sắc, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Không đạn cửa sổ mạng tiểu thuyết. Chương 417, muốn thế nào tạ ơn ta? Tiểu tử, đắc tội chúng ta cậu ca là không có tốt kết quả, ta khuyên ngươi lập tức quỳ xuống liếm chúng ta cậu ca giải ra, như vậy hay là chúng ta có thể nhượng ngươi thiếu đoạn vài cái xương, nếu không ngươi nửa đời sau sợ rằng đều chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua. Cùng người này nói nhiều cái gì, vội vàng đem hắn giải quyết, sau đó đem cái này hai cô nàng cấp chảo trở lại, cậu ca ăn thịt, chúng ta ăn canh, mỹ nữ như vậy là có thể gặp không thể cầu, nhìn hai người bọn họ hình dạng có thể còn là non ni. Tối hôm nay có thể thật tốt hưởng thụ một phen. Cậu ca thủ hạ năm tên thanh niên, xoa xoa tay, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giang Vũ Mộng cùng Dịch Tư Dĩnh cao mất ngực, hoàn toàn không có đem Diệp Thần Phong để vào mắt. Tượng Diệp Thần Phong cái này phó thân thể người sẽ là cao thủ gì cấp nhân vật khác sao? Cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng kinh hoàng lôi kéo Dịch Tư Dĩnh cánh tay, hỏi Tư Dĩnh, hiện tại chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thần Phong có thể đối phó được cái này năm cái côn đồ sao? Chúng ta mau nhanh báo nguy đi, nếu không tự không còn kịp rồi. Dịch Tư Dĩnh hừ lạnh một tiếng, nói rằng Diệp Thần Phong căn bản không coi là người đàn ông. Nhượng hắn bị những tên côn đồ này dạy dỗ một trận cũng tốt, nhìn hắn sau đó ở trước mặt ta còn thế nào thần khí. Vũ Mộng, vậy ngươi trước báo nguy đi. Phỏng chừng Diệp Thần Phong tại những tên côn đồ này trong tay cũng chống đỡ không mấy phút nữa, nếu như bị những tên côn đồ này thật thực hiện được, hai chúng ta chỉ sợ cũng muốn trinh tiết khó giữ được. Dịch Tư Dĩnh tùy tiện tiếp tục nói. Giang Vũ Mộng đôi má hơi đỏ lên, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm cục cảnh sát điện thoại, tại trong điện thoại tướng chuyện nơi đây đại khái nói một lần. Cậu ca nhìn đến Giang Vũ Mộng lại dám báo nguy, nói hiểu rõ một chút hắn chỉ là một bất nhập lưu côn đồ mà thôi, khi dễ tiểu dân chúng còn được. Muốn là cảnh sát thật chạy tới nơi này lời nói, như vậy hắn khẳng định hội chịu không nổi. Vội vàng quát dẹp đường, các ngươi vội vàng giải quyết tiểu tử này, cử động đều cấp ta lưu loát một ít, cảnh sát nên tại hướng tới ở đây tới. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi là nam nhân lời nói, tự cấp lão nương ta chống đỡ trước 7-8 phút, đằng cảnh sát tới, chúng ta tự không sao. Dịch Tư Dĩnh hướng về phía Diệp Thần Phong quát. Diệp Thần Phong vuốt tay, bất đắc dĩ nói, người yêu cầu này chỉ sợ ta rất khó làm được. Muốn chống đỡ thượng 7-8 phút là điều không phải quá lâu một ít. Diệp Thần Phong, ngươi lẽ nào thì không thể đủ cầm ra một ít nam nhân bản sắc tới sao? Lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn ta và Vũ Mộng bị những này hỗn đản cấp bắt đi? Dịch Tư Dĩnh thức giận trừng mắt Diệp Thần Phong, muốn không phải là của nàng thể lực không có khôi phục, đã sớm bản thân xông lên cùng những tên côn đồ này đối chiến. Tại Diệp Thần Phong nói chuyện với Dịch Tư Dĩnh gian, cậu ca thủ hạ năm tên côn đồ hướng Diệp Thần Phong tiến lên, một đám trên người khí thế 10 phần, hoặc đá chân, hoặc huy quyền, từ mỗi cái phương vị công kích tới Diệp Thần Phong thân thể. Diệp Thần Phong đối mặt đột nhiên xuất thủ năm tên côn đồ, trên mặt thần sắc chút nào không biến hóa, cổ họng trong thản nhiên nói, ta rất không thích phía sau đánh lén người, các ngươi năm con A Miêu A Cẩu, đêm nay phải muốn phải đại giới. Đều lúc nào, Diệp Thần Phong còn đang đùa giỡn soái, cái này năm cái côn đồ mặc dù không có công phu nội tình, nhưng là trên người bọn họ ngoan kình cũng đủ, bình thường khẳng định bình thường cùng một chỗ đánh nhau, phối hợp cũng hết sức ăn ý. Diệp Thần Phong căn bản trốn bất quá công kích của bọn họ a. Dịch Tư Dĩnh lo lắng nói rằng, hiện tại nàng duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có Diệp Thần Phong. Chỉ cần Diệp Thần Phong có thể kéo dài tới cảnh sát đi tới nơi này là được,
có thể lúc này xem ra cái này rõ ràng là không thể nào. Diệp Thần Phong cũng bị cái này 5 cái côn đồ cấp thuấn sát. Tư Dĩnh, chúng ta vội vàng nghĩ một chút biện pháp đi. Cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng thất kinh nói rằng, té trên mặt đất Đoàn Thiên Thụy, Lục Nguyên Minh đẳng người còn lại là hứng thú giạt rào, mấy người bọn hắn đêm nay tại nữ sinh trước mặt hoàn toàn mất thể diện, nhìn đến Diệp Thần Phong cái này trang bê dạng, trong lòng là càng khó chịu nhanh, mà giờ khắc này, Diệp Thần Phong gặp phải bại trận nguy cơ, mấy người bọn hắn tâm tình đột nhiên biến được khá hơn, trong lòng sôi nổi nói thầm, Diệp Thần Phong, bị đánh thành đầu heo, Diệp Thần Phong, bị đánh thành đầu heo. Phanh, 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 phanh. Ngay tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong là thất bại không thể nghi ngờ thời gian, Diệp Thần Phong lăng không nhảy lên, một cái 360 độ gió xoáy chân, chuẩn xác không có lầm đá vào 5 tên côn đồ ngực, tiếp theo trong không khí chuyển đến, răng rác. Răng rác, răng rác, tiếng xương vỡ vụn. 5 tên côn đồ hai tay che ngực, cổ họng trong không ngừng kêu thảm, thân thể tại trên mặt đất qua lại lăn lộn, ngực đầu khớp xương đứt, đau đến để cho bọn họ 5 cái không thể chịu đựng được. Một bên Dịch Tư Dĩnh cùng Giang Vũ Mộng miệng trương thành một cái O hình chữ, hai nàng trong con ngươi xinh đẹp đồng thời nổi lên tia sáng kỳ dị, nhất là Dịch Tư Dĩnh, nàng trăm triệu không có nghĩ đến Diệp Thần Phong có thể hóa hiểm vi di. Thậm chí nhất chiêu giải quyết 5 tên khí thế hung hăng côn đồ. Nam nhân như vậy tài gọi nam nhân A. Trong lúc nhất thời, Dịch Tư Dĩnh đối Diệp Thần Phong hình tượng đổi cái nhìn không ít. Giang Vũ Mộng nguyên bản thất kinh tâm cũng an định xuống, hỏi Tư Dĩnh, ngươi không phải nói Diệp Thần Phong căn bản trốn bất quá công kích của bọn họ sao? Thế nào hiện tại Diệp Thần Phong không những tránh thoát công kích của bọn họ, còn đem bọn họ đánh bại? Cái này ta làm sao biết? Chắc là Diệp Thần Phong thực lực rất mạnh đi. Chúng ta đều mù quan tâm. Dịch Tư Dĩnh cổ miệng nói rằng. Nằm dưới đất Đoàn Thiên Thụy, Lục Nguyên Minh đẳng người, nhìn đến Diệp Thần Phong lại có thể đánh bại 5 tên côn đồ. Mấy người bọn hắn trong lòng là càng khó chịu. Diệp Thần Phong rõ ràng có thân thủ giỏi như vậy, vừa rồi mấy người bọn hắn bị côn đồ giáo huấn thời gian thế nào không ra tay. Đây rõ ràng là muốn xem bọn hắn cười nhạo mà. Trong lúc nhất thời khuôn mặt bị đánh được sưng mặt sưng mũi Đoàn Thiên Thụy cùng Lục Nguyên Minh đẳng người, sôi nổi từ dưới đất bò dậy, trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, định tìm Diệp Thần Phong hương sư vấn tội. Cách đó không xa Cẩu Ca đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trái tim chợt co quắp hai hạ. Hiện tại hắn biết mình là đá vào thiết bản thượng, vội vàng hướng Diệp Thần Phong cầu xin tha thứ, vị huynh đệ này, cái này vị lão đại, là ta tiểu cầu có mắt như mù, ta tiểu cầu tại ở đây xin lỗi ngươi, còn hy vọng cái này vị lão đại có thể tha thứ ta. Lẽ nào ngươi không có nghe nói câu nào sao? Xin lỗi hữu dụng, vậy muốn cảnh sát có cái gì dùng? Ngươi là muốn cho ta động thủ những ngươi đoạn vài cái xương ni, còn là trái lại ở chỗ này chờ cảnh sát đến. Diệp Thần Phong nhìn Cẩu Ca hỏi. Cẩu Ca cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi, không chần chờ phải trả lời đạo, ta trái lại ở chỗ này chờ cảnh sát đến, tự không phiền phức lão đại ngươi động thủ. Diệp Thần Phong, ngươi chính là một cái tên lường gạt, vừa rồi ta những ngươi chống đỡ thượng 7-8 phút, ngươi nói thời gian quá lâu. Nguyên lai thân thủ của ngươi tốt như vậy, Dịch Tư Dĩnh khó chịu nói rằng. Lẽ nào ta có nói sai sao? Giải quyết những... Này côn đồ ta ngay cả một phút đều không dùng được, người nhượng ta chống đỡ thượng 7-8 phút còn không gọi lâu dài sao? Huống hồ ngươi thật giống như đã sớm lĩnh giáo qua thân thủ của ta đi. Nếu như thân thủ của ta không tốt, có thể đem ngươi trị phục, đánh cái mông của ngươi sao? Thực sự là một cái rất không nói lý nữ nhân. Diệp Thần Phong nhún vai, không sao cả nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi rõ ràng có thân thủ giỏi như vậy. Vừa rồi vì sao không ra tay giúp chúng ta? Ngươi là điều không phải ý định muốn xem chúng ta cười nhạo. Uổng chúng ta coi ngươi là thành bằng hữu, không nghĩ tới ngươi là như thế lòng dạ hẹp hòi người. Lục Nguyên Minh đi lên trước, người thứ nhất nhìn không được mở miệng chất vấn. Vẫn là câu nói kia, ta và các ngươi cũng không quen thuộc, không nên đem bằng hữu cái này từ đọng ở ngoài miệng, là các ngươi không biết lượng sức muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không có như vậy đại đầu. Cũng không cần mang như vậy đại mũ, hiện tại mất thể diện đi. Cảm thấy bản thân tượng người ngu ngốc đi. Diệp Thần Phong trêu đùa. Ngươi, ngươi quả thực hơi quá đáng. Lục Nguyên Minh khí được nổi trận lôi đình. Thế nào, ngươi muốn một mình đấu? Tốt,
Chúng ta sẽ dùng nam nhân phương thức để giải quyết, có muốn hay không hiện tại bắt đầu? Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Lục Nguyên Minh sắc mặt chướng đến đỏ bừng, Diệp Thần Phong thực lực đặt ở nơi nào, nếu như hắn còn muốn chọn cùng Diệp Thần Phong một mình đấu lời nói, như vậy đầu của hắn tự thật bị hư, chỉ có thể yên lặng ngậm miệng lại. Nhìn đến Lục Nguyên Minh kinh ngạc, những người còn lại cũng không có tự thảo không có gì vui, trái lại cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng tiến tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói một câu cảm ơn ngươi. Diệp Thần Phong nhìn đến Giang Vũ Mộng e thẹn dáng dấp, nhìn không được mở miệng cười cợt một câu, vậy ngươi muốn thế nào tạ ơn ta? Giang Vũ Mộng tức khắc đôi má đỏ dường như đang rỉ máu, cai đầu dài mai cúi đầu, miệng đều muốn đụng tới bộ ngực một đôi cao ngất. Chương 418, bị khinh bỉ Trung Hoa y thuật. Mặt trời mới mọc đông thăng. Ngày thứ hai, sáng sớm, bệnh viện quân khu viện trưởng Đoàn Nam liền mang theo Diệp Thần Phong đẳng người, đi tới tổ chức lần này quốc tế y học giao lưu thi đấu tư nhân hội quán. Muốn đi vào tư nhân hội quán phải muốn có mời thiếp mới có thể, nếu không cổng trong coi bảo an chắc là sẽ không cho đi. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, bạo lực nữ dịch Tư Dĩnh cùng cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng đối Diệp Thần Phong là rất là đổi mới, bất quá. Đoàn Thiên Thụy đẳng một đám hoa hạ quốc y học giới thanh niên tài giỏi đẹp trai là hoàn toàn bắt hắn cho ghi hận. Cái này không, Diệp Thần Phong theo Đoàn Nam vừa bước vào tư nhân hội quán. Hoa hạ quốc này y học quyền uy cơ hồ là toàn bộ trình diện. Lục Nguyên Minh đẳng người giao nhỏ như ánh mắt, toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, nếu như ánh mắt có thể sát nhân. Sợ là chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí đã thật không biết tử thượng bao nhiêu hồi. Tư nhân hội quán đại sảnh không gian phi thường lớn, đủ dung nạp đến nghìn người là không thành vấn đề, mà lần này đến đây dự thi cùng với tham quan học tập y học quyền uy, tổng cộng nhân số tại sao sao 10 người, đối với bọn hắn mà nói cái đại sảnh này tương đối rộng rãi. Ở đại sảnh ngay chính giữa xây dựng một cái vòng tròn hình, cùng loại lôi đài bộ dáng đồ đạc, tại cái này lôi đài chu vi một vòng để cái ghế, trên lôi đài chắc là cung cấp cấp người dự thi tranh tài. Mà dưới lôi đài chung quanh cái ghế là cung cấp cấp tham quan học tập người ngồi. Thần Phong, người thấy cái kia tóc vàng, hơn 40 tuổi ngoại quốc trung niên nam nhân sao? Hắn là lần này M quốc y học quyền uy trung y thuật nhất cao siêu, tên của hắn là Kiệt Tư, không chỉ tại M quốc danh tiếng khá là to lớn, tại chúng ta Hoa Hạ quốc cũng có rất nhiều người nhận thức hắn, rất nhiều Hoa Hạ quốc người không tiếc chạy tới M quốc đi tìm hắn xem bệnh. Đoàn Nam chỉ vào cách đó không xa một gã ngoại quốc nam nhân, đối bên cạnh Diệp Thần Phong đẳng người giới thiệu. Khuôn mặt là một mảnh nghiêm túc, lần này quốc tế y học giao lưu đại tái tại Hoa Hạ quốc cử hành. Đoàn Nam tuy rằng biểu hiện ra làm bộ đối thắng thua cũng không là rất lưu ý, thế nhưng hắn trong lòng có một đặc biệt mãnh liệt tiếng lòng, tuyệt đối không thể thua. Còn có đang cùng Kiệt Tư nói chuyện tên hơn 50 tuổi đảo quốc nam nhân, là lần này đảo quốc y học quyền uy trung đại biểu tính nhân vật. Tên của hắn là Thanh Mộc Quang Nhất, có người nói y thuật của hắn cùng Kiệt Tư tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Lần này chúng ta Hoa Hạ Quốc muốn thu được giao lưu thi đấu đệ nhất danh thị phi thường khó khăn, nếu như sư phụ ngài có thể xuất thủ. Như vậy khẳng định tự khác đương biệt luận. Đoàn Nam thận trọng nhìn Chu Vi, đối Diệp Thần Phong thấp giọng nói rằng, rất sợ có người biết Diệp Thần Phong thân phận chân thật. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, Đoàn Nam... Tại tới lần này y học giao lưu đại tái trước, ta cũng sớm đã đem lời nói rất rõ ràng, lần này ta thuần túy là nhìn tại mặt mũi của ngươi đi lên quan sát. Về phần tranh tài sự tình cũng không cần toán thượng ta, chúng ta Hoa Hạ quốc có nhiều như vậy y học quyền uy, chẳng lẽ còn không giải quyết được đảo quốc cùng M quốc sao? Đoàn Nam gặp Diệp Thần Phong tâm ý đã quyết, không nén nổi thở dài một hơi, nói rằng, sư phụ, ngài không muốn tham gia ta đương nhiên không hội miễn cưỡng của ngươi. Bất quá, sư phụ ngài có chỗ không biết, cứ chúng ta ngày hôm qua nhận được tin tức đáng tin, lần này quốc tế y học giao lưu đại tái, đảo quốc cùng M quốc rất có thể liên hợp lại nhằm vào chúng ta Hoa Hạ quốc. Đến lúc đó không biết bọn họ sẽ là đùa giỡn ra hoa dạng gì tới. Tại Đoàn Nam cùng Diệp Thần Phong thấp giọng nói chuyện gian, Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang Nhất hướng Đoàn Nam bên này đã đi tới. Hoa Hạ quốc một đám y học quyền uy nhìn đến Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang Nhất hành động. Sôi nổi tụ tập đến Đoàn Nam bên người. Thân ái Đoàn tiên sinh, chúng ta có thời gian thật dài không có gặp mặt đi. Lần này quốc tế y học giao lưu đại tái tại Hoa Hạ quốc cử hành, ta Kiệt Tư cuối cùng cũng có thể thấy Trung Hoa y thuật thâm ảo,
ta nghe nói Trung Hoa y thuật là một loại đặc biệt y thuật thần kỳ, lần này nhất định phải nhượng ta khai mở nhãn giới a. Kiệt Tư từ lúc nhiều năm trước liền cùng Đoàn Nam từng có vài lần chi duyên, nhiệt tình vươn tay cùng Đoàn Nam tướng nắm, miệng Trung nói đặc biệt lưu loát Hoa Hạ quốc ngữ, trên mặt mang nhiệt tình dáng tươi cười. Đoàn tiên sinh, chúng ta cũng thời gian thật dài không có gặp mặt đi. Lần này Hoa Hạ quốc tham gia quốc tế y học giao lưu đại tái, sẽ phải sử dụng Trung y đi. Dù sao quốc tế y học giao lưu đại tái đại biểu là quốc gia của mình, nếu như các ngươi Hoa Hạ quốc tại giao lưu thi đấu chung không sử dụng Trung y, mà là sử dụng Tây y, như vậy tựu không có ý gì, cái này cũng chứng minh Hoa Hạ quốc Trung y tỉnh không có nghe đồn Trung thần kỳ như vậy, thậm chí chỉ là rác rưởi mà thôi. Thanh Mộc Quang Nhất dùng hơi lộ ra chút chắc Hoa Hạ quốc ngữ không nể mặt nói rằng. Nghe vậy, Đoàn Nam đẳng Hoa Hạ quốc y học quyền uy khuôn mặt sôi nổi biến sắc, trong bọn họ đại bộ phận người đều là học Tây y, bây giờ cái này Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang Nhất, một sướng một họa, rõ ràng là đã sớm kế hoạch tốt. Thế nhưng nếu như Đoàn Nam đẳng người kiên trì dùng Tây y tham gia lần này quốc tế y học giao lưu đại tái, như vậy không tự biến tướng thừa nhận Trung y là rác rưởi, Trung y không bằng Tây y sao? Như vậy cũng tốt, so người biết rất rõ ràng phía trước bị người đào một cái hố, người còn là phải cắn răng nhảy xuống. Lão Đoàn, cùng người như thế có cái gì tốt khách khí? Chẳng lẽ còn thật cho là chúng ta Trung y là phóng nhìn? Lần này quốc tế y học giao lưu đại tái tự giao cho ta tốt. Hoa Hạ quốc Trung y giới ngôi sao sáng cấp nhân vật Lục Sinh Vinh không phẫn mở miệng nói, hắn thân là Trung y người thừa kế, thế nào có thể nhượng Trung y bị người xem thường đi? Tốt, đợi một lát ta đảo muốn nhìn Trung y đến cùng có bao nhiêu uyên thâm. Thanh Mộc Quang Nhất khinh thường cười nói. Khoảng chừng nửa giờ sau, tư nhân hội quán chính giữa đại sảnh ương trên đài, một gã 30 nhiều tuổi nam người chủ trì đi tới, thanh âm to nói rằng, ta rất vinh hạnh đảm nhiệm lần này quốc tế y học giao lưu thi đấu người chủ trì. Lần này quốc tế y học giao lưu thi đấu tổng cộng chia làm là 2 ngày, tỉ thí 2 cái hạng mục, ngày hôm nay tỉ thí nội dung là, ai có thể đủ nhượng bệnh nhân trong thời gian ngắn nhất, bệnh tình nhận được chuyển biến tốt đẹp là người thắng, chúng ta an bài 3 gã mắc đồng dạng tật bệnh bệnh nhân. Nhắc tới cung cấp lần này dự thi 3 quốc gia y học quyền uy trị liệu. Phía dưới xin mời Hoa Hạ quốc y học quyền uy Lục Sinh Vinh, M quốc y học quyền uy Vi Tư Đặc cùng đảo quốc y học quyền uy Giang Xuyên Chí Cửu lên đài, đồng thời phiền phức nhân viên công tác đem 3 gã bệnh nhân đồng dạng tống lên đài. Ngày hôm nay vòng thứ nhất tỉ thí, Kiệt Tư cùng Thanh Mộc Quang Nhất không có tự mình ra trận, chỉ sợ bọn họ hai cái muốn vào ngày mai tỉ thí chung ra sân. Lúc này bọn họ hai cái đang ngồi ở dưới đài cái ghế thượng, có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn trên đài, khóe miệng đều treo nụ cười tự tin. Tại 3 quốc gia y học quyền uy lên đài sau, nhân viên công tác đỡ 3 cái 20 nhiều tuổi thanh niên đi lên đài, chỉ thấy cái này 3 cái thanh niên sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, mang trên mặt vẻ thống khổ, rất rõ ràng cái này 3 gã thanh niên thân thể đặc biệt khó chịu. Trên đài, tại 3 gã y học quyền uy trước mặt từng người phóng 2 cái ghế cùng một cái bàn, 3 gã y học quyền uy phân biệt nhượng trước mặt mình bệnh nhân ngồi xuống. Lục Sinh Vinh cấp thanh niên trước mặt số xem mạch, thanh niên mạch tượng suy yếu, từ môi khô khốc đó có thể thấy được thanh niên là nghiêm trọng mất nước. Lục Sinh Vinh trong lòng có một ít đấy, mở miệng hỏi, mấy ngày nay ngươi là điều không phải thường xuyên đi tả. Cảm thấy đầu hôn buồn nôn, tứ chi không có sức. Thanh niên điểm gật đầu im lặng. Lục Sinh Vinh nói phát, căn cứ những này bệnh trạng, Lục Sinh Vinh có thể phán định thanh niên là được cấp tính viêm ruột, điều này làm cho Lục Sinh Vinh trong lòng âm thầm sốt ruột, tranh tài quy tắc là ai có thể nhượng bệnh nhân tại trong khoảng thời gian ngắn nhận được chuyển biến tốt đẹp, ai tự thắng được, Trung y ý tứ điều không phải tốc độ, so với Tây y mà nói, tốc độ khẳng định không có Tây y hiệu quả tới nhanh, nhưng Lục Sinh Vinh lại không muốn tướng Trung y cấp bôi nhọ. Cho nên cái này một vòng thi đấu, hắn nhất định muốn thắng. Trong đầu tập trung tâm tư nghĩ trị liệu cấp tính viêm ruột nhanh nhất, biện pháp tốt nhất. Dưới đài, một đám Hoa Hạ quốc y học quyền uy, nhìn trên đài rơi vào trầm tư Lục Sinh Vinh, trong lòng là âm thầm sốt ruột. Lão Đoàn, người có không có nhìn ra cái này 3 cái bệnh nhân rốt cuộc là mắc bệnh gì? Lão Lục thế nào chậm chạp không động thủ? Nhìn Lão Lục dáng dấp. Cái này vòng thứ nhất tỉ thí chúng ta Hoa Hạ quốc có thể tự treo, hy vọng Lão Lục có thể nghĩ ra biện pháp đến đây đi. Hoa Hạ quốc y học quyền uy ngươi một câu ta một câu mở miệng nói,
bọn họ đều không hy vọng nhìn đến Lục Sinh Vinh thua trận đầu tỷ thí, dù sao quan hệ này Hoa Hạ quốc y thuật giới mặt. Y theo ta quan sát, trên đài ba cái bệnh nhân cũng đều là mắc cấp tính viêm ruột, đây đối với lão Lục mà nói hết sức bất lợi, đối với cái này loại bệnh cấp tính mà nói, Tây y trị liệu bệnh tình chuyển biến tốt đẹp tốc độ tương đối nhanh, cho nên lão Lục hiện tại nhất định là tại trầm tư suy nghĩ ni. Đoàn Nam cau mày nói rằng, chương 419, bại. Nguyên Minh, ra ra người tình thế trước mắt cực kỳ không lạc quan a. Kỳ thực trung y trị liệu tốc độ đích xác so Tây y muốn tới chậm, bất quá, chính cái gọi là dược ba phần độc, chúng ta thuốc đông y muốn so thuốc Tây cấp nhân thể tạo thành gánh vác không lớn lắm. Nhưng là hôm nay tỉ thí nội dung là muốn xem ai có thể đủ tải trong khoảng thời gian ngắn, nhượng bệnh nhân bệnh tình nhận được chuyển biến tốt đẹp, cái này rõ ràng đối chúng ta trung y không công bình. Hoa Hạ quốc y thuật giới một đám hậu sinh vãn bối tụ tập trung một chỗ, trong đó Diệp Thần Phong đồng dạng trà trộn ở bên trong, mở miệng nói chuyện là Đoàn Thiên Thụy, trong giọng nói ẩn hàm lo lắng, lần này là bất đồng quốc gia trong lúc đó y học giao lưu thi đấu. Nếu như Hoa Hạ quốc lần này quốc tế y học giao lưu thi đấu chung bại trận, như vậy Hoa Hạ quốc y học giới mặt có thể tựu ném quá. Lục Nguyên Minh hai con người chăm chú nhìn chăm chú vào trên đài gia gia của hắn Lục Sinh Vinh, nói rằng, sẽ không, gia gia ta tuyệt đối sẽ không thua, gia gia ta là Hoa Hạ quốc trung y giới ngôi sao sáng. Nếu như hắn đều thua cuộc tỷ thí này lời nói, như vậy chúng ta Hoa Hạ quốc trung y giới tướng triệt để xong đời. Ta có thể nói khẳng định ra ra ta là Hoa Hạ quốc trung y giới đệ nhất nhân. Diệp Thần Phong nghe được Lục Nguyên Minh cái này lừa mình dối người lời nói, không nén nổi thương hại lắc đầu, hắn nhìn ra được trên đài Lục Sinh Vinh rõ ràng là nghĩ không ra biện pháp, nếu như lại như thế đi xuống Lục Sinh Vinh thất bại không thể nghi ngờ. Trên đài M quốc y học quyền uy Vi Tư Đặc cùng đảo quốc y học quyền uy Giang Xuyên Chí Cửu, bọn họ hai cái cũng kiểm tra ra bệnh nhân chuẩn xác bệnh trạng. Đối với hắn Tây y mà nói cấp tính viêm ruột cũng không là cái gì thứ tay bệnh, hơn nữa cuộc tỉ thí này nội dung chỉ cần tại trong khoảng thời gian ngắn, nhượng bệnh nhân bệnh trạng có chuyển biến tốt đẹp, cũng chính là khống chế được bệnh nhân bệnh tình là được. Phi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu tùy thân mang theo chữa bệnh trong dương, thì có giảm bớt cấp tính viêm ruột thuốc viên. Chỉ cần tướng thuốc viên ăn đi, bảo đảm tại trong vòng nửa canh giờ là có thể nhìn đến hiệu quả. Ngày hôm nay cuộc tỉ thí này Hoa Hạ quốc y học giới là thất bại không thể nghi ngờ. Tại Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu cấp bệnh nhân dùng thuốc viên thời gian, Lục Sinh Vinh cấp trên trán bốc lên da rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, nếu như bây giờ hốt thuốc nhượng bệnh nhân dùng thuốc đông y lời nói, nghiễm nhiên thời gian đã là không còn kịp rồi, huống chi thuốc đông y phát huy tốc độ không có thuốc tây nhanh, cho dù có chịu đựng tốt thuốc đông y cấp bệnh nhân uống, cuối cùng thua khẳng định vẫn là hắn Lục Sinh Vinh. Xem ra hôm nay cuộc tỉ thí này chúng ta thua có khả năng phi thường lớn, Phi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu đã nhượng bệnh nhân dùng thuốc viên. Mà chúng ta cũng đáp ứng chỉ có thể dùng trung y, nếu không giảm bớt cấp tính viêm ruột, hai khỏa thuốc viên là có thể làm xong rồi. Đoàn Nam có chút thất lạc thở dài một hơi nói rằng. Lão Đoàn, lần này quốc tế y học giao lưu thi đấu, rõ ràng cho thấy M quốc cùng đảo quốc thông đồng tốt, bọn họ rõ ràng là muốn xem chúng ta Hoa Hạ quốc cười nhạo. Cái này lão Lục cũng thật là. Cho tới bây giờ cái này thời gian hắn còn đứng ngây đó làm gì? Coi như là thua phương pháp cũng có rất nhiều loại, chỉ cần chúng ta Hoa Hạ quốc không thua được thất bại thảm hại, cuối cùng cũng không đến mức trở thành quốc tế y học giới trò cười. Hoa Hạ quốc y học quyền uy Trình Anh Huân không dằn nổi nói rằng. Lão Trình, người an tâm một chút chứ nóng, sự tình đều đã phát triển đến nước này, người mù sốt ruột cũng không hề gì dùng. An tâm đợi kết quả là tốt, Đoàn Nam vỗ vỗ Trình Anh Huân vai nói rằng. Ngồi ở một đám Hoa Hạ quốc y học quyền uy đằng sau thanh niên tài tuấn môn, nghe được Đoàn Nam đám người nói chuyện, bọn họ trong lòng cũng rõ ràng Lục Sinh Vinh cái này vị trung y giới y học ngôi sao sáng, muốn thắng được ngày hôm nay cuộc tỉ thí này tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ. Diệp Thần Phong, ta hỏi ngươi, y thuật của ngươi là điều không phải rất cao siêu, ngươi là điều không phải học trung y. Nếu để cho ngươi lên đài ngươi có thể không thể đủ tải trong khoảng thời gian ngắn nhượng trên đài bệnh nhân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Bạo lực nữ dịch Tư Dĩnh nhìn từ đầu đến cuối khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì Diệp Thần Phong thấp giọng mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong là ngồi ở dịch Tư Dĩnh cùng Giang Vũ Mộng hai nàng này trung gian, cái này cũng rước lấy một đám thanh niên tài tuấn môn khó chịu. Cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng cũng tò mò nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong khuôn mặt.
Mặc dù nói Dịch Tư Dĩnh thanh âm cũng đủ nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị cái khác người nghe được. Nguyên bản Lục Nguyên Minh nhìn đến trên đài Vô Kế Khả Thi ra ra, trong lòng tự cũng đủ buồn bực, cười nhạt mở miệng nói, Diệp Thần Phong mặc dù là Đoàn lão gia tử đồ đệ, thế nhưng Đoàn lão gia tử tinh thông là Tây Y, Diệp Thần Phong tại trước mặt gia gia ta căn bản bé nhỏ không đáng kể, nếu như Diệp Thần Phong y thuật so gia gia ta còn lợi hại hơn lời nói, ta Lục Nguyên Minh nguyện ý cởi quần áo quần xung quanh tư nhân hội quán đi một vòng. Gia gia ngươi là rất lợi hại a. Đợi như thế tự vẫn không có động thủ trị liệu, lẽ nào hắn cho rằng chỉ là nhìn bệnh nhân, là có thể nhượng bệnh nhân bệnh tình chuyển tốt sao? Hắn môn này y thuật như vậy thật là lợi hại, hôm nào ta nhất định hướng hắn thỉnh giáo một chút. Diệp Thần Phong hí ngược nói rằng, xì tương đương một tiếng, bạo lực nữ Dịch Tư Dĩnh không chút kiêng kỵ bật cười lên, cô gái ngoan ngoãn Giang Vũ Mộng khóe miệng cũng cố nén cười ý. Lục Nguyên Minh sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Cổ họng trong giường như bị tạp một cái xương cá, muốn phản bác nhưng Thủy Chung không ngờ phản bác từ ngữ. Thanh niên nhân, có ngươi như thế cười nhạo y học giới tiền bối sao? Lão Lục là Hoa Hạ quốc trung y giới công nhận ngôi sao sáng, điều không phải ngươi cái này vãn bối có thể thuyết tam đạo tứ, lão Đoàn, ngươi có thể phải thật tốt quản giáo ngươi tên đồ đệ này. Đúng vậy, lão Đoàn, ngươi tên đồ đệ này tính tình có phần quá cuồng ngạo một ít đi. Chúng ta những... này học y nên muốn khiêm tốn lễ độ, người đồ đệ này thực sự quá không nên. Diệp Thần Phong đám người đối thoại, bị ngồi ở phía trước một đám y học quyền uy cấp sau khi nghe được, sôi nổi xoay đầu lại trách cứ Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong là ai? Đoàn Nam sư phụ, Đoàn Nam nhìn đến bản thân sư phụ bị người như vậy thuyết tam đạo tứ, vừa định muốn mở miệng giải thích hai câu, liền thấy Diệp Thần Phong hướng hắn hơi lắc đầu, Đoàn Nam liền tướng đến cổ họng miệng lời nói. Nuốt trở về trong bụng. Lục Nguyên Minh nhìn đến một đám y học quyền uy đều giúp đỡ hắn nói, trong lòng miễn bản cao hứng biết bao nhiêu, hướng về phía Diệp Thần Phong khoe khoang đạo, nhìn thấy không? Gia gia ta tại Hoa Hạ quốc y học giới là rất có uy vọng, điều không phải như ngươi vậy người có thể nghị luận. Diệp Thần Phong thật không biết Lục Nguyên Minh tại vui vẻ cái gì. Gia gia của hắn Lục Sinh Vinh lập tức sẽ thua trận cuộc tỷ thí này, thực sự là đại bạch si một cái. Trên đài Lục Sinh Vinh trong miệng hơi thở ra một chút sức lực, phảng phất là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm thông thường, từ trên người lấy ra một cái châm cứu bao tới, hắn định dùng châm cứu tới giảm bớt bệnh nhân cấp tính viêm ruột. Lục gia có một bộ tổ truyền châm pháp, tên là Hồi Sinh Bát Châm, bộ này châm pháp hết sức ảo diệu, Lục Sinh Vinh từ 20 tuổi bắt đầu tìm hiểu, cho tới bây giờ đối bộ này Hồi Sinh Bát Châm vẫn là nửa biết nửa giải, thế nhưng hắn biết Hồi Sinh Bát Châm tác dụng đặc biệt to lớn. Nếu quả như thật có thể thi triển ra, giảm bớt cấp tính viêm ruột nhất định là không nói chơi. Cuộc tỷ thí này Lục Sinh Vinh không thể đủ thua, toàn bộ Hoa Hạ quốc y học giới không thể đủ thua, cho nên hắn chỉ có thể bí quá hóa liều, bởi vì hắn đối Hồi Sinh Bát Châm bộ này châm pháp vận dụng không thuần thục, thậm chí hắn chỉ có thể thi triển ra phía trước 4 châm mà thôi, có thể thi triển ra 4 châm là có thể giảm bớt bệnh nhân cấp tính viêm ruột, cái này là Lục Sinh Vinh đang làm một hồi đánh bạc. Theo lý mà nói bác sĩ không nên có cái này loại tâm lý, thế nhưng Lục Sinh Vinh không có lựa chọn nào khác. Hắn đã hoàn toàn bất cứ giá nào. Lục Sinh Vinh nhường trước mặt bệnh nhân cầm quần áo vén lên, tịnh tướng ngân châm lợi dụng hỏa diễm cùng cồn tiêu độc, mờ u bàn tay lau lau trên trán dày đặc mồ hôi hột, tay nâng châm rơi, đệ nhất châm chính xác đâm vào bệnh nhân trên bụng, sau đó ba châm cũng chát lại ổn vừa nhanh. Người bây giờ cảm giác thân thể thế nào? Bốn châm sau khi ghim xong, Lục Sinh Vinh thấp thỏm bất an hỏi thanh niên trước mặt bệnh nhân. Thanh niên hồi đáp, so vừa rồi khá hơn một chút, thế nhưng ta còn là cảm giác dạ dày bên trong đau quá, đầu hôn buồn nôn bệnh trạng cũng không có tiêu thất. Hiện nay mà nói Lục Sinh Vinh có hai lựa chọn, một là tướng ngân châm thu hồi lại, tự động buông tha cuộc tỷ thí này, hai là thử thi triển ra đệ ngũ châm, bất quá rất có thể hội thất bại. Đang do dự mười mấy giây sau. Lục Sinh Vinh còn là quyết định muốn bí quá hóa liều, đương cây thứ 5 ngân châm đâm vào bệnh nhân trên bụng thời gian, bệnh nhân trên bụng lại có thể bốc lên ra nhẹ nhẹ máu tươi tới. Lục Sinh Vinh thất bại. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, từ trước đây đến hiện tại Lục Sinh Vinh không có một lần thi triển ra Hồi Sinh Bát Châm đệ ngũ châm tới, tại cái này loại tỷ thí trường hợp, hắn kiên trì muốn thi triển ra đệ ngũ châm, có thể thi triển ra mới là lạ chứ.
Lục Sinh Vinh nhìn đến bệnh nhân trên bụng tràn ra nhè nhẹ máu tươi, hắn cả khuôn mặt trong nháy mắt biến được trắng bệch không gì sánh được. Hắn biết ngày hôm nay cuộc tỉ thí này qua đi, Trung Hoa y thuật không chỉ cũng bị người xưng là rác rưởi, hắn Lục Sinh Vinh tại Hoa Hạ quốc Trung y giới quang hoàn, cũng rất có thể sẽ biến mất không còn một mảnh. Chương 420, Dương ta Trung y. Trên đài Lục Sinh Vinh nhất cử nhất động bị dưới đài đến từ các quốc gia y học giới nhân sĩ nhìn được nhất thanh nhị sở, trên đài M quốc y học quyền uy Vi Tư Đặc cùng đảo quốc y học quyền uy Giang Xuyên Chí Cửu, đang cho bọn hắn từng người bệnh nhân dùng hoàn thuốc viên sau, liền lao thẳng đến lực chú ý tập trung ở Lục Sinh Vinh trên người. Lúc này Lục Sinh Vinh châm cứu tướng bệnh nhân cấp chát ra máu, hai người tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, khuôn mặt không hẹn mà cùng người lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Dưới đài M quốc y học quyền uy cùng đảo quốc y học quyền uy là ngồi ở liền nhau vị trí, M quốc y học giới đại biểu tính nhân vật Kiệt Tư cùng đảo quốc y học giới đại biểu tính nhân vật Thanh Mộc Quang Nhất, nụ cười trên mặt nồng nặc không gì sánh được. Kiệt Tư, lúc này Hoa Hạ quốc y học giới là hoàn toàn xong đời, Trung Quốc và phương Tây kia có thể cùng Tây y so sánh. Chúng ta nên muốn nhượng Hoa Hạ quốc y học giới tiếng xấu lan xa, từ nay về sau nhượng Hoa Hạ quốc những này y học quyền uy tại trước mặt chúng ta lại cũng không ngốc đầu lên được. Thanh Mộc Quang Nhất tâm tình hết sức vui sướng. Thanh Mộc tiên sinh, thì là hiện tại chúng ta không làm bất cứ chuyện gì, Hoa Hạ quốc y học giới cũng xong đời, cái gọi là y học quyền uy lại có thể châm cứu đem bệnh nhân chát ra máu. Người như vậy căn bản không xứng làm bác sĩ, chớ nói chi là cái gì y học quyền uy, ta cũng không ngại lại trợ giúp thoáng cái, ngươi cho là thế nào. Thân ái Thanh Mộc tiên sinh, Kiệt Tư âm trầm cười nói. Thanh Mộc Quang Nhất cùng Kiệt Tư không hẹn mà cùng hướng trên đài tham gia cái này luân tỉ thí. Giang Xuyên Chí Cửu cùng Vi Tư Đặc nháy mắt, trên đài Giang Xuyên Chí Cửu cùng Vi Tư Đặc hướng dưới đài khẽ gật đầu, sau đó Vi Tư Đặc dẫn đầu lên tiếng, Lục Sinh Vinh tiên sinh, ngươi thi triển là Trung y bên trong châm cứu sao? Ta thế nào chưa nghe nói qua châm cứu vẫn có thể đem người chát ra máu? Còn là Lục tiên sinh học nghệ không tinh. Đối với ngươi nghe nói Lục tiên sinh ngươi là Hoa Hạ quốc Trung y giới trung ngôi sao sáng, ngươi chắc là Trung y giới trong người thứ nhất đi. Bị Lục Sinh Vinh trị liệu thanh niên bệnh nhân, nguyên bản chỉ cảm thấy cái bụng có chút tê dại, tịnh không biết mình trên bụng xuất huyết. Nghe được Phi Tư Đặc lời nói sau, hai mắt vội vã nhìn về phía bụng của mình, khi hắn nhìn đến trên bụng tràn ra nhè nhẹ máu tươi sau, nguyên bản trắng bệch bệnh trạng sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Chửi ầm lên, ngươi toán cái gì Trung y? Ta là nghe nói nơi này có y học quyền uy tới miễn phí giúp ta xem bệnh, ta tài đáp ứng làm các ngươi thi đấu trị liệu bệnh nhân, ta có thể chưa từng có nghe nói qua châm cứu hội đem bệnh nhân cấp chát ra máu, cái gì chó má y học quyền uy? Trung y căn bản một điểm đều không thể dựa vào. Chúng ta Hoa Hạ quốc Trung y đã sớm xuống dốc. Thanh niên bệnh nhân tình tự đặc biệt kích động, miệng trung là nước miếng văng tung tóe. Nói Lục Sinh Vinh hận không thể tìm điều địa phùng toản đi xuống, kỳ thực Lục Sinh Vinh làm Hoa Hạ quốc Trung y giới ngôi sao sáng cấp nhân vật, hắn tại Trung y phương diện vẫn là rất có một ít thủ đoạn, bất quá, Trung y trị liệu ý tứ điều không phải nhanh, mà là vững vàng. Lúc này Lục Sinh Vinh vì thắng được cuộc tỉ thí này, bí qua hóa liều thi triển chưa có hoàn toàn nắm giữ hồi sinh bát châm, kết quả là lật thuyền trong mương, nhớ hắn đường đường Trung y giới ngôi sao sáng. Bình thường tìm hắn đến khám bệnh người nào đều không phải khách khí. Nơi nào bị người tượng ngày hôm nay như thế nhục mạ qua. Thật là không mặt mũi thấy người. Giang Xuyên Chí Cửu cũng lập tức mở miệng nói, Lục tiên sinh, xem ra ngươi thật là thất thủ. Hoa Hạ quốc Trung y cũng bất quá như vậy thôi. Ta muốn ngươi nên hướng vị bệnh nhân này xin lỗi. Còn có Hoa Hạ quốc Trung y cũng không cần thiết tồn tại. Trung y cùng Tây y so sánh chính là rác rưởi. Tượng như vậy y thuật căn bản không có giữ lại giá trị. Lục Sinh Vinh khí được chán nổi gân xanh khởi, có thể lại không phát tác được, đích thật là hắn đem bệnh nhân cái bụng chát ra máu. Trong khoảng thời gian ngắn cả khuôn mặt dường như chưa can sắc. Dưới đài đến từ các quốc gia y học quyền uy rối rít nghị luận, đối trên đài Lục Sinh Vinh chỉ trỏ. Khinh thường thanh, chẳng đáng thanh, tiếng chất vấn, tràn đầy toàn bộ tư nhân hội quán đại sảnh. Lão Đoàn, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Chuyện bây giờ rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, nếu như chiếu như vậy tình thế phát triển tiếp, chúng ta Hoa Hạ quốc y học giới tướng vĩnh viễn không có cách gì tại những quốc gia khác y học giới trước mặt ngẩng đầu lên. Lão Đoàn, chúng ta không thể đủ ngồi trơ mắt nhìn a.
nếu không chúng ta đứng ra nói mấy câu đi. Một đám Hoa Hạ quốc y học quyền uy sôi nổi hỏi Đoàn Nam ý kiến, Đoàn Nam khổ não lắc đầu, nói rằng, sự tình đã phát sinh, không phải chúng ta có thể vãn hồi, trừ phi có người có thể đi tới ngăn cơn sóng dữ, hay là còn có mấy phần hy vọng. Ngồi ở một đám Hoa Hạ quốc y học quyền uy đằng sau thanh niên tài tuấn môn, một đám sắc mặt cũng hết sức khó coi, nhất là Lục Sinh Vinh tôn tử Lục Nguyên Minh, môi run rẩy lẩm bẩm, gia gia ta sẽ không thua được, gia gia ta làm sao sẽ thua ni. Gia gia ta thủ pháp châm cứu như vậy lão luyện, nhất định là M quốc cùng đảo quốc người đang làm trò quỷ, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Thừa dịp hiện tại các quốc gia y học quyền uy đều ở đây, chúng ta không bằng phế đi Hoa Hạ quốc trung y, nhượng trung y môn này y thuật từ nay về sau không bao giờ nữa có thể trên thế giới này xuất hiện, trung y cũng chỉ hội làm trễ nãi bệnh nhân bệnh tình mà thôi, các người nói như vậy y thuật nếu như còn nhượng nó tồn tại lời nói, điều không phải hại nhân hại mình sao? Giang Xuyên Chí Cửu leng keng hữu lực nói rằng, Hoa Hạ quốc y học quyền uy nghe được Giang Xuyên Chí Cửu lời nói sau, tức khắc sắc mặt kịch biến, trung y là Hoa Hạ quốc của quý, thế nào có thể nhượng những quốc gia khác người như thế vũ nhục, làm thấp đi, thậm chí phải phế bỏ. Cái này là tuyệt đối không được. Nguyên bản Diệp Thần Phong thật không có ý định tại quốc tế y học giao lưu thi đấu thượng xuất thủ, thế nhưng M quốc cùng đảo quốc y học quyền uy thật sự là quá người gây sự. Nói như thế nào Diệp Thần Phong trong thân thể cũng chảy xuôi Hoa Hạ quốc huyết. Trung y làm Hoa Hạ quốc của quý, đối với Hoa Hạ quốc mà nói có đặc biệt to lớn giá trị, nơi nào đến phiên những này người ngoại quốc tới soi mói, thật coi ta Hoa Hạ quốc không người. Diệp Thần Phong trong thân thể tâm huyết bị kích thích ra tới, từ trên ghế đứng lên, chỉ vào Giang Xuyên Chí Cửu cùng Vi Tư Đặc, quát dẹp đường, trung y uyên thâm, lại khởi là các ngươi những này người ngoại quốc có thể hiểu rõ, các ngươi nói hủy bỏ trung y tự hủy bỏ trung y sao? Các ngươi cho là mình là ai? Hoa Hạ quốc còn không tới phiên các ngươi tại ở đây ngang ngược. Tĩnh. Tư nhân hội quán trong đại sảnh đột nhiên biến được yên tĩnh lại. Một đôi ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Đoàn Nam nhìn đến sư phụ của mình Diệp Thần Phong đứng lên, hắn biết mình sư phụ nhất định là dự định xuất thủ, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng một mảnh, hận không thể đứng dậy là Diệp Thần Phong vỗ tay bảo hay, tại Diệp Thần Phong trước mặt cho dù là cái này trên thế giới y thuật nhất cao siêu người cũng phải muốn đứng dựa bên. Thanh niên nhân này là từ đâu trong bốc lên đi ra? Hoa Hạ quốc y học giới quả nhiên là xuống dốc. Muốn một tên mao đầu tiểu tử đứng ra nói. Quả thực là không biết cái gọi là. Tiểu tử này đủ cuồng vọng, hắn thật đúng là cho là bọn họ Hoa Hạ quốc trung y có bao nhiêu tài ba sao. Nếu là trung y lợi hại lời nói, đã sớm tại toàn thế giới mở rộng khai tới, còn có thể là bây giờ cái này lần chán nản tràng diện sao. Đến từ các quốc gia y học quyền uy khinh thường nhìn Diệp Thần Phong, theo bọn họ Diệp Thần Phong hoàn toàn là một cái tự cho là đúng thanh niên nhân. Cũng chỉ là mồm mép thượng công phu lợi hại một ít mà thôi. Lão Đoàn, người đồ đệ này thế nào đứng lên? Mau để cho hắn ngồi xuống, lẽ nào hắn còn ngại hiện tại thiếu loạn sao? Lão Đoàn, điều không phải ta nói ngươi, ngươi quản lý đồ đệ phương thức quá rời rạc, trường hợp này nơi nào đến phiên hắn như vậy vãn bối đứng ra nói. Cái này điều không phải đại biểu chúng ta Hoa Hạ quốc y học giới không có người mà. Một đám Hoa Hạ quốc y học quyền uy cũng sôi nổi khuyên Đoàn Nam lập tức mở miệng nhượng Diệp Thần Phong chấm dứt hồ ngôn loạn ngữ. Đoàn Nam khoát tay áo, ý vị thâm trường cười nói, các ngươi liền do hắn đi. Đợi một lát khẳng định hội có không tưởng được ngạc nhiên. Trung y là cái này trên thế giới lợi hại nhất y thuật, các ngươi chẳng qua là một ít không có kiến thức qua chân chính trung y ếch ngồi đáy giếng mà thôi, dựa vào cái gì nói trung y là rác rưởi. Cùng chân chính trung y so sánh, Tây y mới là rác rưởi. Dương ta Trung Hoa, Dương ta Trung y, ngày hôm nay ta Diệp Thần Phong tựu cho các ngươi kiến thức một chút cái gì tài gọi Trung y bên trong châm cứu, ta có thể trong vòng một phút trị liệu tốt vị bệnh nhân này cấp tính viêm ruột. Các ngươi nghe rõ ràng, ta nói là tại một phút chi nội trị liệu tốt bệnh nhân cấp tính viêm ruột, mà không phải giảm bớt bệnh nhân cấp tính viêm ruột. Thế nào, các ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Nếu như ta một phút nội chữa trị xong cái này tên bệnh nhân, hai người các ngươi từ nay về sau không thể đủ lại làm nghề y, nếu như ta không có trị liệu tốt cái này tên bệnh nhân, chúng ta ở đây Hoa Hạ quốc y học quyền uy thừa nhận trung y là rác rưởi, đồng thời hôm nay chúng ta có thể đăng báo nói rõ.
Diệp Thần Phong ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng trên đài Vi Tư Đặc cùng Giang Xuyên Chí Cửu, khuôn mặt là cực kỳ tự tin biểu tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.